Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 1321, kiếm các. 2. Kim đấu la vạch trần mục đích một lòng muốn chọc tức mình của Trương Dương. Cười thản nhiên nói, cậu cho rằng trong thiên hạ chỉ có võ học của Trung Hoa là độc tôn sao. Ông đứng lên, dùng một cổ khí thế cường đại ập đến hướng của Trương Dương. Trương Dương cười nói, theo tôi thấy, võ học Triều Tiên chẳng qua chỉ là một nhánh của võ học Trung Quốc, điểm này không cần nghi ngờ, kim đấu la nói đặc điểm lớn nhất của người trung quốc là thích đem công trạng vinh quang của tổ tông suốt ngày đọng ngoài miệng trương dương nói vậy cũng còn tốt hơn nhiều so với việc đem công trạng của tổ tông người khác nhận thức thành của mình kim đấu la làm ra một động tác mời trương dương nói khách vì chủ tiện nếu nơi này là kiếm các kiếp pháp của kim tiên sinh không tồi tại hạ bất tài cả gan lĩnh giáo một phen kim đấu la bị vẻ cuồng vọng của thằng nhãi này khơi dậy một chút cơn tức bất quá ông nhanh chóng bình phục tâm tình, cao thủ so đấu, chỗ chen chốt nhất chính là đấu tranh tâm lý, trước khi giao thủ, nếu tâm chưa đấu mà đã động là không được, từ khi Trương Dương tiến vào phòng luyện công, hắn liền cố ý kích thích phẫn nộ của Kim Đấu La, tức giận có thể kích phát ra một lực công kích mạnh, nhưng đồng thời cũng làm cho người ta mất đi lý trí. Kim Đấu La hiển nhiên không lọt vào cái bẫy của Trương Dương, thản nhiên cười, tôn kính không bằng tòng mệnh. Nói xong lặng lẽ lui về hai bước. Trương Dương phát hiện con người Kim Đấu là thật không đơn giản, ông ta mời mình giao thủ trong tình huống không có người xem, đầu tiên là vì có thể tập trung hết sức vào trận đấu, nếu có người khác ở đây, Kim Đấu La sẽ không lui về hai bước. Hai bước này nhìn như tầm thường, thật ra Kim Đấu La là làm chuẩn bị cho một bước tiến, khoảng cách sử dụng kiếm và sử dụng quyền không giống nhau, tuy rằng chỉ là một đạo lý đơn giản, nhưng mà có thể nhìn ra được Kim Đấu La nghiêm túc trong từng chi tiết, hơn nữa ông ta cũng không tự cho rằng mình rất cao. Mặc dù là đối mặt với một hậu bối trẻ tuổi như Trương Dương, cũng không làm ra vẻ gì cả. Kim Đấu La nói, nơi này có 571 thanh kiếm, cậu có thể chọn một thanh. Trương Đại Quan Nhân chắp tay ở sau, vẫn là cái nụ cười đều như cũ, nói ra những lời khiến cho người ta có thể tức chết, đối với ông thì không cần rút kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kim Đấu La cho dù có hàm dưỡng tốt cũng không nhịn được có chút căm tức thằng nhãi này đúng là không thấy thái sơn cuồng vọng đến trình độ không biết sợ trời sợ đất kim đấu la chậm rãi gật đầu nói để ược xin cứ tự nhiên chân phải của ông hơi cử động lùi ra phía sau một chút kim đấu la nhìn cũng không nhìn tay phải cầm chặt vỏ kiếm gỗ tay trái lập tức chụp lấy chuôi kiếm hai tay chậm rãi tạo thành một đường thẳng với thân thể vỏ kiểm chỉ hướng trương dương trương dương mỉm cười nói không tồi kim đại sư quả nhiên danh bất hư truyền Kim đấu la mỉm cười nói, tiếp chiêu. Nội lư xê hùng hậu tập trung lại, chỉ nghe một tiếng ầm, thân thể ông ta bắn ra như một mũi tên. Khoảng cách giữa Trương Dương và Kim đấu la chỉ có 3 mét, dưới khoảng cách gần như vậy, trong nháy mắt vỏ kiếm đã đến trước mặt của Trương Dương. Trương Dương không trốn không tránh, tay phải vung lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy vỏ kiếm bắn ra cực nhanh của Kim đấu la, vỏ kiếm bị thế kẹp mạnh mẽ của hắn giữ lại. Chuyên gia vừa ra tay là biết có được hay không, Kim Đấu La ra tay cũng chứng minh vẻ ngạo mạn và cuồng vọng vừa rồi của hắn cũng không phải là không có lý do. Kim Đấu La sử dụng thanh kiếm tập của mình, cũng không có phù hoa gì, chú ý đến hiệu quả thực tế, trong giây phút phỏ kiếm bắn ra, người và kiếm hợp nhất, với một người quen nhìn sóng to gió lớn như Trương Đại Quan Nhân, cũng không dám chủ quan, hắn lui về phía sau một bước, nắm lấy một thanh kiếm trúc nghênh tiếp. Kiếm trúc vừa chạm đến mũi kiếm, nội kình cường đại xung quanh kiếm gỗ đã làm cho kiếm trúc nát ra thành vô số mảnh nhỏ căn bản không cách nào đi tới trước, khi giây phút mũi kiếm gần đến yết hầu của Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân mỉm cười tán thán, hảo kiếm pháp. Vẫn là chiêu thức kia, bất quá lần này hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy thân kiến. Một chiêu toàn lực đâm tới của Kim Đấu La, cũng dừng lại ngay giữa hai ngón tay của Trương Dương, không cách nào đi tới được. Trương Dương nói Kim Đại Sư khinh thường tôi, dùng một món đồ chơi đối phó tôi. Lúc nói chuyện, ngón tay hơi dùng sức, răng rắc một tiếng, thanh kiếm bị hắn bẻ gãy làm hai, đồng thời hắn bước về sau một bước, tránh thoát đòn tiếp theo của Kim Đấu La. Kim Đấu La nắm thanh kiếm còn nửa đoạn, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Trương Dương mỉm cười nói, tiếp nào. Kim Đấu La không nói hai lời, bay lên không, hai tay chụp lấy một thanh cổ kiếm treo trong phòng, choang. Thanh cổ kiếm rời khỏi vỏ, kiếm khí dày đặc bao phủ khắp phòng, Kim Đấu La rút kiếm ra, từ không trung đáp xuống, cả người và thanh kiếm như hợp thành một thể hợp thành mộ thanh kiếm sắc bén đánh tới đầu của trương dương nếu như kiếm đầu tiên kim đấu la dùng là kiếm gỗ ra tay còn lưu tình mà nói thì kiếm thứ hai này ông ta đã đem hết toàn lực vừa rồi trong lúc giao thủ trương dương đã biểu hiện ra thực lực chân chính của hắn kim đấu la hiểu rõ nếu ngày hôm nay mình không dùng toàn lực ứng phó không chỉ không thể chiến thắng trương dương mà còn bại trong tay hắn trương đại quan nhân thấy kim đấu la từ trên không đáp xuống trong lòng phát ra một tiếng khen ngợi Kiếm pháp của Kim Đấu La quả thật là đã tu luyện đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất rồi, từ góc độ của hắn cũng không nhìn ra sơ hở trong kiếm chiêu của Kim Đấu La, nhưng mà một chiêu hoàn mỹ không có nghĩa là công lực sẽ đạt đến mức tận cùng. Trương Dương từ sau khi tu luyện Đại Thừa Quyết, hắn đã có thêm một bước tiến về võ công của mình, Đại Thừa Quyết ảo diệu nhất ở chỗ lợi dụng hoàn cảnh, Trương Đại Quan Nhân cũng hiểu được đạo lý tránh đi nguy hiểm. Phòng luyện công trên tầng 4 của kiếm các có tổng cộng 12 cái trụ, khi Kim Đấu La phát động tiến công trương dương đã nhanh chóng lắc mình né sau một trụ thanh kiếm đâm vào trong cây trụ cây trụ bị bổ đôi thế đi chưa hết vẫn đang dùng tốc độ cao nhất hướng về phía trương dương thân pháp của trương dương cực nhanh đã vọt đến cây trụ thứ hai kiếm theo như hình với bóng phá hủy cây trụ thứ hai kiếm khí không giảm ngược lại còn mạnh hơn thổi qua vạt áo trước ngực trương dương trương đại quan nhân tránh thoát một kích này xong lại tiếp tục trốn sau cây trụ thứ ba kim đấu la kiếm chiều biến ảo đổi trẻ thành đâm mũi kiếm xuyên qua cây trụ, đâm thẳng đến yết hầu của Trương Dương, cây trụ bị kiếm khí làm cho vỡ vụn, vô số vụn gỗ bay đến hướng trước mặt Trương Dương. Trương Dương vung tay phải lên, đen vụn vỗ đánh rơi, sau đó một trường bổ vào thân kiếm, keng. Một tiếng, thanh kiếm gãy làm hai đoạn rơi xuống mặt đất, trong tay của kim đấu la chỉ còn lại nửa thanh kiếm. Trương đại quan nhân vẫn cười đều như cũ, cái khuôn mặt cười này trong mắt của kim đấu la là cực kỳ đáng ghét không gì sánh bằng, ông ta hận không thể tiến lại đập vào cái khuôn mặt cười này một trận, lại nghe Trương Dương nói Kim Đại Sư, kiếm pháp của ông thật sự không tồi, đáng tiếc là ông thật sự không có một thanh kiếm nào tốt. Kim Đấu là đem nửa thanh kiếm trên tay ném xuống đất, bình tĩnh nhìn Trương Dương, hảo công phu. Chỉ cần là năng lực ứng biến của cậu, trong đường đại đã ít người so sánh được. Kim Đại Sư quá khen, hay là hai ta ngày hôm nay dừng lại ở đây, tạm thời ngưng chiến, không biết ý của ông thế nào. Kim Đấu La thản nhiên nói, cùng đã bắn không thể quay đầu, nếu ra tay thì nhất định phải luận thắng thua, cậu che kiếm của tôi không tốt, vậy tôi chỉ có thể lấy ra một thanh kiếm xứng với cậu hơn. Trương Dương cười tủm tỉm gật đầu nói, tốt lắm, tôi đợi. Kim Đấu La chậm rãi đi đến hướng nam, Trương Dương lúc này mới lưu ý đến cái bàn thờ đặt ở hướng nam trong phòng luyện công, trên bàn thờ thờ phụng một bức họa, bởi vì vừa rồi khi tiến vào Trương Dương chỉ giao thủ với Kim Đấu La, cho nên cũng không lưu ý đến bức hỏa vẽ ai. Kim Đấu La quỳ xuống trước bức họa, cung kính lại ba cái, thấp giọng nói, tổ sư ra, đệ tử bất tài, xin mượn dùng một lát. Lúc nói xong những lời này, ông lại đứng lên, đi tới tựa ức bức hỏa cuộn tròn của tổ sư ra, cầm cuộn tròn lên, chậm rãi rút ra một thanh cổ kiếm khác. Thanh cổ kiếm này được vải đen bao phủ, thoạt nhìn có độ dài 4 xích một xích bằng 1 phần 3 mét. Kim Đấu La hai tay cầm lấy thanh kiếm lại cúi một lại với bức họa, sau đó mới quay nửa ơi lại, nhìn Trương Dương nói kiếm này tên là ẩm huyết, đã có 1.300 năm lịch sử, chỉ cần rời khỏi vỏ, tất nhiên thấy máu. Trương Dương tấm tắc than thở, tên rất hay, chỉ là có chút thảm liệt. Kim Đấu La nói kiếm pháp tương xứng càng thảm liệt. Ông chậm rãi lấy vải bao màu đen ra, cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút thanh ẩm huyết ra khỏi vỏ kiếm, thân kiếm vừa lộ ra phân nửa, hàn khí bức người đã tỏa ra khắp phòng luyện công. Kim đấu la rút ẩm huyết kiếm ra, thân kiếm nhỏ hẹp, nhẹ như tờ giấy, sau khi rút ra, thân kiếm run rẩy như linh xà. Trương Dương chưa từng gặp qua loại binh khí nào kỳ quái như vậy, thanh kiếm này nhìn giống như là bội kiếm của phương Tây. Trương Dương có chút hứng thú nhìn chằm chằm thanh kiếm này nói, lấy xưa dùng nay, chắc có điểm mạnh, kim đại sư đúng là có thể đi ngược với thủy triều thời đại. Kim đấu la bình tĩnh nói, tiếp chiêu, tay run nhẹ nhẹ, thay kiếm chém ra một đường trên không trung, lập tức biến ảo thành hai ba đường, sau đó tiếp tục lan ra, công kích đến tư ức mặt Trương Dương, biến hóa thành trăm ngàn kiếm ảnh, bao phủ toàn thân Trương Dương. Trương đại quan nhân ngay giây phút kim đấu la ra chiêu đã nhìn ra bộ kiếm pháp này chính là thê phong khổ vũ kiếm của Kim Nguyên Mậu, từ lúc ở Hương Sơn Biệt Việt, Trương Dương đã tìm hiểu về bộ kiếm pháp này qua bản dập, bởi vậy có thể suy ó oán ra, võ công của kim đấu la quả thật là do Kim Nguyên Mậu truyền lại. Trương Dương cười vang nói, thê phong khổ vũ không ngờ rằng kiếm pháp của Kim Nguyên Mậu lại có thể truyền thừa đến ngày nay. Một câu nói của Trương Dương làm cho trong lòng Kim Đấu La khiếp sợ không thôi, thê phong khổ vũ là bí mật bất truyền của bọn họ, cho đến nay đều là thầy trò nhất mạch tương truyền, sau khi ông học xong cũng không có dùng qua với bất luận kẻ nào, không ngờ rằng Trương Dương liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu kiếm pháp của ông. Trương 1322, Mặt Mũi 1 Lời của Trương Dương khiến cho tâm thần của Kim Đấu La sản sinh dao động cực nhỏ, cái dao động cực nhỏ này tức khắc phản ánh trên kiếm chiêu của ông, người thường có thể không nhìn ra cái biến hóa nhỏ tới cực hạn này, thế nhưng trong mắt Trương Đại Quan Nhân, kiếm chiêu của Kim Đấu La xuất hiện kẽ hở cực lớn, Trương Dương thân hình đột biến, từ trong vòng vây của trăm ngàn kiếm hoa thành công đột phá ra ngoài. Kim Đấu La thầm kêu đáng tiếc, tâm thần của mình đúng là vẫn còn bị ảnh hưởng nếu không Trương Dương căn bản không có khả năng thoát khỏi một chiêu đại vũ bàng đà của mình. Kim Đấu La vô cùng xem trọng bộ kiếm pháp thê phong khổ vũ này, lại đánh giá thấp năng lực của Trương Đại Quan Nhân. Trương Dương đứng ở cách đó không xa, lắc đầu nói chiêu này của ông có thể còn thiếu hỏa hậu, chiêu thức là có, đáng tiếc nội công sai đường, ông tu hành nội lực vô cùng cương mãnh, kiếm pháp này thiên về âm nhu, hình như là buộc một người đàn ông đi theo hoa vậy, cho dù có theo ra được, cũng khó có thể trở thành tinh phẩm. Kim đấu la không chút nào phát cáu, mỉm cười nói, vậy cậu nhìn tôi theo hoa làm sao? Mũi kiếm run lên, kiếm chiêu giống trường giang đại hải thao thao bất tuyệt kéo dài đi hướng Trương Dương, chiêu thức biến ảo quỷ dị khó lường. Trương Dương cũng không nóng lòng phản kích, vẫn là lợi dụng địa hình phòng luyện công, quay chung quanh trụ tránh né thế tiến công của Kim Đấu La, kiếm trong tay Kim Đấu La đâm vào trụ, làm cho cái trụ bị đâm thành tổ ong. Trương Dương nhìn ra thê phong khổ vũ kiếm pháp của Kim Đấu La cũng không hoàn chỉnh, xem ra trong quá trình truyền thừa kiếm pháp của Kim Nguyên Mậu vẫn có quên không ít. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thêm một cái là suy, thêm một cái nữa là kiệt, trương đại quan nhân am hiểu sâu quyết đấu khí thế trong luận võ, hắn trước sau bẻ gãy hai thanh kiếm của Kim Đấu La, bức bách ông ta phải lấy ra bảo kiếm, cũng sử xuất ra kiếm chiêu bí ẩn nhất, nhưng hàng để dành của Kim Đấu La, đối với trương đại quan nhân mà nói lại không có gì ngạc nhiên, thê phong khổ vũ kiếm pháp hắn đã sớm hiểu rõ, muốn nói có thể khiến cho hắn sản sinh một ít hứng thú chính là thanh cổ kiếm trong tay của Kim Đấu La. Kim Đấu La nói, chạy cái gì, đường đường chính chính đánh một trận xem, tâm tính hai người rõ ràng xảy ra thay đổi, hiện tại biến liễu Kim Đấu La dùng phép khích tướng đối với Trương Dương. Trương Dương nói, phó công chi đạo chú ý công thủ cân đối, không có đạo lý chỉ công không thủ, cũng không có chỉ thủ không công, tôi hiện tại áp dụng thủ thế, là vì tiêu hao nội lực của ông chờ nội lực ông suy yếu cũng là lúc tôi phản thủ vi công thằng nhãi này cũng đủ thẳng thắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho kim đấu la kim đấu la nghe vào trong tai trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười tên nhóc này thật sự là quá cuồng vọng bất quá hắn xác thực có lý do cuồng vọng kim đấu la nói tốt lắm tôi sẽ chờ cậu phản thủ vi công trương dương lui hai bước về phía sau tay hắn vươn một bên một thanh kiếm che cách đó không xa bay tới hướng hắn, Trương Đại Quan Nhân cầm kiếm nơi tay, mỉm cười nói: "Tốt lắm, có qua là không lại cũng là phi lễ, ông đuổi đánh tôi lâu như vậy, tôi nếu như không đánh trả, chẳng phải là quá uất hức một ít sao?" Xem kiếm. Kiếm che đột nhiên đâm về phía trước, kiếm khí đâm phá hư không. Ẩm huyết kiếm trong tay tại trước mặt kim đấu là tạo thành một võng kiếm, kiếm khí Trương Dương lộ ra đánh vào võng kiếm, phát sinh những âm thanh chấn động, kim đấu la hai tay kịch chấn. Khi tức hơi bị cứng lại, so với áp lực dùng cứng đối cứng giao phong gây cho ông, Kim Đấu La trong lòng kinh hãi lớn hơn nữa. Trương Dương nhìn như dùng kiếm che tiến công, nhưng trên thực tế phát động công kích là kiếm khí vô hình, kiếm che với hắn mà nói bất quá chỉ là một đạo cụ. Kim Đấu La trong lòng không khỏi buồn bã, ông tự vấn kiếm pháp của mình trong đương đại đã ít có người theo kịp, nhưng vẫn không thoát khỏi được cảnh giới sử dụng kiếm, mà tu vi của Trương Dương tại kiếm đạo trên thực tế đã vượt lên ông. Kim đấu la giận quát một tiếng, một chiêu huyền diệu nhất trong thê phong khổ vũ kiếm được sử xuất ra, Trương Dương nhận ra cái nhất chiêu này, chính là thê phong khổ vũ, mà tới một đời kim đấu la, đem cái chiêu này đổi thành một cái tên lịch sự tao nhã, hàn vũ liên giang dạ nhập ngô, kiếm thế giống thê phong khổ vũ, kéo dài không dứt. Kiếm tre trong tay Trương Dương cũng run lên, phát sinh một tiếng động, dùng chiêu thức đồng dạng nghênh đón ẩm huyết kiếm trong tay của kim đấu la nghinh, hai kiếm liên tục giao chiêu ở trên không trung âm thanh chấn động vang lên không ngừng, ẩm huyết kiếm chém sắt như chém bùn, va chạm với kiếm che tại không trung trong khoảng thời gian ngắn không dưới trăm lần, thế nhưng kiếm che lại không có chút tổn hại, cái này không phải bởi vì kim đấu la thủ hạ lưu tình, ông ta hận không thể một kiếm bổ đôi kiếm che trong tay của Trương Dương. Thế nhưng khống chế của Trương Dương đối với kiếm che đã đạt được trình độ tùy tâm sở dục, mỗi lần binh khí tương giao, đều xảo diệu tránh tránh né phong mang của ẩm huyết, ẩm huyết tuy rằng sắc bén không gì sánh được, thế nhưng mỗi lần đánh chúng kiếm tre đều là thân kiếm, sao có thể chém gãy kiếm tre. Một chiêu cực mạnh của kim đấu la đang không cách nào đẩy lùi Trương Dương, khiến cho ông kinh hãi chính là Trương Dương sử suốt kiếm chiêu đồng dạng tới ứng đối thế tiến công của mình. Lúc này kim đấu la đã nản lòng thoái chí ông cũng rõ ràng, nếu như Trương Dương thật sự muốn toàn lực, mình đã bị thua từ lâu, kiếm chiêu dùng xong, cũng không còn tâm tư tiếp tục tiến công, ngơ ngác đứng ở tại chỗ bất động. Thấy kim đấu la không công kích, Trương Dương cũng rời hai bước đứng ở đối diện ông. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng nói chuyện rất lớn, thế nhưng trong lúc giao thủ chân chính hắn vẫn cho kim đấu la đủ mặt mũi, ở đây dù sao cũng là Hàn Quốc, hắn không muốn bởi vì luận võ mà kết thù với kim đấu la, ngày hôm nay thắng thua với hắn mà nói không có bất luận ý nghĩa gì. Kim đấu la nhìn ẩm huyết kiếm trong tay, kiếm danh ẩm huyết, không máu không về, nhưng ngày hôm nay xem ra muốn ngoại lệ, kim đấu la thở dài nói tội lỗi tội lỗi. Tay phải dương lên, ném ẩm huyết kiếm trong tay hướng về xà ngang phía trước. Ẩm huyết kiếm cắm vào xà ngang, thân kiếm run không ngớt, phát sinh âm thanh rung động. Lúc này bỗng nhiên nghe được một âm thanh lạnh lùng nói, chính người học nghệ không tinh, nhưng giận chó đánh mèo đổ cho ẩm huyết kiếm, thật sự là buồn cười. Trương đại quan nhân nghe được âm thanh không khỏi đau đầu không ngớt, tuy rằng hắn nghe không hiểu đối phương nói cái gì, thế nhưng từ âm thanh đã phán đoán ra là Văn Linh tới. Văn Linh đứng thẳng trên xà ngang, chuỗi ẩm huyết kiếm này đã rơi vào trong tay cô ấy, cô ấy vừa rồi nói chính là tiếng Hàn, Kim Đấu La nghe được rất rõ ràng, Trương Đại Quan Nhân thì lần đầu tiên nghe được cô ấy nói tiếng Hàn, dù sao hắn nghe không hiểu cái quái gì cả, cảm giác Phan Linh nói tiếng Hàn Quốc còn chuẩn hơn so với người Hàn Quốc. Kim Đấu La thấy ẩm huyết kiếm rơi vào trong tay của một cô gái xa lạ, nhất thời khẩn trương lên, chuỗi ẩm huyết kiếm này có ý nghĩa đối với ông không phải chuyện đùa, tại một mặt nào đó chính là tín vật trưởng môn. Ông giận dữ hết, đưa ta. Phan Linh hừ lạnh một tiếng, thân thể từ không trung bay vút xuống, ẩm huyết kiếm trong tay run lên, mưa kiếm khắp bầu trời chút xuống hướng kim đấu la. Trương Dương thầm kêu không ổn, tiến lên muốn trợ giúp kim đấu la thì đã muộn, đã thấy đầu vai cánh tay của kim đấu la có hơn 10 vết kiếm, máu tươi từ vết kiếm thẩm thấu ra, bất quá may là không có thương tổn lớn, xem ra Văn Linh lúc hạ thủ đã có lưu tình. Trương Dương huy động kiếm che dùng thê phong khổ vũ kiếm pháp công kích hướng cô ấy, đối mặt với bà chị nuôi có võ công sàn sàn như mình, Trương Dương đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, hai người sử dụng đều là thê phong khổ vũ kiếm pháp, trong lúc nhất thời trong phòng luyện công, người tới ta lui, kích đấu cùng nhau. Kim đấu la thấy hai người sử dụng đều là kiếm pháp bổn môn, thế nhưng trình độ tinh diệu của chiêu thức không biết mạnh hơn bao nhiêu so với mình, mắt thấy như vậy, kim đấu la sắc mặt khó thấy đến cực điểm, cả người chán ngán thất vọng, Trương Dương và Văn Linh đều trẻ tuổi, võ công của hai người lại tuyệt hảo, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, Kim Đấu là hiện tại mới rõ ràng Trương Dương vừa rồi căn bản không có lấy ra thực lực chân chính của hắn. Trong lúc kích đấu, bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ, kiếm tre trong tay của Trương Dương bị Văn Linh chém thành hai đoạn, cùng lúc đó Trương Dương một trưởng cũng đánh trúng đầu vai của Văn Linh. Văn Linh liên tiếp lui lại phía sau mấy bước, cô ấy lắc đầu nói, ba ngày không gặp đủ để thay đổi cách nhìn lẫn nhau, Trương Dương, lẽ nào ngươi tu luyện đại thừa quyết? Trương đại quan nhân giả ngu nói, đều không rõ ràng chị đang nói cái gì. Văn Linh cười lạnh ha ha nói, một trường ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Nói xong câu đó, cô ấy bay lên không hướng về cửa sổ phía sau, phá cửa sổ, thân thể giống chim yến bay về phía rừng rậm xa xa của kiếm cát. Kim đấu la giận dữ hết, chạy đi đâu, ông ta là yêu thương ẩm huyết kiếm của mình, chờ ông ta đuổi tới phía trước cửa sổ, nhìn lại hướng ra phía ngoài, làm sao có thể tìm được cái bóng của Văn Linh. Không nói kiếm pháp của Văn Linh, chỉ cần là khinh công của cô ấy cũng đã khiến cho ông ta theo không kịp. Trương Dương đi tới bên cạnh của Kim Đấu La, nhìn hướng ngoài cửa sổ một chút, thấp giọng nói, "Quên đi. Dặc cùng đường đừng truy." Kim Đấu La cả giận nói, "Nhưng cô ấy đoạt kiếm của tôi." Trương Đại Quan Nhân nhìn Kim Đấu La người đầy vết máu, trong lòng cười thầm, "Ẩm huyết kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, không máu không về, làm nửa ngày là muốn hút máu trên người của Kim Đấu La." thật ra văn linh vừa rồi rõ ràng là ra tay lưu tình nếu như văn linh muốn giết kim đấu la lúc này kim đấu la đã trở thành một cái xác trương dương nói thương thế của ông có nặng lắm không kim đấu la lắc đầu ông chỉ bị thương ngoài da cũng không có bị thương đến gân cốt ngày hôm nay liên tiếp tao mộ hai trận thất bại đối với kim đấu la mà nói thân thể bị thương còn đỡ thất bại và uể oải trong nội tâm là lớn nhất từ lúc chào đời tới nay trương dương từ trong lòng lấy ra một bình ngọc Bên trong có Kim Sang Dược, thằng nhãi này đã sớm có chuẩn bị, đương nhiên không phải chuẩn bị cho mình, hắn đối với chính mình vẫn có tự tin, trước khi tới đây chỉ biết, cho dù ngày hôm nay có người bị thương, người bị thương kia cũng không phải là mình. Kim Đấu La cũng không có từ chối ý tốt của hắn, Trương Dương giúp ông ta xử lý miệng vết thương, Kim Đấu La thay một bộ đồ luyện công mới, đồ luyện công của ông ta kiểu dáng đều là giống nhau như đúc, nếu như không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra. Trên khuôn mặt già của Kim Đấu La tràn ngập vẻ thất bại, lúc đầu ông hẹn Trương Dương tới phòng luyện công tầng 4 đơn độc luận võ là cho cháu gái thôi hiền châu mặt mũi, nhưng hiện tại ngẫm lại may mà mình có dự kiến trước, bằng không ở trước mặt mọi người luận võ, ngày hôm nay mặt của mình sẽ mất hết. Chương 1323, mặt mũi 2. Trương đại quan nhân sau khi đã phân thắng bại ngược lại biểu hiện ra lòng giả và phong phám nhất đẳng, hắn mỉm cười nói, Kim đại sư, ngày hôm nay chúng ta không phân thắng bại, không ngờ rằng trên đường nhảy ra một trình rảo kim, ông cũng không thắng tôi cũng không có thua, không bằng chúng ta lúc nào đó đấu lại. Ánh mắt của kim đấu la lúc này nhìn Trương Dương rõ ràng tràn ngập cảm kích, Trương Dương đưa cho ông cái nhân tình này quả thật không thể lớn hơn, nếu như kết quả bị nói ra, sau này thần thoại của kim đấu la ông tại giới võ thuật của Hàn Quốc cũng hoàn toàn tan biến, cá nhân mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng trong mắt của những người Hàn Quốc khác, ông là đánh mất mặt mũi quốc gia, người sĩ diện trong nước một người một ngụm nước bọt cũng có thể làm cho ông chết đuối. Kim Đấu La thở dài nói, võ công và phong phạm của Trương Tiên Sinh đều khiến cho tôi bội phục. Trương Dương nói, võ công căn bản không có cao thấp chi phân, một người võ công cường thịnh cũng có một ngày già đi, tôi sở dĩ dám tiếp thu trận quyết chiến của Kim Đại Sư, bởi vì tôi là nghé mới sinh không sợ hổ, tôi trẻ tuổi hơn ông, cho dù võ công không bằng ông, nhưng khí lực vẫn là cường thịnh hơn ông một ít. Kim Đấu La xấu hổ cười, biết Trương Dương chỉ là khiêm tốn, phương diện võ công mình căn bản không phải đối thủ. Những gì phát sinh trên lầu người phía dưới đợi tất cả đều hoàn toàn không biết gì, khẩn trương nhất cũng là Kim Mẫn Nhi, từ lúc Trương Dương đi đến phòng luyện công khiêu chiến Kim Đấu La, cô ấy khẩn trương đi qua đi lại trong phòng, ngay cả một phút cũng không có ngồi xuống. Tất cả mọi người nhìn ra Kim Mẫn Nhi khẩn trương, Kim Thượng Nguyên đương nhiên không thể thiếu an ủi cháu gái bảo bối, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Ông đã nhìn ra cháu gái đã sinh ra tình cảm không bình thường đối với Trương Dương. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy buồn ngủ, Trương Dương và Kim Đấu La sóng vai về tới phòng khách, biểu tình của hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật, căn bản không gặp phải kiểu dương cung bạt kiếm người chết ta sống, cái này khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, nhất là Kim Đấu La nói một câu, "Trương tiên sinh võ công tuyệt diệu, quả thật cuộc đời tôi hiếm thấy." Trương đại quan nhân cũng nịnh hót nói, "Đâu dám đâu dám" Phó Công và Phong Phạm Tông Sư Kim Đại Sư mới là tấm gương sáng cho người trẻ tuổi chúng tôi. Ngày hôm nay được Kim Đại Sư chỉ điểm, vãn bối lấy được rất nhiều. Mặt già của Kim Đấu La hơi có chút nóng dần lên, trong lòng cảm kích vô cùng, Trương Dương ở trước mặt mọi người cho ông mặt mũi, cái phần nhân tình này ông nhớ kỹ. Kim Mẫn Nhi thấy Trương Dương không có việc gì, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Kim Đấu La bắt chuyện với Kim Thượng Nguyên, Kim Mẫn Nhi, hai vị có thân phận đặc biệt này, Ông đương nhiên không dám chậm trễ. Kim Đấu La mời mọi người ở lại ăn, Kim Thượng Nguyên còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nếu như không phải bởi vì Trương Dương, ông cũng sẽ không bỏ sự vụ của công ty đến đây, ông xin miễn lời mời của Kim Đấu La. Kim Mẫn Nhi không có chuyện gì, nhiệm vụ quan trọng nhất hai ngày nay của cô ấy là theo Trương Dương, Trương Dương biết Kim Đấu La mời mình ăn mục đích là có lời muốn hỏi mình, quả nhiên, trước lúc ăn, Kim Đấu La lấy lý do mời Trương Dương giám định và thưởng thức bảo kiếm ông cất giấu tìm một cơ hội nói chuyện riêng với Trương Dương. Kim Đấu La nói, "Trương tiên sinh, thấy tình huống vừa rồi, hình như cậu quen cô gái kia." Trương Dương gật đầu nói, "Thật không dám giấu giếm, tối hôm qua tôi ở Lam Tinh cung, cô ấy đột nhiên xuất hiện nỗ lực tập kích tôi." Kim Đấu La nói, "Tôi muốn tìm về Ẩm Huyết Kiếm của tôi." Trương Dương nói, "Hiện tại tôi mới rõ ràng, cô ấy đến Hàn Quốc, mục đích cũng là muốn cướp Ẩm Huyết Kiếm." Kim đấu la nhíu nhíu mày nói, cái thanh ẩm huyết kiếm này chính là bất truyền bí mật của chúng tôi, người ngoài căn bản không biết, cô ấy làm sao biết. Hơn nữa cô ấy cũng hiểu được thê phong khổ vũ kiếm pháp. Thật ra Kim đấu la vốn muốn hỏi Trương Dương vì sao hiểu được thê phong khổ vũ kiếm pháp, chỉ là không thể không biết xấu hổ mở miệng. Trương Dương nói, Kim Đại Sư, Tổ Sư Khai Sơn của Kiếm Các có phải là Đại Sư Kiếm Thuật Kim Nguyên Mậu? Kim Đấu La gật đầu nói, Kim Nguyên Mậu là tổ tiên của tôi, trong gia phả có ghi chép rõ ràng. Trương Dương nói, không biết ông có nghe nói qua một đoạn lịch sử như vậy hay không, thời đại của Kim Nguyên Mậu chính là tùy triều của Trung Quốc, lúc đó Tùy Dương đế cầm quyền, ba lần xuất binh thảo phạt Cao Ly, Kim Nguyên Mậu đi đến Đại Tùy ám sát, sau đó thất bại, thoát khỏi hoàng cung. Kim Đấu La nói, nghe nói qua, từ đó về sau ông ấy không biết tung tích, có người nói ông ấy thành công thoát khỏi truy sát của võ sĩ Tùy triều, trở lại cố hương ẩn cư cũng có người nói ông ta nhiều phiên khổ chiến cùng cao thủ tùy chiều, cuối cùng đồng quy vô tận. Trương Dương nói, địa điểm cuối cùng của ông ấy thì tịnh không rõ ràng lắm, thế nhưng tại Trung Quốc phát hiện không ít bản dập ông ấy lưu lại lúc trước, trên bản dập có khắc không ít văn tự, bên trong có thê phong khổ vũ kiếm pháp. Kim đấu la hai mắt sáng ngời, lời của Trương Dương giải quyết những khúc mắc trong lòng ông không giải thích được, xem ra thê phong khổ vũ kiếm pháp không chỉ có chỉ có một mình ông nắm giữ, từ kiếm pháp ngày hôm nay Trương Dương và Văn Linh đánh nhau sử dụng mà xem, kiếm pháp của hai người còn tinh diệu hơn mình rất nhiều, bên trong có chút chiêu thức ngay cả mình đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Dương nói, sau này tôi sẽ đem thê phong khổ vũ kiếm pháp mà tôi lý giải chỉnh lý hoàn chỉnh đưa cho Kim Đại Sư. Kim Đấu La nghe hắn nói như vậy thật sự là mừng rỡ, xin ra hảo cảm không nhỏ đối với Trương Dương, ông liên tục cảm ơn nói, như vậy đa tả hậu ý của Trương Tiên Sinh. Trương Dương cười nói, không có gì phải khách khí. Thật ra bộ kiếm pháp này lúc đầu thì là của các người, tôi bất quá là cơ duyên xảo hợp chiếm được, trả lại cho ông cũng là đương nhiên. Kim Đấu La nói, cô gái kia vô cùng quỷ dị, võ công của cô ấy hẳn là không dưới cậu. Trương Dương nói, cô ấy hẳn là có quan hệ sâu đậm với cùng Kim gia các người. Tôi nghĩ trong ẩm huyết kiếm có thể giấu có một bí mật cực lớn. Kim Đấu La nói, từ khi cha tôi đem ẩm huyết kiếm truyền cho tôi, thanh kiếm này không có người khác đụng vào tôi chẳng bao giờ phát hiện bên trong có bí mật gì. Trương đại quan nhân trong lòng thầm nghĩ, Phan Linh rất có thể cũng là con gái của Kim Nguyên Mậu chuyển thế, tính ra hẳn là tổ tông của Kim Đấu La, bí mật của ẩm huyết kiếm ông không biết, cô ấy không chừng biết, chuyện này hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng ra với Kim Đấu La, chỉ là nhẹ giọng nói sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ giúp ông tìm lại thanh kiếm này. Nếu như đổi thành lúc xưa, Kim Đấu La sẽ cảm thấy những lời này của Trương Dương quét mặt mũi của ông, ẩm huyết kiếm mất trong tay ông ta theo lý thuyết ông ta hẳn là người đi tìm về thế nhưng sau khi kiến thức võ công của văn linh kim đấu la biết rõ mình không phải đối thủ của cô ấy cũng chỉ có trương dương mới có năng lực đánh một trận với cô ấy muốn tìm về ẩm huyết kiếm đại khái chỉ có thể mượn lực lượng của trương dương trải qua chuyện này kim đấu la đã sản sinh ra không ít hảo cảm đói với người thanh niên trước mắt này trương dương không chỉ có võ công cao cường hơn nữa rất thức thời hiểu được cách chiếu cố bộ mặt của người khác ngay cả kim mẫn nhi đều cảm thấy được thái độ của kim đấu là đối với trương dương biến hóa thành hai người buổi trưa hai người ăn cơm tại kiếm các rồi mới rời đi kim mẫn nhi vô cùng tò mò đối với trận quyết chiến của bọn họ tại phòng luyện công vừa rời khỏi kiếm các liền hỏi trương dương ngày hôm nay anh và kim đại sư rốt cục là ai thắng trương dương cười nói cô nghĩ thắng thua quan trọng sao kim mẫn nhi lắc đầu nói tôi chỉ là cảm thấy hiếu kỳ anh đừng chê tôi nhiều chuyện thật ra tôi đã đi tìm mẹ nhỏ nhờ bà ấy đi tìm kim đại sư khuyên ông ấy từ bỏ ý định luận võ với anh trương dương cũng không biết quan hệ của thôi hiền châu và kim đấu la mặc dù lúc này mới biết được kim mẫn nhi làm nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn cảm động thật sâu vì cô ấy quan tâm mình trương dương nói thật ra lúc tôi và kim đại sư luận võ văn linh tới nghe được tên của văn linh kim mẫn nhi cảm thấy sợ thất thanh nói a à. trương dương nói cô ấy hẳn là sẽ không trở lại tìm phiền toái kim mẫn nhi nói cô ấy làm sao biết chuyện anh và kim đại sư luận võ tôi cũng không nghĩ ra có thể cô ấy trước tìm kim đại sư theo đầu mối của ông ta tìm được tôi kim mẫn nhi nói cô ấy rất đáng sợ kim mẫn nhi vẫn còn sợ hãi đối với văn linh tối hôm qua xuất hiện trương dương mỉm cười nói không có gì phải sợ xem ra sau này tôi phải dạy cô vài công phu tự bảo vệ mình cái khác không nói nếu như thật sự gặp nguy hiểm ít nhất có thể chạy trốn Kim Mẫn Nhi nở nụ cười, tại trước nụ cười của cô ấy dường như cảnh sắc xung quanh tất cả đều ảm đạm xuống, Trương Dương bỗng nhiên ngây người, Kim Mẫn Nhi bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhìn cái gì? Trương Dương nói, đẹp thật. Kim Mẫn Nhi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp dũng cảm nhìn Trương Dương nói, hiện tại trong lòng anh tôi rốt cục là Xuân Tuyết tình hay ấn là Kim Mẫn Nhi. Trương Đại Quan Nhân ho khan một tiếng, ấy trà, hình như lại bắt đầu có tuyết rơi, thằng nhãi này giả ngu giả đến nghiện luôn rồi. Kim Mẫn Nhi bất mãn trừng mắt với thằng nhãi này, mỗi lần đến chỗ then chốt, hắn liền cố ý chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Lúc này vừa vặn điện thoại của cô ấy vang lên, là mẹ nhỏ thôi Hiền Châu gọi điện thoại đến hỏi tình huống luận võ, Kim Mẫn Nhi kể đơn giản lại một lần. Cúp điện thoại, Trương Dương cười nói, Mẫn Nhi, mẹ nhỏ cô rất quan tâm cô. Kim Mẫn Nhi nói, cũng được, đúng rồi, bà ấy nhờ tôi cảm ơn anh, nói phương thuốc của anh rất hữu hiệu. Trương Dương cười nói, có cái gì mà cảm ơn chứ, người nhà của cô, cũng giống như người nhà của tôi. Mặt cười của Kim Mẫn Nhi lại đỏ lên, thấp giọng nói, trong lòng anh thật sự nghĩ như vậy. Vẫn đều nghĩ như vậy. Giống như anh vẫn đều đem tôi trở thành xuân tuyết tình. Trương Đại Quan Nhân không nói chống đỡ cái gì, bình tĩnh mà xem xét, hắn đến bây giờ cũng không cách nào phân xuân tuyết tình và Kim Mẫn Nhi ra, hắn thậm chí cho rằng, nếu mình và Văn Linh có thể vượt qua một ngàn năm thời không đi tới xã hội hiện nay, vì sao Xuân Tuyết Tình không thể? Nhưng từ các loại biểu hiện của Kim Mẫn Nhi mà xem, cô ấy và Xuân Tuyết Tình căn bản là hai loại tính cách, hơn nữa cô ấy hoàn toàn không biết gì về tất cả của Xuân Tuyết Tình, hẳn là không có quan hệ với Xuân Tuyết Tình. Nếu như nói Kim Mẫn Nhi ngay từ đầu quen biết với Trương Dương bởi vì dung mạo của cô ấy giống quá Xuân Tuyết Tình, sau đó cô ấy cũng lý giải Trương Dương là do nhớ lại tình xưa, nhưng khi quan hệ của cô ấy và Trương Dương phát triển, hiện tại cô ấy bắt đầu biểu thị chống cự đối với loại hiểu lầm của Trương Dương, cô ấy không muốn bị Trương Dương nhìn thành Xuân Tuyết Tình, cô ấy nỗ lực thoát khỏi cái bóng của Xuân Tuyết Tình. Tâm tư của thiếu nữ thật sự là quá mức kỳ diệu, mặc dù là Trương Đại Quan Nhân cũng rất khó nắm chắc được toàn bộ. Trương 1324, Mặt Mũi 3 Sự thật chứng minh, sự việc xảy ra trước cảnh Đức Cung chỉ là một lần ngẫu nhiên, kết quả điều tra không được lý tưởng, tuy rằng Kim Mẫn Nhi sử dụng tất cả thủ đoạn có thể, nhưng vẫn không có bất luận tin tức gì về cố giai đồng. Trương Dương không có khả năng vĩnh viễn ở lại Hán Thành, cho dù cố giai đồng rất có thể ngay tại Hán Thành. Với thế lực của Kim gia tại Hàn Quốc, trợ giúp Trương Dương trở về trong nước chỉ là một cái nhấc tay, ngày 10 tháng riêng. Kim Thượng Nguyên ngồi máy bay riêng đi đến Trung Quốc bàn sinh ý, Trương Dương cũng quay trở về Kinh Thành. Đến Kinh Thành, trương dương đầu tiên liên hệ kiều mộng viện lúc hắn đi ra sân bay kiều mộng viện lái một chiếc lexus màu đen có rèm che đợi rất lâu tại sân bay hai ngày nay dòng nước lạnh siberia làm cho cả nhiệt độ của kinh thành chợt giảm xuống nhìn trương dương bước đi tới đôi mắt đẹp của kiều mộng viện bóng có chút đã ươn ướt trương dương rời đi trong khoảng thời gian này cô ấy không lúc nào không lo lắng lúc hai người ở chung cùng một chỗ cô ấy còn chưa thấy rõ toàn bộ thế giới tình cảm của mình thế nhưng trương dương chỉ cần rời đi cô ấy mới phát hiện thằng nhãi này để lại dấu ấn rất sâu trong lòng của mình cô ấy vĩnh viễn không cách nào quên được trương dương tìm được chiếc xe của kiều mộng viện nhận rõ một chút bảng số xe sau đó ghé vào cửa sổ xe nhìn bên trong một chút khi hắn thấy mặt cười của kiều mộng viện khẽ cười một cái cái miệng mân mê rất vô sỉ làm một động tác hôn môi kiều mộng viện đem mặt xoay qua làm như không thấy được khiêu khích của hắn trương dương mở cóp sau xe đem hành lý bỏ vào sau đó mở cửa xe bên cạnh người lái, ngồi vào trong xe ấm áp, trà tay nói, bên ngoài thật đúng là lạnh. Kiều Mộng Viện nói, phương Bắc có không khí lạnh tới, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống hơn 10 độ. Bàn tay to của Trương Dương dò xét qua, rất tự nhiên cầm tay nhỏ của cô ấy, Kiều Mộng Viện cắn cắn môi anh đào, cô ấy cảm giác được lòng bàn tay của Trương Dương ấm áp, căn bản không có bất luận dấu hiệu lạnh cái gì, thằng nhãi này vĩnh viễn đều không đổi được bệnh chiếm tiện nghi, Kiều Mộng Viện vốn muốn tránh, thế nhưng lại cảm thấy được hắn cầm tay cảm giác thật sự tốt, thoải mái mà kiên định, loại cảm giác ấm áp này truyền đến ở sâu trong nội tâm của cô ấy, cô ấy lại không muốn dẫy, nhỏ giọng nói, bên ngoài có rất nhiều người. Trương Dương cười cười, chúng ta tìm một chỗ không người. Kiều Mộng Viện xấu hổ dẫy tay hắn. Trương Đại Quan Nhân cợt nhả nói, tôi là nói tìm một chỗ không người chúng ta từ từ tâm sự, không có ý khác. Kiều Mộng Viện nói, tôi còn không biết anh sao? Trương Dương nói, biết tôi cái gì? Cô biết tôi hiện tại trong lòng nghĩ cái gì? Một đôi mắt tràn ngập tính xâm lược nhìn Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện bị hắn nhìn làm mặt đỏ tim đập nhanh, nhỏ giọng nói, nói chung không có chuyện gì tốt. Cô ấy buông tay ra, nhấn chân ga, ô tô chậm rãi chạy về phía trước. Trương Dương điều chỉnh ghế ngồi thành một tư thế rất thoải mái, hai tay gối lên sau đầu, nhắm mắt lại, thấp giọng nói, Mộng Viện cảm ơn cô. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn cô vẫn nhớ đến tôi. Kiều Mộng Viện im lặng, qua một hồi lâu mới phá vỡ im lặng nói, lần này hành trình Bắc Triều Tiên có thu hoạch gì? Trương Dương nói, suýt nữa đem mạng để lại ở đằng kia, đám người Triều Tiên không có lương tâm. Hiện tại hắn đã trở về, đương nhiên không hề có cố kỵ, nói đến chuyện này, ngữ khí hời hợt, thế nhưng Kiều Mộng Viện có thể đoán rằng, Mấy ngày này Trương Dương ở tại Bắc Triều Tiên khẳng định đã trải qua một phen kinh tâm động phách. Thấy Trương Dương chân thực nằm ở bên cạnh mình, Kiều Mộng Viện rốt cuộc yên tâm lại, bình an là tốt rồi, vô luận mấy ngày này xảy ra cái gì, chỉ cần hắn bình an xuất hiện tại trước mắt của mình là tốt rồi. Trong lòng của Kiều Mộng Viện, Trương Dương là cái loại nhân vật trời sinh mạo hiểm, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Trương Dương nhắm mắt một hồi, đem ghế ngồi điều chỉnh một lần nữa, cảnh giác nhìn kính chiếu hậu nhìn phía sau có xe cộ theo dõi hay không. Kiều Mộng Viện thấy hắn cẩn thận không khỏi nở nụ cười, anh làm gì thế? Sợ có người theo dõi anh sao? Trương Dương nói, quen rồi, tại Bắc Triều Tiên không lúc nào không lo lắng, trở lại xã hội chúng ta, đúng là không thích ứng, cái này gọi là ý thức nguy cơ. Có đói bụng không? Trương Dương gật đầu nói, đói thảm hại, cơm nước Hàn Quốc không hợp khẩu vị, được rồi, lần này tôi mang về ít của đồ chua và đồ trang điểm Hàn Quốc, đợi lát nữa cô chọn vài món. Kiều Mộng Viện nói, tôi đặt bàn tại ngự tâm viên rồi, tùy tiện chịu chút. Đang nói chuyện xe đã đi tới phía trước nhà hàng ngự tâm viên, Trương Dương theo cô ấy đi tới phòng, phục vụ nhanh chóng đưa đồ ăn lên, Kiều Mộng Viện đặc biệt chuẩn bị cho Trương Dương một chai rượu Mao đài. Trương Dương lần này lại không uống, cợt nhà nói, rượu có thể loạn tính, tôi tốt hơn là nên giữ chút hình tượng trước mặt cô, Kiều Mộng Viện mặt cười ửng đỏ nói, hình tượng của anh trong mắt tôi rất khó cải biến. Lời này có ý gì? Có phải là đại biểu rằng tôi có địa vị quan trọng không thể thay thế trong lòng cô? Kiều Mộng Viện mân mê môi, đáng ghét, bộ dạng giận khẽ cáu đặc biệt làm động tâm, trương đại quan nhân mở rượu mau đài, tự rót một ly cho mình, uống cái ực cạn sạch. Sao lại uống? Kiều Mộng Viện hỏi. Rượu tráng anh hùng đảm, uống chút rượu vào tôi mới dám sắc đảm bao thiên kiều mộng viện thật sự là không có một chút biện pháp làm gì hắn nhẹ giọng nói thời gian nghỉ đông của anh cũng thật dài trương dương gật đầu nói không ngờ rằng phát sinh nhiều chuyện như vậy vừa rồi xuống máy bay tôi còn gọi điện thoại cho lãnh đạo xin nghỉ bệnh một tuần kiều mộng viện nhìn hắn từ trên xuống dưới nhìn thế nào thì thằng nhãi này cũng không giống như có bệnh trương dương nói tôi phát hiện con người của tôi thật sự không nhàn được chuyện không dứt vây bắt lấy tôi có thể tôi cũng là một kẻ lao lực Kiều Mộng viện nói, chuyện của lệ phù giải quyết thế nào? Thật ra từ tâm tình khoái trá của Trương Dương cô ấy đã nhìn ra chuyện này giải quyết tốt. Trương Dương nói, cô ấy biến mất, hoàn toàn biến mất. Sau này chúng ta miễn bàn chuyện này. Kiều Mộng viện rất thông minh, lập tức rõ ràng Trương Dương muốn giấu giếm sự kiện này, cô ấy gật đầu nói, tôi nghe nói con trai của Lý Ngân Nhật tướng quân Lý Sương Phổ bị người bắn chết, chuyện này không có vấn đề gì với anh chứ? Trương Dương cười nói, cô càng ngày càng giống như một cán bộ cục quốc an. Kiều Mộng Viện nói, tôi mới lười quản anh. Trương đại quan nhân nói, chuyện này nói ra thì dài, nói chung không có bất luận quan hệ gì với tôi, được rồi, ba cô gần đây thế nào? Kiều Mộng Viện biểu tình thản nhiên nói, đã bắt đầu đi làm. Cái này đối với Trương Dương mà nói là một tin tức có chút ngoài ý muốn, hai ngày trước khi rời đi kinh thành còn không có nghe được bất luận tin tức gì, sao sau trở về thì Kiều Trấn Lương đã đi làm? Trương Dương rất cẩn thận hỏi, đi đâu vậy? Trong lòng nói thầm lão Kiều không phải đi mấy chỗ như hội nghị hiệp thương chính trị chứ? Từ nay về sau làm một chức quan nhàn hạ sống lừa dối qua ngày, nếu như là như vậy, chẳng phải có ý nghĩa cuộc đời chính trị của ông ấy từ nay về sau đi tới đầu cùng. Lão Kiều đồng chí còn trẻ, bất quá chỉ mới 50, bởi vì chuyện của Kiều bằng cử mà chịu ảnh hưởng rất lớn, tên nhóc Kiều bằng cử này thật sự là chơi một vố lớn, hãm hại ba mình. Kiều Mộng Viện nói, bộ nông nghiệp cấp trên cho ông ấy làm bộ trưởng bộ nông nghiệp, bí thư tổ đảng bộ nông nghiệp. Trương Đại Quan Nhân trường lớn hai mắt, trong thời gian ngắn, Kiều Trấn Lương từ bí thư tỉnh ủy Bình Hải nhanh chóng biến hóa trở thành bộ trưởng bộ nông nghiệp. Cái chuyển biến này trên cấp bậc không tính là quá lớn, nhưng phải biết rằng Kiều Trấn Lương tạm rời cương vị công tác là bởi vì chịu ảnh hưởng của con trai, dưới tình huống bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Không chỉ có là Trương Dương, phần lớn người cho rằng Kiều Trấn Lương sẽ bởi vậy mà yên lặng một thời gian. Thế nhưng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là Kiều Trấn Lương trong thời gian ngắn một lần nữa đi lên cương vị lãnh đạo, hơn nữa ông ta đảm nhiệm chính là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Trung Quốc là một đất nước nông nghiệp lớn, tầm quan trọng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đã rất rõ ràng. Trương Dương đã lăn lộn trong quan trường rất lâu rồi, xuyên qua chuyện này, hắn có thể suy đoán ra cao tầng phía sau đánh cờ, bởi vậy cũng chứng minh, lực ảnh hưởng của Kiều lão vẫn còn. Kiều Mộng Viện thấy Trương Dương lâu như vậy không nói chuyện nhỏ giọng hỏi anh đang suy nghĩ cái gì trương dương cười nói tôi đang suy nghĩ có phải là hiện tại nên gọi điện thoại biểu thị chúc mừng kiều bí thư không kiều mộng viện thản nhiên nói hai ngày nay rất nhiều người đến chúc mừng ba tôi chưa chắc có thể nhớ kỹ tên của ai thế nhưng lúc ông ấy sinh bệnh người đi đến thăm ông ấy sẽ nhớ kỹ rất rõ ràng những lời này nói ra rất huyền chuyển kiều gia sẽ không quên chỗ tốt của trương dương trương đại quan nhân phát hiện đối đãi trọng tình cảm không là chuyện xấu gì nếu như mình cũng giống người khác làm ra chuyện người vừa đi trà liền lạnh, Kiều gia đối với mình khẳng định sẽ không tốt như vậy, Kiều Mộng Viện cũng sẽ không thân cận như vậy với mình như vậy. Kiều Trấn Lương làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp khẳng định là chuyện tốt, có ý nghĩa chuyện của Kiều bằng cử đã giải quyết, Kiều gia đã hoàn toàn hóa giải nguy cơ chính trị lần này. Trương Dương nói, năng lực chấp chính của Kiều bí thư mạnh như thế, lãnh đạo trung ương khẳng định thấy rõ. Kiều Mộng Viện không nhịn được nở nụ cười, anh đó có phát hiện mình vừa nói chuyện liền không tự chủ được thích dở giọng quan hay không? Làm quan đều hay mắc lỗi. Trương đại quan nhân kêu khổ không thôi nói, tôi tính là quan cái gì? Cán bộ cấp xử, đừng nói là trong kinh thành, tại Đông Giang tiện tay cua một cái cũng là một sấp dày, chạy chân làm việc có tôi, uống trà chỉ huy không có phần tôi, cũng chỉ có cô nói tôi là quan, tôi đi ra ngoài đều ngại nói với người khác chức vị của mình, mất mặt lắm. Vào cổ đại, tôi nhiều nhất cũng là một quan cửu phẩm, Kiều Mộng Viện cười nói, nói nhỏ à, cán bộ huyện cấp xử, tại cổ đại cũng là một thất phẩm. Trương Dương nói, được, theo như lời của cô, thất phẩm huyện lệnh, cũng là quan, hơn nữa huyện lệnh tốt xấu gì cũng là quan to một phương, tôi chỉ là một quan nho nhỏ tại Đông Giang. Kiều Mộng Viện nói, nhắc tới chức vị, anh ra bên ngoài kể khổ, tôi còn không hiểu anh điểm này sao, anh hẳn là có thể đã nhìn ra, sao tới trên quan trường thì có chút chấp mê bất ngộ. Gì? Trương đại quan nhân há to miệng. Tôi nói anh là một người mê làm quan, tâm hồn của người mê làm quan. Trương 1325, ai cao minh hơn? Một, mê làm quan chỉ là biểu hiện bên ngoài của trương đại quan nhân. Thật ra hiện tại lực hấp dẫn của quan trường đối với hắn đang từng bước yếu bớt, lăn lộn trong quan trường lâu như vậy, ở giữa ân oán thị phi, hắn ít nhiều cũng rõ ràng một ít, đừng nói hắn là cán bộ cấp xử, mặc dù là quan làm đến cảnh giới của Kiều Trấn Lương, trong khi xử lý rất nhiều chuyện cũng không cách nào được tùy tâm sở dục. Trương Dương có quyết định của chính mình, sau khi ăn xong, Kiều Mộng viện trực tiếp đưa hắn đến phòng tạm trú Kinh Thành tỉnh. Phòng tạm trú Kinh Thành tỉnh đã khôi phục công tác bình thường, chủ nhiệm phòng tạm trú Kinh Thành Quách Thụy Dương từ Bình Hải trở về không lâu, phó chủ nhiệm Hồng vệ Đông thay ca cho gã, hiện tại quay về Đông Giang hưởng Tết Nguyên Tiêu. Quách Thụy Dương nghe nói Trương Dương đến đây, trước tiên đi tới phòng của hắn, trong khoảng thời gian này Chức quan của Trương Dương tuy rằng không có thăng, thế nhưng cha vợ tương lai Tống Hoài Minh đã trở thành bí thư tỉnh ủy của Bình Hải, có cha vợ quyền cao chức trọng, Trương Dương làm con rể đương nhiên cũng được hưởng. Quan hệ giữa Quách Thụy Dương và Trương Dương vẫn rất tốt, gã đi vào trong phòng cười nói, "Trương lão đệ, tới lúc nào? Sao không gọi điện thoại trước cho tôi, tôi phái xe đi sân bay tiếp cậu." Trương Dương cười đứng dậy, đi qua nắm tay Quách Thụy Dương, "Quách chủ nhiệm quá khách khí, tôi đi công tác đi ngang qua kinh thành." lại không có hành lý, không cần phiền phức các người. Quách Thụy Dương nhìn phòng của Trương Dương một chút, xoay người hướng thư ký nói, chuyện gì xảy ra vậy? An bài cho chủ nhiệm Trương phòng đôi mà. Trương Dương cuống quyết nói, không cần, không cần, tôi ở phòng đơn là được. Hắn cũng là nghe nói bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính buổi sáng vừa đến, cho nên mới kiên trì ở phòng bình thường. Lương Thiên Chính người ta là cấp phó tỉnh, mình không thể có điều kiện ở ngang hoặc tốt hơn ông ta, quách thụy dương thấy trương dương nói như vậy cũng không kiên trì cùng trương dương đi tới ngồi xuống sofa mỉm cười nói tôi trở về cũng không vài ngày trong khoảng thời gian này vẫn ở lại đông giang ăn lễ mừng năm mới trong lễ mừng năm mới vốn định hẹn cậu nhưng gọi điện thoại vài lần không thông được rồi tôi nghe nói năm nay cậu ở kinh thành mừng năm mới trương dương gật đầu nói đúng vậy có đi ra một thời gian làm chút việc nhỏ quách thụy dương nói dự định ở kinh thành bao nhiêu ngày Trương Dương cười nói, toàn bộ Tết âm lịch cũng chưa từng về nhà, ngày mai trở về. Hay là muốn tôi giúp cậu mua vé? Trương Dương lắc đầu nói, tôi lái xe trở lại. Quách Thụy Dương nói, đêm nay đừng an bài chuyện khác, chúng ta uống một bữa. Trương Dương cười gật đầu, hắn từ trong hành lý lấy ra một bộ lễ vật đưa cho Quách Thụy Dương, Quách Thụy Dương cũng không khách khí, hai người nói chuyện phiếm, Chu Hưng Quốc gọi điện thoại tới, Chu Hưng Quốc chỉ là thuận miệng hỏi hắn từ Bắc Triều Tiên quay về chưa. Vừa nghe Trương Dương thật sự trở về, bên kia Chu Hưng Quốc nói, "Buổi tối cậu đừng an bài chuyện khác, tôi đón gió cho cậu." Trương Dương có chút khó xử nhìn Quách Thụy Dương, mình vừa rồi đáp ứng Quách Thụy Dương. Chu Hưng Quốc nói, "Anh họ tôi muốn gặp cậu." Trương Dương vừa nghe thì ra là mới tới tỉnh trưởng Chu Hưng dân, chuyện này khẳng định không thể từ chối, hắn che điện thoại hướng Quách Thụy Dương nói, "Quách chủ nhiệm, buổi tối Chu tỉnh trưởng hẹn tôi gặp mặt." Quách Thụy Dương cũng sảng khoái, "Hay là tới khách sạn Thanh Giang?" tôi ăn đồ ăn ngon nhất. Trương Dương ngẫm lại an bài như vậy cũng không tồi, hiện tại trong lúc đầu năm, đến chỗ nào cũng đều là chật ních, vẫn là ăn trên đất của mình yên tâm, hắn lập tức đem ý của Quách Thụy Dương nói cùng Chu Hưng Quốc, Chu Hưng Quốc đáp ứng. Quách Thụy Dương nghe nói tình trưởng Chu Hưng Dân buổi tối muốn đến đây, lập tức đứng dậy đi chuẩn bị. Trương Dương tắm rửa một cái, điện thoại của hắn đã liên tục vang lên, thay quần áo đi ra ngoài, nhận được một cú điện thoại là của Tiết Vĩ Đồng, cô ấy từ trong miệng chu hưng quốc biết trương dương trở về cũng muốn đón gió cho hắn trương dương thẳng thắn bảo cô ấy cùng nhau đến đây hắn lại gọi điện thoại cho ngũ đắc trí tại hàn quốc lúc đã liên lạc qua ngũ đắc trí và triệu thiên tài hai người biết bọn họ đã bình yên trở về nước hiện nay hai người đều ở kinh thành triệu thiên tài ở kinh thành chơi đùa được ngũ đắc trí dẫn dắt đi du lãm chung quanh nghe nói trương dương bình an về nước hai người đều vui mừng không ngớt trương dương hẹn bọn họ ngày mai cùng nhau trở về bình hải vừa buông điện thoại tiếng chuông lại vang lên lần này gọi điện thoại tới chính là trương bích quân trương đại quan nhân thật ra vẫn đang chờ cú điện thoại này từ âm thanh của trương bích quân không ra bất luận cái gì dị thường bà ấy rất bình thản nói đã trở về trương dương nói đã trở về đang chuẩn bị liên lạc với bà trương bích quân nói tôi ở đối diện quán trà bắc hải tôi lập tức đi qua trương đại quan nhân có thể kết luận từ khi mình đi tới kinh thành Cuộc An đã theo dõi mình, lúc này Trương Bích Quân tràn ngập hiếu kỳ đối với hành trình Bắc Triều Tiên của hắn, nhớ tới cai bẫy mà Trương Bích Quân cẩn thận thiết lập tại Bắc Triều Tiên, Trương Dương có suy nghĩ một trường đánh chết bà ta, chỉ là đánh chết ngay, nhân vật phía sau Trương Bích Quân chỉ sợ vĩnh viễn cũng không bại lộ, sợi dây này không thể chặt đứt, lệ phù hiện tại đã đi đến Âu Châu cầu Việt, trước khi cô ấy có tin tức. Tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trương Bích Quân nhìn Trương Dương bước đi tới, Tình trên mặt của Trương Dương biểu rất phức tạp, phức tạp khiến cho bà ấy khó có thể nắm bắt. Trương Bích Quân chẳng bao giờ nghĩ tới Trương Dương có thể sống từ Bắc Triều Tiên trở về. Khi bà ấy nhập được tin Trương Dương bình an trở về, nội tâm không khỏi có chút hoảng loạn. Bà ấy thậm chí nghĩ tới việc giết Trương Dương, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cái ý niệm này trong đầu. Trương Dương đi tới ngồi xuống đối diện Trương Bích Quân, cầm tách trà uống một ngụm. Trương Bích Quân nói, trở về lúc nào? Trương Dương thở dài một hơi, ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ thương xót, Trương Bích Quân vẫn đều quan tâm ánh mắt của hắn, nhưng bỗng nhiên ý thức được hai mắt của Trương Dương tựa hồ có ma lực nào đó, dẫn dắt ý thức của bà ấy đi, Trương Bích Quân ép buộc mình không nhìn tới, ánh mắt của bà ấy cực kỳ gian nan chuyển hướng ngoài cửa sổ. Trương Đại Quan Nhân thầm kêu đáng tiếc, hắn quả thật sử dụng mê hồn đại pháp nỗ lực khống chế tâm thần của Trương Bích Quân, nhưng thật không ngờ ý chí lực của Trương Bích Quân mạnh như vậy, đơn giản vạch trần ý đồ của hắn, cấp tốc thoát khỏi khống chế của hắn ngay lập tức giữa hai người đã từng có một lần giao phong hung hiểm trương dương không dám tiếp tục sử dụng phương pháp như vậy chỉ cần bị trương bích quân nhìn thấy âm mưu của mình chuyện này sợ rằng sẽ càng thêm vướng tay hắn thấp giọng nói lẽ nào bà không biết bí mật của căn cứ quân sự kim cốc tuy rằng nghe được trương dương đang oán giận mình nhưng trương bích quân lại thở dài một hơi bà ấy làm ra vẻ hoang mang trương dương tôi không rõ cậu đang nói cái gì trương dương nói được vậy tôi nói cho bà biết căn cứ quân sự Kim Cốc thật ra là chỗ nghiên cứu vũ khí sinh của người Bắc Triều Tiên, bà có nghe nói qua bệnh độc AFVI hay không? Trương Bích Quân lắc đầu, nếu như Trương Dương lảng tránh tất cả đối với Kim Cốc, lòng nghi ngờ của bà ấy càng nặng, Trương Dương tính toán tới điểm này, muốn mê hoặc Trương Bích Quân, nhất định phải cho ra một phần tình huống. Trương Bích Quân thấp giọng nói, bệnh độc AFIV có thể chỉ là một người tin đồn, phương Tây muốn chế tài Bắc Triều Tiên, dù sao cũng phải tìm được một lý do thích hợp, Trương Dương thấp giọng nói, khi tôi đi Bắc Triều Tiên, trước đó liên lạc Lý Ngân Nhật tướng quân, vốn định thông qua ông ta cứu dạo anh, thế nhưng sau đó nghe nói người phụ trách của căn cứ quân sự Kim Cốc là con ổng, tôi bỏ cái ý niệm này trong đầu, ngay khi tôi chuẩn bị xông vào căn cứ quân sự, có gặp một người. Trương Bích Quân nâng trà lên, biểu tình của bà ấy làm ra vẻ không dao động, thản nhiên nói, ai? Trương Dương thầm mắng cái lão yêu bà này, tâm tính của người này xem ra đã tu luyện thành tinh từ lâu, nhưng biểu hiện cũng không có thể lộ ra bất luận chán ghét vẻ mặt thương xót nói ý tá lúc trước của lý ngân nhật lý huyền cơ trương bích quân nhẹ nhàng à một tiếng thật sự là trùng hợp trương dương gật đầu nói bà đại khái không ngờ rằng lý huyền cơ lại có thể là đặc công nam triều tiên là cô ấy nói cho tôi biết bí mật của căn cứ quân sự kim cốc mang tôi gặp người phụ trách của bọn họ đưa ra yêu cầu hợp tác với tôi trương bích quân nghe rất chăm chú bà ấy lưu ý quan sát mỗi một biểu tình biến hóa của Trương Dương, dựa vào trực giác phán đoán ra, Trương Dương hẳn là sẽ không nói dối, nếu như hắn phát hiện cái gì, sẽ không đem chuyện bí mật như thế đơn giản nói ra. Trương Dương nói, chúng tôi lẻn vào căn cứ quân sự Kim Cốc, rất không trùng hợp, bệnh độc AFIV đã nghiên cứu thành công, Lý Sương phổ mang bệnh độc đi, cho nổ trung tâm nghiên cứu, Lý Uyển Cơ mang theo người phát triển bệnh độc niết nhật khoa phu chạy thoát ra ngoài. Tôi bị vây trong tầng ngầm của trung tâm nghiên cứu, tôi tìm được lệ phù. Mặt của Trương Dương tràn ngập bi thương. Trương Bích Quân thân thiết nói, Dạo oanh đâu? Vành mắt đỏ của Trương Dương, công lực biểu diễn của thằng nhãi này hiện tại quả thật rất mạnh, hắn không nói gì cố sức nắm chặt hai tay, như là kiệt lực khống chế tâm tình của mình. Qua một hồi lâu, hắn mới thống khổ nói, bọn họ nghiên cứu bệnh độc AFIV trên người lệ phù. Tôi, tôi chỉ có thể mở mắt nhìn. Trương Đại Quan Nhân nói đến đây cũng nói không được nữa, ở trước mặt Trương Bích Quân rơi hai giọt lệ anh hùng. Vành mắt của Trương Bích Quân cũng đỏ, bà ấy vươn tay vỗ nhẹ bàn tay của Trương Dương, biểu thị an ủi, sau đó tràn ngập thương cảm nói, "Nén bi thương. Trong lòng tôi vẫn đều muốn cô ấy trở thành con gái của tôi." Trương Dương nghiến răng nói, "Tôi không tha cho bọn họ." Trương Bích Quân chỉnh lý tâm tình một chút, thấp giọng nói, "Theo tôi được biết, Lý Sương Phổ đã chết." Trương Dương lắc đầu nói, "Tôi không có giết hắn." có thể là mạng tôi không tuyệt, tôi tìm được một đường hầm rời khỏi núi Kim Cương, may là tôi còn nhớ rõ cách liên lạc với Nam Triều Tiên, tôi liên lạc bọn họ. Trương Bích Quân nói, là bọn họ an bài cậu rời khỏi Bắc Triều Tiên. Trương Dương gật đầu, tôi sau đó mới biết được Lý Xương Phổ bị người bắn chết, mà bệnh độc AFIV hắn mang đi cũng không biết tung tích. Trương Bích Quân nói, có lẽ là bọn họ bày nghi trận, hay là rơi vào trong tay của đặc công Nam Triều Tiên. Trương Dương thống khổ nhắm hai mắt lại, "Trương cục trưởng, tôi không biết các người rốt cuộc là đối đãi đồng chí của mình thế nào, chuyện của Lệ phù khiến cho tôi thất vọng cực độ đối với các người." Hắn dương đôi mắt, nhìn Trương Bích Quân nói, "Tôi vốn không muốn tới gặp bà, nhưng suy nghĩ một chút, mọi việc đều cần phải có một cái kết, tôi lần này đến đây chính là vì muốn nói cho bà biết, từ nay về sau, tôi và Quốc An không còn liên quan." Chương 1326, ai cao minh hơn? 2 Trương Bích Quân nhìn Trương Dương, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, tuy rằng bà ấy còn có hoài nghi đối với Trương Dương, thế nhưng thành phần hoài nghi cũng nhỏ hơn nhiều so với trước lúc gặp mặt. Bà ấy ấy náy nói, tôi cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, nếu như không phải tôi phái dạo anh đi chấp hành nhiệm vụ lần này, bi kịch như vậy có thể sẽ không sẽ phát sinh, đối với chúng tôi, thân là người giữ gìn an toàn quốc gia, có một số việc là không cách nào lựa chọn. Trương Dương nhìn Trương Bích Quân nói, bà có lựa chọn. Trương Bích Quân nội tâm cả kinh. Trương Dương nói, nếu như bà sớm nói cho tôi biết hành tung của lệ phù, nếu như bà không coi đây là điều kiện áp chế tôi, tôi có thể sớm một bước chạy tới bên cạnh cô ấy, có thể cô ấy vẫn được cứu. Xin lỗi, chỉ có Trương Bích Quân mới rõ ràng những lời này của mình rốt cuộc có bao nhiêu thành phần chân thành ở bên trong. Trương Dương đứng lên lắc đầu nói, tôi không hy vọng có bất luận liên hệ gì với bà. Nhìn bóng lưng của Trương Dương đi xa, Biểu tình trên mặt Trương Bích Quân có vẻ có chút hoang mang. Xuyên qua cửa sổ, thấy Trương Dương đi vào phòng tạm trú kinh thành tỉnh Bình Hải. Trương Bích Quân cầm lấy điện thoại, cấp tốc gọi cho một dãy số, "Tôi đã gặp hắn." "Thế nào?" Lời nói của hắn không có nhiều sơ hở. "Tên nhóc này rất không đơn giản, cẩn thận trên hết." Đêm đó Chu Hưng Quốc cùng Chu Hưng Dân đi tới phòng tạm trú kinh thành tỉnh Bình Hải, cùng tới còn có tử kiến cơ, Chu Hưng Quốc cũng không có mời tiết vĩ đồng bởi vì cô em gái này thật sự là có cái miệng không thể ngăn cản, bạn bè bình thường cùng một chỗ nói cái gì cũng không sao, nhưng hiện tại anh họ Chu Hương Dân ở đây, hắn đã là tỉnh trưởng Bình Hải, lỡ như Tiết Vĩ Đồng đem chuyện gì không tốt nói ra, chẳng phải là làm người xấu hổ. Trương Dương và vị tỉnh trưởng Bình Hải là gặp mặt lần đầu tiên, đương nhiên muốn cho người ta lưu lại một ấn tượng tốt đẹp. Xe của Chu Hưng Quốc vừa đến, Trương Dương cũng đã chờ tại bãi đỗ xe, đương nhiên đợi không chỉ có là một mình hắn, còn có chủ nhiệm phòng tạm chú kinh thành tỉnh Bình Hải Quách Thụy Dương cũng cùng hắn chờ. Chu Hưng dân xuống xe, Quách Thụy Dương cười nghênh đón, xin chào Chu tỉnh trường. Chu Hưng dân năm nay 46 tuổi, thoạt nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thực tế, ông ta và Chu Hưng quốc lớn lên cũng không giống nhau, thân hình cao lớn, nụ cười trên mặt rất hòa hợp, bất qua phía sau nụ cười tựa hồ có cảm giác xa cách, làm cho có cảm giác ông ta cũng không dễ tiếp cận, Chu Hưng Dân và Quách Thụy Dương nắm tay nói, Quách chủ nhiệm trở về lúc nào? Quách Thụy Dương cười nói, ngày nghỉ kết thúc liền trở về, công tác bên này bận quá, không dám dừng lại. Chu Hưng Dân nói, công tác của phòng tạm chú Kinh Thành rất khổ cực. Ánh mắt của ông rơi vào trên mặt của Trương Dương, mỉm cười vươn tay Trương Dương. Trương Dương mỉm cười đi tới trước mặt của ông, rất cung kính đem hai tay ra, đây là muốn biểu hiện ra tôn trọng đối với lãnh đạo, cầm tay của Chu Hưng Dân nói, Chu tỉnh trường, xin chào ngài. Chúc ngài năm mới đại cát vạn sự như ý. Chu Hưng dân không nhịn được nở nụ cười, cái chúc Tết này quả thật có chút muộn, hôm nay mùng mấy rồi. Bên kia Chu Hưng Quốc nói, mùng 10. Trương Dương nói, 15 vẫn còn là Tết. Chu Hưng dân vui vẻ gật đầu nói, nói không sai, bất quá đừng chỉ lo lễ mừng năm mới, đem công tác quên sạch, cậu ngươi ở Kinh Thành không ít ngày rồi phải không? Sao còn không quay về Đông Giang, chỗ này có cái gì cho cậu lo lắng? Có chút vui đến quên cả trời đất à." Trương Đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng người hói đầu đừng cười lão hòa thượng, làm như ông tốt lành hơn tôi vậy. Tôi không quay về Bình Hải, ông cũng không trở lại. Ngoài miệng lại nói, tôi ở lại bàn chuyện chiêu thương, Bình Hải thiếu tôi vẫn hoạt động được nhưng thiếu Chu tỉnh trưởng thì không thể hoạt động được. Chu Hưng Dân cười tủm tỉm nhìn Trương Dương, trong lòng nói tên nhóc này bắt đầu lôi mình vào rồi, cậu nói là tôi cũng không trở về. Chu Hưng Dân không đi là có lý do ông bị phái đến Bình Hải tiền nhiệm là chuyện tương đối đột nhiên, bên này còn có rất nhiều chuyện chưa có hoàn thành, thật ra ông vốn định đến đây từ năm trước, nhưng Bình Hải bên kia vẫn có việc, lúc ông chân chính đến Kinh Thành đã là mùng 4 đầu năm, lúc này mới ở lại một tuần, không chỉ muốn vội vàng giải quyết công tác, còn muốn đến nhà chúc Tết một số tiền bối, ngày mai chuẩn bị trở về. Quách Thụy Dương dẫn bọn họ đến phòng Đông Giang ngồi, các phòng trong phòng tạm trú kinh thành tỉnh có mệnh danh cùng với tên gọi của các tỉnh thành, Phòng Đông Giang là phòng lớn nhất cũng là xa hoa nhất. Chu Hưng Dân sau khi ngồi xuống nói, tôi nghe nói đồng chí Thiên Chính cũng tới kinh thành. Quách Thụy Dương gật đầu nói, bí thư Lương sáng sớm đi rồi, ông ấy không biết buổi tối ngài muốn tới. Thật ra quan hệ cá nhân của Quách Thụy Dương và Lương Thiên Chính rất tốt, thế nhưng Chu Hưng Dân không muốn cho Lương Thiên Chính buổi tối đến đây, cho nên Quách Thụy Dương cũng không nhiều lời, nếu như gã nói cho Lương Thiên Chính, Lương Thiên Chính buổi tối khẳng định ở chỗ này đợi. Quách Thụy Dương không biết tính tình của Chu Hưng Dân, nếu như Chu Hưng Dân cho rằng mình không giữ mồm giữ miệng ngược lại không tốt, cho nên gã không có thông báo lương thiên chính. Chu Hưng Dân nói, tôi lần này tới chủ yếu là nhìn phòng tạm chú Kinh Thành, thuận tiện gặp mặt Tiểu Trương. Chu Hưng Dân chút ra chủ đề, Quách Thụy Dương bởi vậy cũng rõ ràng, mình không thông báo lương thiên chính là đúng. Chu Hưng Dân thân là tỉnh trưởng, lại có thể chủ động tới đây gặp mặt Trương Dương, đủ thấy Chu Hưng Dân coi trọng đối với Trương Dương, Quách Thụy Dương đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, hiện tại người đứng đầu Bình Hải dù sao cũng là Tống Hoài Minh, Chu Hưng dân muốn vào chung hàng với Tống Hoài Minh, ra tay từ Trương Dương cũng là một chỗ tốt. Tuy rằng tiệc tối cùng ngày đãi tại phòng Đông Giang, thế nhưng thức ăn cũng không phô trương, Quách Thụy Dương ở tại vị trí chủ nhiệm của phòng tạm chú Kinh Thành đã nhiều năm, phương diện thể nghiệm và quan sát tâm tư của lãnh đạo gã làm rất tốt, hầu như mỗi một lãnh đạo đều ghét phô trương, qua phô trương cũng bị phê bình, thế nhưng quá keo kiệt cũng không nhất định có thể đủ làm lãnh đạo thích, cho nên độ nắm chắc rất quan trọng, tốt quá hóa dở mà dở quá hóa tệ, Chu Hưng Dân mở tiệc chiêu đãi cũng dựa trên nguyên tắc này. Tính luôn gã, tổng cộng 5 người, đồ ăn không nên nhiều, nhưng mỗi dạng đồ ăn đều có đặc sắc, rượu cũng không có chọn rượu mao đài rượu ngũ lương các loại, mà là dùng thanh giang đặc cung, nếu nói giá cả thì nó chẳng kém hơn hai cái trước bao nhiêu, nhưng tương đối mà nói thì bớt phô trương rất nhiều. Chu Hưng Dân rất ít uống rượu, chỉ là tượng trưng uống ba ly, ông là lãnh đạo cao nhất ngày hôm nay, ông không uống, người khác đương nhiên không khuyên ông uống. Quách Thụy Dương rõ ràng mình nhiệm vụ chủ yếu của ngày hôm nay là tiếp đái, không phải bồi rượu, cái gọi là tiếp đái, cũng là nghinh tiếp tốt, chiều đái tốt, tối đa hơn chút nữa là góp mặt, bồi theo không phải là trách nhiệm của gã, hơn nữa Chu Hương Dân lần này đến đây chủ yếu là vì Trương Dương, mà không phải vì gã, cho nên Quách Thụy Dương ngồi không bao lâu thì mượn cớ đi ra ngoài, Đề chủ đêm đó Chu Hưng Dân nói chủ yếu quay chung quanh khu nội thành mới của Đông Giang, Trương Dương kinh ngạc phát hiện, vị tỉnh trưởng mới này rất quen thuộc đối với đối với nghiệp vụ khu nội thành mới, đã tới trình độ thuộc như lòng bàn tay. Bởi vậy có thể thấy được Chu Hưng Dân đối với công tác của Bình Hải đã tốn không ít công phu. Đương nhiên cái này cũng có quan hệ nhất định với Chu Hưng Quốc, hiện tại Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ hai người đều đầu tư tại Đông Giang, không ít lần ở trước mặt Chu Hưng Dân nhắc tới việc này. Trương Dương vốn định ngay mặt đề ra suy nghĩ muốn thay đổi hoàn cảnh, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội tốt, chuyện này vẫn là Chu Hưng Dân chủ động nhắc tới. Tiệc tối đang tiến hành, Chu Hưng Dân hỏi: "Tiểu Trương à, tôi nghe nói cậu muốn đổi hoàn cảnh." Trương Dương nhìn Chu Hưng Quốc, cảm giác đầu tiên cũng là Chu Hưng Quốc nói, Chu Hưng Quốc vẻ mặt vô tội nói: "Cậu đừng nhìn tôi, chuyện này tôi cũng không nói." Chu Hưng Dân cười nói: "Hai ngày trước ta đi đến chỗ văn phó tổng lý chúc Tết, ông ấy nhắc tới chuyện này." Trương Dương mới rõ ràng, xem ra cha nuôi lần này thật sự đem lời của mình nói đặt ở trong lòng, hắn cười cười nói tôi cũng là thuận miệng nói, bất quá. Chu Hưng Dân nói, bất quá cái gì, có lo lắng gì cứ việc nói với tôi, tất cả mọi người đều là người một nhà, chỉ cần không trái với nguyên tắc, tôi nhất định sẽ tận lực trợ giúp cậu, một câu người một nhà cấp tốc kéo gần khoảng cách của Trương Dương và ông lại, hai người tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng liên hệ giữa bọn họ thật sự là không ít, cái khác không nói, Chu Hưng Quốc vừa là đại ca kết bái của Trương Dương vừa là em họ của Chu Hưng Dân, chỉ cần là tầng quan hệ này đã vô cùng thân cận, tại quan trường Trung Quốc muốn từ ngăn chặn hai chữ nhân tình này căn bản là không có khả năng. Chu Hưng Dân nếu nói ra đến mức này, Trương Dương cũng sẽ không giấu giếm, hắn nâng ly rượu kính Chu Hưng Dân một ly, Chu Hưng Dân vẫn là nhấp môi, Trương Đại Quan Nhân thì thật sự uống cạn ly này, uống xong nói, Chu tỉnh trường, tôi cũng không gạt ngài, nếu như tiếp tục công tác tại khu nội thành mới Đông Giang, tôi cảm giác áp lực rất lớn. Chu Hưng dân mỉm cười nói, hy vọng áp lực của cậu không phải do tôi dựng lên. Trương Dương cuống quyết lắc đầu. Chu Hưng dân cũng chỉ là vui đùa mà thôi, ông hạ ly rượu xuống nói, thật ra chuyện này tất cả mọi người rất lý giải, khi Tống Bí Thư còn chưa triển khai công tác, làm việc khẳng định là khó, không thể buông tay mà làm, ưu thế của xe tự nhiên cũng không thể nào phát huy. Trương Dương phát hiện vị tỉnh trưởng mới tới rất am hiểu ý người, hắn gật đầu nói có thể là tôi lo lắng nhiều. Chu Hưng Dân nói, chúng ta ở tại Bình Hải là quan hệ cấp trên cấp dưới, rời đi Bình Hải, cũng là bạn bè, cũng là anh em. Những lời này của Chu Hưng Dân giống như là tự hạ thân phận, thế nhưng loại tư thái hạ thấp của ông ta chiếm được không ít hảo cảm của Trương Dương. Chu Hưng Dân ngày hôm nay đến đây căn bản không có bày ra cái vẻ tỉnh trường, người ta là từ góc độ của một người anh cả, một người bạn tới thăm mình, con người Trương Dương sợ nhất cũng là kính, người ta kính hắn một thước, hắn phải đáp lễ người ta một trượng. Nếu như Chu Hưng Dân biểu hiện thái độ ngạo mạn, Trương Đại Quan Nhân mới mặc kệ ông ta là thân phận gì. Chu Hương Dân nói, làm một người đại ca, tôi phải nói cậu hai câu, thật ra thợ khéo tác làm ở đâu đều như nhau, không cần lo lắng nhiều, làm tốt công tác của cậu, vô luận người khác nói cái gì, nếu như một người, cả ngày đều phải lưu ý suy nghĩ của người khác, vậy tôi thấy hắn cái gì cũng làm không tốt, cái gì cũng đều làm không được, mặt của Trương Dương có chút phát nóng, lời của Chu Hưng dân đích thật là một nhắc nhở. Trương 1327, Sứ Mệnh Mới 1. Chu Hưng dân nói, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng mà làm được lại khó khăn, cho nên tôi cũng lý giải suy nghĩ của cậu. Văn phó tổng lý sở dĩ đem chuyện này nói cho tôi biết, mà không có trực tiếp đi tìm tống bí thư, cũng là lo lắng đến, càng là người một nhà càng xử lý không tốt loại việc nhỏ này. Trương Dương, tôi lý giải tâm tư của cậu, Hiện tại Tổng bí thư là người đứng đầu của chúng ta, con mắt của mọi người Bình Hải đều theo dõi nhất cử nhất động của ông, cậu cũng thành đối tượng mọi người quan tâm, sau này cậu làm ra chiến tích, mọi người sẽ cho rằng cậu được chiếu cố, nếu như phạm vào sai lầm, không loại trừ người hữu tâm lợi dụng lỗi của cậu công kích Tống bí thư, tôi nói đúng không? Trương Dương gật đầu, Chu Hưng Dân không đơn giản, mỗi câu đều nói ở vào tâm của hắn, Trương Dương nói, tôi chân chính lo lắng cũng là loại tình trạng khó xử này. Chu Hưng Dân mỉm cười nói, thật ra loại tình huống này, cậu đến đâu cũng sẽ có, xét đến cùng cũng là cậu không muốn công tác tại khu vực quản lý của Tổng bí thư. Bị Chu Hưng Dân nói ra ngay mặt suy nghĩ chân thực của mình, Trương Dương ngượng ngùng cười cười. Chu Hưng Dân đổi đề tài, gần đây chuyện của Bắc Cảng cậu có nghe nói hay không? Trương Dương nói, chuyện gì? Mấy ngày nay hắn ở tại bán đảo Triều Tiên, đối với chuyện gần đây của Bình Hải thật đúng là không rõ ràng lắm. Chu Hưng Dân nói, thành phố Bắc Cảng huyện Tân Hải phát sinh hỏa hoạn đặc biệt lớn, 47 người trong hỏa hoạn gặp nạn hỏa hoạn, bí thư huyện ủy Tân Hải Cứu Thế Kiệt có trách nhiệm chủ yếu trong chuyện này lý. Chu Hưng Dân sở dĩ đến kinh chế cũng là bởi vì Tân Hải xảy ra hỏa hoạn. Trương Dương bởi vì vừa đến kinh thành, thật đúng là không có lo lắng quan tâm chuyện đã xảy ra ở Bình Hải, không ngờ rằng Tân Hải xảy ra chuyện lớn như vậy. Từ Kiến Cơ nói, trong lúc Tết âm lịch là thời gian các nơi toàn quốc dễ xảy ra hỏa hoạn, Trung Quốc chúng ta từ trước đến nay đều có truyền thống bắn hoa pháo, không chú ý một chút là xảy ra hỏa hoạn. Chu Hưng Dân không cảm thấy buồn cười, ông thở dài nói, hiện nay tổn thất đã vượt lên 200 triệu, tình huống hiện trường vô cùng thê thảm. Trương đại quan nhân nghe ra trọng điểm của Chu Hưng Dân, Chu Hưng Dân sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này, một trận hỏa hoạn trực tiếp làm bí thư huyện ủy xuống đài, loại chuyện này không thấy nhiều lắm, Trương Dương không quen cứu thế kiệt thật ra cứu thế kiệt thuộc về cán bộ gần đến giờ, cho dù không có trận hỏa hoạn này thì tháng 10 năm nay ông ta cũng nghỉ hưu, trận hỏa hoạn này chỉ khiến cho nhiệm kỳ của ông rút ngắn 8 tháng mà thôi. Chu Hưng Dân nói, Bắc Cảng là cảng lớn nhất Bình Hải, tổng giá trị sản xuất công nông nghiệp đứng cuối của Bình Hải, những năm gần đây buôn lậu hung hăng ngang ngược, đã trở thành vấn đề nghiêm trọng liên lụy Bình Hải, thậm chí toàn bộ kinh tế tỉnh phát triển, tôi và Tống Bí Thư đều nhầm vào chuyện này, muốn hoàn toàn thay đổi diện mạo kinh tế của Bình Hải cân đối Nam Bắc phát triển nhất định phải có hành động đối với Bắc Cảng, mà cải cách Bắc Cảng sẽ từ bắt đầu Tân Hải, Tống Bí Thư đem chuyện này giao cho tôi tới làm. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn đều khảo sát cán bộ chọn người, Trương Dương cậu có lòng tin tới gánh chịu cái trách nhiệm này hay không? Trương Đại quan nhân cao mày, thâm trầm, nâng ly rượu, tự mình làm một ly, sau đó thấp giọng nói, Chu tỉnh trường, tôi không nghe rõ ràng, ngài cho tôi đi bí thư thị ủy Bắc Cảng hay là bí thư huyện ủy Tân Hải. Một câu nói đem tất cả mọi người vui vẻ. Thằng nhãi này là cố ý. Với cấp bậc như hắn sao có thể một bước lên trời lên làm bí thư thị ủy Bắc Cảng? Từ Kiến Cơ nói, người anh em à, bước chân không thể quá lớn, bước quá lớn dễ trượt chân lắm. Hai anh em Chu Hưng Dân đều nở nụ cười. Chu Hưng Quốc nói, không thể dễ trượt chân đến như vậy chứ? Trương Dương cười nói, Chu Tỉnh Trường, ngài chắc là biết tôi. Cái không thiếu nhất của con người tôi cũng là lòng tin." Chu Hưng Dân nói, tôi vẫn cảm thấy nhận thức của rất nhiều cán bộ có một chỗ sai lầm, luôn cảm thấy quốc gia giao cho cậu quyền lực, cậu nghĩ cũng là làm quan, muốn làm rõ ràng, chúng tôi không phải làm quan mà là nghe theo quan chức, làm nô bộc. Nô bộc của quốc gia, của dân chúng, chỉ có công tam mới có thể làm tốt nô bộc quốc gia." Ông nâng ly rượu trước mặt nói, mạnh miệng phô trương ai cũng nói được, có thể nói nhiều cũng không bằng thật sự đi làm. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nói tới chỗ này, Trương Dương à, tâm tư của cậu tôi rõ ràng, tôi giúp cậu hoàn thành cái tâm nguyện này, phân nửa là có cho cậu nhân tình, còn có phân nửa từ góc độ công bằng, đã quên nói cho cậu biết, tôi lật xem lý lịch của cậu, với lượng chiến tích này mà nói, trong cán bộ trẻ tuổi Bình Hải cậu hẳn là một người siêu quần xuất chúng. Trương Dương cười nói, làm nửa ngày thì ra là tôi chịu hỏng súng của Chu tỉnh trường. Chu Hưng dân nói, đừng lo, tôi dùng súng chỉ cậu, cậu phải dũng cảm sông lên phía trước, đấu tranh anh dũng, không phải vì tôi, là vì dân chúng của Bình Hải chúng ta giải quyết vấn đề, cậu làm không tốt, tôi là người đầu tiên xiết cò súng." Trương Dương nói, tôi bắt đầu rút lui có trật tự. Chu Hưng dân mỉm cười nói, hiện tại rút lui có trật tự còn kịp, cậu hiện tại không nói, tôi cũng chỉ đồng ý cho cậu, tới nào, mọi người uống nốt ly rượu này, ngày mai tôi phải trở về Bình Hải, đêm nay muốn đi nghỉ ngơi sớm mọi người cùng uống cạn ly rượu. Quách Thụy Dương nắm bắt thời cơ tốt, lúc này gã từ bên ngoài trở về, cùng Chu Hưng Dân uống cạn ly rượu. Sau đó kính rượu Trương Dương coi như tiến Trương Đại Nhân cất bước. Lúc Chu Hưng Dân chuẩn bị rời đi, Bí thư Thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính cũng vừa trở về sau khi chúc Tết lãnh đạo. Văn Quốc Quyền đương nhiên là không thể thiếu. Đêm nay cũng là Từ Văn Ra trở về. Lương Thiên Chính biết Chu Hưng Dân cũng ở kinh thành, thế nhưng không ngờ rằng đêm nay ông ta sẽ đến đến phòng tạm trú kinh thành. Lương Thiên Chính trong lòng cảm thấy có chút hờn giận, với quan hệ của ông và Quách Thụy Dương, thằng nhãi kia tự nhiên không thông báo mình, mặc dù lần này cao tầng bình hải biến động mình không có chỗ tốt gì. Nhưng quyền lực của mình cũng không có bị suy yếu, Quách Thụy Dương làm như vậy có phải là có chút không có suy nghĩ. Lương Thiên Chính trong lòng tuy rằng mất hứng, mà trước mặt Chu Hương Dân cũng không có biểu lộ ra, rất nhiệt tình nắm tay Chu Hương Dân, Chu tỉnh trưởng, tôi đang tính ngày mai đi nhà ngài. Chu Hương Dân thản nhiên cười nói, ngày mai tôi trở về bình hải lần này thật sự là đi quá gấp chờ trở, trở lại bình hải tôi làm chủ hướng thiên chính đồng chí bồi tội lương thiên chính cười ha ha chủ tỉnh trưởng quá khách khí tôi không biết ngài muốn tới nếu như tôi biết ngài đêm nay đến đây vô luận như thế nào tôi đều phải ở lại uống với ngài hai ly lúc nói lời này ông có ý định nhìn hướng quách thụy dương quách thụy dương trong lòng thật sự là dở khóc dở cười lương thiên chính trăm phần trăm là tức giận mình nhưng loại sự tình này gã nói cũng không phải, không nói cũng không phải, chỉ có thể chờ lát nữa giải thích với Lương Thiên Chính. Chu Hưng Dân và Lương Thiên Chính hàn huyên hai câu thì đứng dậy cáo từ, ông ta rất rõ ràng đối với mục đích tới kinh của Lương Thiên Chính, đơn giản là đi quan hệ một chút, Chu Hưng Dân trong lòng khinh thường người như thế, có thời gian chạy quan hệ, không bằng kiên định ở lại Đông Giang làm chút chuyện, Chu Hưng Dân có một chút không ngờ, ông và đa số người khác biệt, sinh ra đã có bối cảnh chính trị cường đại, mục tiêu của ông chỉ có một, cũng là trên đường chính trị không ngừng kéo lên, ngoại trừ địa vị chính trị. Có rất ít thứ có thể hấp dẫn ông, mà Lương Thiên Chính và đa số cán bộ đều như nhau, bọn họ đi từng bước nhỏ trên chính trị, thường thường phải tốn rất nhiều tinh lực và suy nghĩ, vị trí càng cao, muốn thu được đề thăng càng khó, huyết thống chính trị trở thành gông cùng hạn chế bọn họ phát triển. Chu Hưng dân đi rồi, Trương Dương chủ động đi tới trước mặt Lương Thiên Chính, hô, Lương Bí Thư, tôi chúc Tết cho ngài lương thiên chính cười nói trễ rồi lời này một câu hai ý nghĩa trương dương cười nói chúc ngài thêm một tuổi lương thiên chính cười tủm tỉm vỗ vỗ vai của trương dương thân thiết nói tiểu trương à đêm nay tôi đi chỗ của văn phó tổng lý nhắc tới cậu ông ấy rất là vui mừng lương thiên chính tuy rằng không vui thế nhưng dù sao văn quốc quyền và tống hoài minh còn ở đây ông cũng không thể làm trương dương xấu mặt trương dương nói lương bí thư đừng khen tôi khen nữa thì tôi lên mặt đó lương thiên chính cười ha ha ông đi đến hướng khách sạn trương dương và ông ta cùng nhau đi tới sảnh mọi người quay về phòng quách thụy dương theo lương thiên chính về tới phòng lương thiên chính cũng chưa nói quách thụy dương cái gì đem áo khoác cởi ngồi xuống ghế sofa hướng quách thụy dương nói thế nào buổi tối uống ra sao quách thụy dương biết ông ta có hiểu lầm đối với mình rót trà cho lương thiên chính sở dĩ không đưa tới trong tay lương thiên chính là gã lo lắng lương thiên chính trong lòng có giận không cho gã cái mặt mũi này. Quách Thụy Dương nói, buổi tối tôi đi ăn cùng mấy người bạn bên bộ đường sắt. Chu tỉnh trường tôi chỉ chào hỏi một tiếng, ông ta tìm Trương Dương có chuyện bàn riêng, tôi không tiện quấy rối. Quách Thụy Dương tận lực nhấn mạnh hai chữ bàn riêng, ý tứ rất rõ ràng, ông đừng trách tôi, người ta là vì Trương Dương tới. Lương Thiên Chính mới biết được hiểu lầm Quách Thụy Dương, thật ra nếu như ông ở vào vị trí của Quách Thụy Dương, loại sự tình này cũng không tiện thông báo mình, Lương Thiên Chính nâng ly trà nhấp một ngụm nói, phòng tạm chú kinh thành không dễ làm. Quách Thụy Dương nói, không phải như vậy chứ, làm tốt thì mọi việc đều thuận lợi, làm không tốt cũng là bị hai bên khinh bỉ. Lương Thiên Chính nở nụ cười, cậu đó. Quách Thụy Dương đem chuyện tình giải thích rõ ràng, cũng không dự định ở lâu, để cho Lương Thiên Chính nghỉ ngơi, sau khi rời khỏi, trực tiếp đi tới phòng của Trương Dương. Trương Dương đang ở trong phòng gọi điện thoại, bạn gái nhiều, điện thoại tự nhiên cũng nhiều đường dài quốc tế, đường dài trong nước, gọi cho Hong Kong, trương đại quan nhân bận việc mà vui không kể xiết. Quách Thụy Dương đi vào tới cười nói, không làm phiền cậu chứ. Trương Dương cười nói gặp lại trong điện thoại, Quách Thụy Dương tựa hồ nghe đến âm thanh của đứa nhỏ, gã không có hỏi, cho dù đánh vỡ đầu của gã cũng nghĩ không ra, thằng nhãi này đang trò chuyện với con trai bảo bối Trương Thiên Tứ. Đương nhiên cái gọi là trò chuyện chỉ là nghe a à a à trong điện thoại một chút, mặc dù chỉ là a à a, à. Trương đại quan nhân cũng nghe mà trong lòng phát nhiệt, hai mắt mềm lại, cha con liền ruột mà. Không ít lần dặn dò an ngữ thần, phải dạy con trai nói tiếng Trung Quốc, ngàn vạn lần đừng chờ sau này lúc gặp mặt, ngay cả tiếng ba cũng không gọi. Trương 1328, Sứ mệnh mới 2. Trương Dương nói, bí thư lương không nói cái gì chứ. Hắn cũng có thể đủ cảm thấy được lương thiên chính vừa rồi khó chịu. Quách Thụy Dương cười nói, không có gì. Gã cố ý giơ cổ tay lên nhìn một chút, thời gian còn sớm, hay là hao ta đi uống chút. Trương Dương nói, đừng ở chỗ này, tôi nhớ cái phía sau ngõ nhỏ có quán ăn không tồi. Quách Thụy Dương nói, được. Trương Dương mặc áo khoác vào, hai người cùng nhau đi ra phòng tạm chú Kinh Thành, đi tới quán ăn của Lưu Lão Đức lúc trước bọn họ đã tới, gọi vài ốm ăn, ngồi xuống bên cạnh bàn uống, rượu là rượu mao đài Quách Thụy Dương mang đến, Trương Dương không khỏi nhớ tới vừa rồi chiêu đãi Chu Hưng Dân dùng thanh giang đặc cung, không khỏi nở nụ cười. Quách Thụy Dương thấy hắn nhìn chằm chằm bình rượu cười, lập tức rõ ràng hắn vì sẽ cười, cũng nở nụ cười theo, lão đệ à, cậu cũng từng làm phòng tạm chú kinh thành, cậu hẳn là biết cái việc này không dễ làm, chiêu đãi đối với lãnh đạo vô cùng chu đáo, người ta sẽ nói cậu phô trương lãng phí, nếu như keo kiệt, sẽ cảm thấy cậu thiếu tôn trọng, khó nha. Trương Dương nói, quách chủ nhiệm đem phòng tạm chú kinh thành Bình Hải làm cho sinh động, hiện tại nguyên lão ba đời trong quan trường Bình Hải cũng không hơn, ngài tính là một người. Quách Thụy Dương nói, nguyên lão là thật, dừng lại không bước cũng là sự thật. Trương Dương cười nói, quan trường như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, quách chủ nhiệm nhiều năm sừng sướng không ngã, trên thực tế đã trở thành cột mốc quan trường, là mẫu để tôi học tập. Quách Thụy Dương cười ha ha, Trương lão đệ, cậu học hết những bệnh xấu trên quan trường rồi. trương dương nói, tôi phát hiện ra, mỗi khi tôi nói thật ra luôn luôn không ai tin tưởng. quách thụy dương nâng ly rượu cùng trương dương nói, trẻ tuổi mới là vốn liếng, chúng tôi đều đã già, trên chính chỉ còn muốn làm cái gì cũng rất khó. quách thụy dương nói ra lời nói này, trong nội tâm tràn ngập mất mát, ai cũng đều có lúc hăng hái, ai cũng đều có qua hùng tâm tráng trí, quách thụy dương đương nhiên cũng không ngoại lệ, thế nhưng trước mặt hiện thực tình cảm mãnh liệt và hùng tâm của gã đã chậm rãi lụi tàn. Quách Thụy Dương không biết là phòng tạm chú Kinh Thành thay đổi mình, hay là mình thay đổi phòng tạm chú Kinh Thành, nói túm lại, gã đã cảm giác được, mình và phòng tạm chú Kinh Thành đã thân không thể tách. Trương Dương nói, tôi gần đây có thể chuyển chỗ khác. Quách Thụy Dương nội tâm hơi ngẩn ra, thế nhưng cũng không có cảm thấy kinh ngạc nhiều, với bối cảnh và điều kiện của Trương Dương, chuyển đi là chuyện tốt nhi, có câu là cây chuyển chết, người chuyển sống, nếu như giống như gã nhiều năm trôi qua vẫn dậm chân tại chỗ, mới không bình thường, Quách Thụy Dương nói Chu tỉnh trưởng ngày hôm nay tới bàn chuyện này với cậu. Trương Dương nói, ông ta nói bác Cảng xảy ra một trận hỏa hoạn, bởi vì sự kiện này bí thư huyện ủy Tân Hải phải gánh chịu trách nhiệm. Quách Thụy Dương nghe rõ ràng, vị trí của cứu thế kiệt đã trống, Chu Hưng Dân là muốn cho Trương Dương đi bổ khuyết, Quách Thụy Dương cảm thán, rốt cuộc là trong chiều có người thì có chức vị, Trương Dương tuổi còn trẻ đã lên làm quan to một phương, Tuy rằng bí thư huyện ủy không là quan to cái gì, nhưng Quách Thụy Dương cho rằng với tuổi tác của Trương Dương, có thể đến cái vị trí này đã là tương đối lý tưởng. Quách Thụy Dương nói, vụ cháy lớn ở Bắc Cảng tôi cũng nghe nói liếu, lần này chết không ít người, kinh động toàn quốc, cứu thế kiệt gánh chịu trách nhiệm là tất nhiên. Trương Dương nói, tôi không biết gì đối với tình huống bên kia. Quách Thụy Dương nói, Bắc Cảng là chỗ lạc hậu nhất của toàn bộ Bình Hải, tuy rằng có cảng lớn nhất Bình Hải, nhưng trở thành trói buộc bình hải kinh tế phát triển, cái đó có quan hệ với cơ sở kinh tế bạc nhược của bọn họ, cũng có quan hệ với trình độ chấp chính của lãnh đạo thành phố bọn họ. Trương Dương nói, lãnh đạo thành phố Bắc Cảng tôi biết đến chỉ có một tàu hướng đông, sau đó ông ta điều tới Giang Thành đảm nhiệm thường vụ phó thị trường. Quách Thụy Dương nói, bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành, ông ta cũng là nguyên lão ba triều, cô bí thư lúc còn tại vị, ông ta đảm nhiệm bí thư thị ủy Bắc Cảng, hiện tại đã là nhiệm kỳ thứ hai. Trương Dương nói, người này thế nào? Quách Thụy Dương cười nói, tôi và ông ta cũng không quen, bất quá tôi biết, hậu trường của ông ta là Tiết Gia. Trương Dương nói, Tiết Gia. Quách Thị Dương nói, một người có thể ở trên một vị trí nhiều năm như vậy, có thể tính là có rất nhiều loại, về phần nguyên nhân thật sự phía sau, vẫn là để lại cho cậu phỏng đoán Quách Thị Dương nâng ly rượu nói, vô luận thế nào, tôi đều phải chúc mừng cậu, lão đệ, làm người đứng đầu cảm giác tuyệt đối khác biệt cậu đi đến bước này là chuyện tốt. Trương Dương cười nói, tôi cũng hy vọng là chuyện tốt, thật ra rời khỏi Đông Giang là tôi chủ động nói ra. Quách Thị Dương cười nói, Tống Bí Thư tạo áp lực cho cậu, làm việc dưới tay cha vợ, luôn không được tự do, đi Tân Hải cũng không tồi, núi cao xa hoàng đế, tự tại một ít. Trương Dương cười ha hả nói, anh luôn nói Tân Hải không tồi, khiến cho tôi có chút chờ mông, nhưng hiện tại tình huống của Tân Hải không được tốt lắm, Quách Thị Dương nói, cơ sở càng kém, đáy càng mỏng thì càng dễ đạt được thành tích, lão đệ, tôi thấy là chuyện tốt. Trương Dương đang muốn nói hai câu khiêm tốn, bỗng nhiên thấy xa xa hiện lên một thân ảnh quen thuộc, tuy rằng nhìn thoáng qua, nhưng Trương Đại Quan Nhân liếc mắt nhìn ra đó chính là thủ trưởng của hắn khi hắn còn ở trong Quốc An, Triệu Quân. Triệu Quân hiển nhiên không nhìn thấy Trương Dương, gã đi rất vội vàng, ngồi trên một chiếc xe màu đen. Trương Dương nói với Quách Thị Dương, Quách chủ nhiệm tôi có chút việc, đi trước cũng không giải thích với Quách Thị Dương, Trương Dương đã đón một chiếc taxi leo lên. Quách Thị Dương không ngờ rằng thằng nhãi này nói đi liền đi, gã chỉ có thể cười khổ. Trương Dương lên xe taxi, rút ra tờ 100 đồng đưa cho người tài xế nói, theo chiếc đúc phía trước. Người tài xế thấy Trương Dương ra tay hào phóng như thế, đương nhiên cũng không nói nửa chữ. Trương Dương nhắc nhở ông ta cẩn thận một chút, đừng để chiếc xe phía trước phát hiện. Người tài xế cẩn thận hỏi, anh bạn, anh là công an à? Trương Dương gật đầu nói, được đấy, ánh mắt rất chuẩn, đã bị ông nhìn ra. Người tài xế đắc ý nói, tôi đang làm gì chứ? Người nào mà không gặp qua, công nhân, nông dân, cán bộ, quần chúng, khách làng chơi, tiểu thư, công an, tội phạm, tất cả đều gặp qua, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu là tôi có thể đoán ra được 7-8 phần. Trương Dương cười nói, từ trong mắt của tôi ông có thể nhìn ra cái gì? Chính nghĩa. Trương Đại Quan Nhân nghe nói như thế, lồng ngực không tự chủ dựng thẳng dậy. Tài xế nói, anh bạn, tôi tuyệt đối không nhìn nhầm, người có tướng mạo đàng hoàng như anh, hình dạng chính nghĩa hiên ngang, tuyệt đối không phải người xấu. Trương Đại Quan Nhân cười ha hả một tiếng, nhưng nhìn thấy chiếc xe đúc phía trước dừng lại tại kinh đông nhất hào, Triệu Quân từ trên xe bước xuống, cũng không có lập tức đi vào, mà là đứng ở đó châm một điếu thuốc, lúc hút thuốc, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh như là xem có ai theo dõi mình hay không, hoặc như là đang chờ người. Trương Dương ngồi ở trong xe, lặng lặng nhìn gã. Triệu quân đã từng là thủ trưởng của hắn, cũng là một trong các thuộc hạ mà hình Triệu Huy tin tưởng nhất. Từ sau khi hình Triệu Huy bị buộc tội, Trương Dương đã mất tin tức của gã. Hắn tin tưởng Triệu quân xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Hiện tại Trương Dương cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào trong quốc an. Nếu như Trương Bích Quân thật sự là nội gián, vậy bên trong quốc an tuyệt đối có đồng mưu. Triệu quân hút được nửa điếu thuốc thì ném xuống đất, dùng chân dẫm nát đầu thuốc lá, sau đó bước nhanh vào kinh đông nhất hào. Trương Dương mở cửa xe đi theo, không dám đến quá gần, triệu quân là đặc công được huấn luyện kỹ càng, có kinh nghiệm chống theo dõi phong phú, tiến vào sảnh của kinh đông nhất hào, ánh sáng bên trong rất mờ, giữa sân khấu có một ca sĩ đang hát, Trương Dương thấy triệu quân ngồi bên cạnh quầy ba, Trương Dương không đi qua, tìm một góc tối ngồi xuống, hắn gọi một chai rượu, hai mắt tập trung quan sát hành động của triệu quân. Triệu quân ngồi ở chỗ kia vừa uống rượu vừa nghe ca hát, đã qua hơn 10 phút, vẫn không có bất luận kẻ nào đến gần, ngay cả trương đại quan nhân cũng bắt đầu hoài nghi, có phải là phán đoán của mình xuất hiện sai lầm. Triệu quân ngày hôm nay đến đây là vì uống rượu giải sầu. Ngay trong lúc Trương Dương suy nghĩ rằng mình đã hiểu lầm và chuẩn bị đi qua chào hỏi, thì hắn thấy một cô gái mặc đồ đen đi đến hướng quầy ba, cô gái kia ngồi bên cạnh triệu quân. Nhãn lực của Trương Dương siêu mạnh, tuy rằng ánh sáng rất mờ, Cách nhiều người như vậy, hắn vẫn có thể nhìn ra cô gái kia chính là Tang Bối Bối, nội tâm của Trương Đại Quan Nhân nhất thời kích động, từ lúc Trương Bích Quân cho hắn đi tra nhà của cha Tấn Bắc, hắn đã sớm đoán được Tang Bối Bối chính là quân cờ quan trọng trong việc tra nhà, trong lúc hỏa hoạn xảy ra, Tang Bối Bối dùng bom hẹn giờ cho nổ con đường, suýt chút nữa hại luôn hắn, khi hỏa hoạn xong, Tang Bối Bối liền biến mất một cách ly kỳ. Hắn đã từng hỏi qua Trương Bích Quân về Tang Bối Bối, thế nhưng Trương Bích Quân giữ miệng rất kín không đề cập tới, Trương Dương có thể kết luận, tang bối bối có thể đã tra được cái gì đó của cha Tấn Bắc. Nếu như tang bối bối là đặc công quốc an, vậy việc cô ta quen biết với triệu quân cũng không có gì ngạc nhiên, hai người bọn họ gặp mặt nhau tại chỗ này là có mục đích gì. Trương Dương nhìn bọn họ xa xa. Triệu quân và tang bối bối cũng không nói gì, triệu quân uống xong ly rượu, đứng dậy rời đi, Trương Dương vội vàng cúi đầu, thấy triệu quân đã rời khỏi kinh đông nhất hào tang bối bối vẫn ở lại quầy ba, đại khái sau 10 phút, cô ấy cũng trả tiền rời đi. Trương Dương đợi tang bối bối đi ra cửa, hắn cũng đứng dậy đi theo. Tang bối bối sau khi đi ra, đón một chiếc taxi rời đi, Trương Dương cũng đưa tay đón xe, không ngờ rằng lại chính là người tài xế vừa rồi. Người tài xế kia mở miệng cười nói, tôi biết cậu còn cần dùng xe, cho nên đợi cậu ở chỗ này. Trương Dương cười nói, ông không cần làm ăn sao. Hắn chỉ chỉ chiếc taxi phía trước, Ý bảo theo sau. Người tài xế lắc đầu nói, lúc nhỏ tôi đã muốn làm cảnh sát, ngày hôm nay cậu giúp tôi thực hiện nguyện vọng. Xem ra trong lòng ai cũng từng có một lần muốn làm anh hùng. Chương 1329, phe phái chi tranh. 1. Có kinh nghiệm theo dõi vừa rồi, người tài xế này rõ ràng cũng điều luyện hơn nhiều, Trương Dương phát hiện ra xe taxi làm công cụ theo dõi đúng là không tồi, loại phương tiện này sẽ rất ít bị người khác hoài nghi. Tan bối bối ngồi xe taxi đến Cẩm Đô Hối, cô ấy mở cửa xuống xe, sau khi trả tiền, liền bước thẳng vào trong. Trương Dương lại rút tiền ra đưa, người tài xế thấp giọng nói, cô gái kia có dáng người không tồi, anh bạn này, tôi lại thấy cậu không giống công an. Vậy tôi giống cái gì? Tài xế nuốt nước bọt nói, giống đi bắt gian. Trương đại quan nhân thật sự là bội phục trí tưởng tượng của người này, gật đầu nói, chuyện không liên quan đến mình đừng quan tâm nhiều, ông đi nhanh đi nếu không cẩn thận coi chừng liên lụy đến ông. Tang bối bối đã đi vào cửa của cẩm đô hối. Trương Dương liền bước theo vào, lúc hắn đi vào sảnh, tang bối bối đã lên thang máy. Trương Dương đi tới chỗ ức thang máy, công tác quản lý của khách sạn này cũng không tính là nghiêm ngặt, cũng không có người hỏi đến. Trương Dương thấy tang bối bối đi đến tầng 18 thì dừng lại, hắn đi lên một cái thang máy khác, đi tới tầng 18, trong hành lang không một bóng người. Vừa đi được hai bước, Chợt nghe được âm thanh rất nhỏ, Trương Dương lập tức nhận ra đây là tiếng đạn bắn có ống giảm thanh, không bao lâu sau, cửa phòng 1826 mở ra, Tang Bối Bối làm như không có việc gì đẩy cửa đi ra, đi đến hướng thang máy, Trương Dương muốn né cũng không kịp rồi. Tang Bối Bối thấy Trương Dương, đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc, hầu như trong cùng một lúc, cô ấy giơ súng lên, bắn ra. Trương Dương nghiêng người nhanh như điện, viên đạn xẹt qua gò má hắn bay ra ngoài. Gò má bị nóng lên do viên đạn ma sát với không khí, đạn bắn vào trong tường, vô số bụi bay ra, trong lúc nhất thời làm bụi mù bốn phía. Tang Bối bối nắm chắc thời cơ này, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến hướng cầu thang bộ. Trương Dương trong lòng giận dữ, cô gái này thật là độc ác, vừa ra tay là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ngày hôm nay nhất định phải bắt cô ấy cho bằng được. Khách sạn cầm Đô Hối có tổng cộng 21 tầng, Tang Bối bối trước đó đã khảo sát địa hình, cô ấy chạy lên tầng cao nhất phát hiện trương dương vẫn theo đuôi không bỏ tang bối bối vừa chạy vừa bắn vài phát đáng tiếc là không phát nào trúng trương dương cô ấy chạy đến sân thượng tầng cao nhất trương dương cũng đuổi theo kịp tang bối bối giơ súng bắn hai phát tất cả đều bị trương dương né qua khi cô ấy còn muốn tiếp tục bắn thì phát hiện ra đã không còn đạn tang bối bối bỏ lên sát vách sân thượng lạnh lùng nói anh còn dám đến đây tôi sẽ nhảy xuống trương dương cười thản nhiên nói có gan thì cô cứ nhảy dù sao tất cả mọi người đều nghĩ cô đã chết, trong buổi tối đêm 30, cô không phải bị chết cháy trong biệt thự của cha tấn bắc sao. Cô nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm tính mạng của cô. Tang bối bối nói, anh rốt cuộc là ai? Trương Dương chậm rãi đi về phía trước, lời này hẳn phải là tôi hỏi cô. Cô rốt cuộc là ai? Cô và Quốc An có quan hệ gì? Cô trộm được cái gì từ chỗ cha tấn bắc? Tang bối bối cắn môi nói, cái đó có liên quan gì đến anh? Trương Dương, Tôi cho anh một lời khuyên, có một số việc biết càng ít càng tốt, không ai lại ngại mạng của mình dài. Uy hiếp tôi, lúc trước quả bom hẹn giờ của cô không nổ chết tôi, ngày hôm nay đạn cũng không bắn chết tôi, chúng ta rốt cuộc là ai ngại mạng mình dài cũng khó nói. Tang Bối Bối lạnh lùng nói, không được đến đây. Trương Dương vẫn tiếp tục đi về phía trước, hắn không tin Tang Bối Bối có gan nhảy xuống. Tang Bối Bối bỗng nhiên vung tay ném khẩu súng không có đạn về hướng Trương Dương và hầu như trong cùng lúc đó, cô ấy nhảy ra ngoài sân thượng. Trương đại quan nhân căn bản không ngờ ảng à, cô ấy thật sự dám nhảy xuống, lúc này muốn bắt cô ấy đã không kịp rồi, hắn dùng tốc độ cao nhất lao đến chỗ tang bối bối nhảy xuống, thấy tang bối bối đã rơi xuống giường, hai tay của cô ấy nắm chặt một khẩu súng dây thừng, nhắm ngay tường của tòa nhà, bắn đạn cắm thật sâu vào trong bức tường, sợi dây bên trong khẩu súng kéo dài ra 20 mét, thân thể của tang bối bối đứng giữa không chung, lắc lư theo gió đêm, Trương Dương mới rõ sự gian xảo của cô ấy, thấy tang bối bối dùng chân đạp vào tường, lợi dụng động tác như thế làm cho biên độ đong đưa của thân thể càng lúc càng lớn. Trương Dương từ trên mái nhà nhảy xuống, à không hẳn là nhảy, vì bích hổ du tường thuật của thằng nhãi này cũng không phải là luyện không, trong lúc tang bối bối đong đưa thân thể, nhìn lên trên, thấy thằng nhãi này dùng tốc độ kinh người bỏ sát tường xuống, cô ấy hầu như không thể tin được hai mắt của mình, điều này sao có thể người nhện Spider-Man biến thành người Trung Quốc lúc nào. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, Trương Dương giống như một con thằn lằn bò từ trên tường xuống, hầu như chỉ trong chớp mắt đã cách cô ấy chưa đến 5 mét. Tang bối bối trong lòng kinh hãi đến cực điểm, thằng nhãi này không phải người ngoài hành tinh chứ. Cô ấy mượn biên độ đong đưa của thân thể, hai chân nhắm ngay cửa sổ tầng 6, toàn lực đánh vào, cửa sổ bị cô ấy lao vào làm vỡ ra năm sáu mảnh, trên người tang bối bối mang đầy mảnh thủy tinh vụn lăn vào trong phòng. Dưới ngọn đèn yếu ớt đầu giường, một đôi nam nữ thất kinh ngồi dậy, hai người đều ở trần nửa thân trên, căn bản không rõ chuyện gì, sao đột nhiên có người phá cửa sổ nhảy vào. Tang bối bối bỏ dậy khỏi mặt đất, thấy thân ảnh của Trương Dương xuất hiện ngay tại cửa sổ bị vỡ, cô ấy cầm lấy cái ghế, toàn lực ném về hướng Trương Dương. Trương đại quan nhân vung một quyền đấm vỡ vụn cái ghế, sau đó nhanh như hổ đói vồ mồi lao về hướng tang bối bối, tang bối bối nhảy lên trên giường, trong tiếng kinh hô của đôi nam nữ kia, mượn lực đàn hồi của cái nệm, nhảy lên không trung đá một cước về hướng Trương Dương. Trương Dương nắm lấy mắt cá chân của cô ấy, ném nược lại, đè chúng trên người cô gái, cô gái kia kêu thảm một tiếng, sau đó Trương Đại Quan Nhân nhào đến, từ phía sau khóa tay của tang bối bối, đè cô ấy dưới thân, thảm nhất vẫn là cô gái kia, bị đè kêu thảm lên, đè chết tôi. Người nam trên giường lúc này mới tỉnh táo lại, cầm lấy bình hoa đầu giường muốn đập qua hướng Trương Dương, không đợi hắn giờ bình hoa lên, Trương Dương đã nện một quyền vào mặt hắn, làm thằng nhãi này ngất xỉu. Hai, nói chung là đôi tình nhân này cũng thật không may, làm loại chuyện kia mà cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Trương Dương khống chế huyệt đạo của tang bối bối, lôi cô ấy đứng dậy khỏi giường, trong đôi mắt phượng của tang bối bối tràn ngập oán hập nhìn Trương Dương, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trương Dương ôm lấy tang bối bối đến trước cửa sổ bị vỡ, thấp giọng nói cô không phải thích nhảy lầu sao tôi sẽ thỏa mãn ước nguyện của cô nói xong câu đó, hắn ôm tang bối bối nhảy từ tầng 6 xuống. Tang bối bối tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng mà khuôn mặt cũng sợ đến trắng bệch. Bên dưới lúc này có một chiếc xe vận tải chở các thùng hàng chạy ngang qua, Trương Dương đáp xuống trên thùng hàng vững vàng, lúc này bảo an khách sạn chạy đến bên cạnh cửa sổ nhìn, thấy một đôi nam nữ ngồi trên xe chở hàng càng chạy càng xa. Trương Dương giải huyệt đạo cho tang bối bối, đặt cô ấy lên thùng hàng, Tang Bối Bối vẫn không nhúc nhích, trong ánh mắt toát ra một chút sợ hãi, anh rốt cuộc muốn làm gì? Trương Dương không nói chuyện, tìm kiếm trên người cô ấy, tìm ra được một con dao, còn có chút công cụ, bên trong có giấy chứng nhập, mở ra thì thấy là chứng minh nhân dân của Tang Bối Bối, cái tên bên trong là Triệu Tuyết Chữ, Trương Dương không khỏi cười nói, Triệu Tuyết Chữ. Rốt cuộc cái nào mới là tên thật? Tang Bối Bối lúc này đã bình tĩnh lại, cô ấy bình tĩnh nhìn Trương Dương nói, anh có biết mình đang làm gì không? Trương Dương nói, tôi rất rõ ràng, cô có phải là muốn uy hiếp tôi. Vô dụng thôi, tính mạng của cô hiện tại đang nằm trong tay tôi, cô tin không, chỉ cần tôi muốn giết cô, tôi có vô số phương pháp để làm. Tang Bối Bối cắn môi nói, anh muốn biết cái gì? Trương Dương cười nói, tôi thích thái độ hợp tác của cô, hiện tại nói cho tôi biết, cô là ai. Tang Bối Bối nói, anh đã đoán được. Trương Dương nói, Quốc An. Tang Bối Bối không nói nhưng ánh mắt đã ngầm đồng ý với Trương Dương. Trương Dương nói cô là người của cục người, lính của Trương Bích Quân. Tang bối bối không trực tiếp trả lời Trương Dương, mà thấp giọng hỏi, mấy giờ rồi? Trương Dương sửng sốt một chút, không rõ thời gian có ý nghĩa gì với cô ấy, bất quá hắn vẫn nhìn đồng hồ một chút, 11 giờ 50 có chuyện gì? Tang bối bối nói, 12 giờ tôi có một cú điện thoại, nếu như anh muốn tôi trả lời vấn đề của anh, vậy phải cho tôi gọi xong cú điện thoại này trước. Trương Dương nói, không thành vấn đề, tôi có điện thoại di động. Tang Bối Bối nói, anh hẳn là cũng biết điện thoại di động không an ô Trương Dương gật đầu, hắn ôm lấy Tang Bối Bối, thân thể của Tang Bối Bối rất mềm mại, ôm vào trong lòng cũng rất thoải mái, Trương Dương ôm cô ấy nhảy xuống xe, vì đã là nửa đêm, cho nên đường phố vắng tanh, cũng không có ai lưu ý đến hành động của bọn họ. Trương Dương đi đến buồng điện tu ải, buông Tang Bối Bối ra, giải huyệt đạo của cô ấy. Bởi vì lo tang bối bối sẽ dở trò, cho nên Trương Dương đã ra tay một chút, vì thế tang bối bối vẫn cảm thấy được thân thể bùn rùn. Tang bối bối cũng không lập tức gọi điện thoại, vì từ đây đến 12 giờ còn 10 phút. Trương Dương nói cô chính là thủ hạ của Trương Bích Quân. Tang bối bối gật đầu, từ 18 tuổi tôi đã tiến vào quốc an, đã 6 năm. Trương Dương nói, hai ta cùng tuổi nha, nói xong liền ý thức được căn bệnh gặp gái liền cua của mình lại tái phát cô gái trước mắt này đã có cơ hội đẩy mình vào chỗ chết, đối với cô ấy không thể có tâm thương hoa tiếc ngọc ưa, Trương Dương nói tối nay cô và Triệu Quân gặp mặt có mục đích gì. Tang bối bối nghe hắn nhắc đến tên của Triệu Quân, ánh mắt rõ ràng có chút run rẩy. hiện tại cô ấy biết Trương Dương theo dõi mình rất lâu rồi, ngay cả quá trình gặp mặt của cô ấy và Triệu Quân cũng thấy rõ, Tang bối bối lắc đầu nói tôi không biết Triệu Quân. Thời gian đã đến đúng 12 giờ, Tang bối bối cầm lấy điện thoại, cấm tốc bấm một dãy số. Trương Dương cẩn thận ghi nhớ dãy số mà cô ấy bấm. Trương 1330, phe phái chi tranh 2. Điện thoại vang lên vài tiếng thì được chuyển, tăng bối bối nhẹ giọng nói, tất cả thuận lợi chứ. Đầu kia của điện thoại truyền tới âm thanh của một người nam tốt. Bỗng nhiên hắn giống lớn về phía điện thoại, đi mau, nhanh chóng rời đi. Hai tiếng tiếng súng rất nhỏ truyền đến, trong ống nghe truyền đến âm thanh hỗn độn mà phân loạn, cuối cùng chỉ còn lại có tiếng thở dốc đi. Vành mắt tang bối bối đỏ lên, cô ấy khàn cả giọng thét to anh. Anh, nước mắt tràn mi ra. Trương Dương trong lòng kinh hãi thật sự khó có thể so sánh được, âm thanh trong ống nghe hắn hầu như nghe được toàn bộ, âm thanh kia cực kỳ giống triệu quân, lẽ nào triệu quân là đại ca của tang bối bối, chuyện này rốt cuộc là sao? Tang bối bối cầm ống nghe gọi anh, thân thể giống như mất hết sinh lực, ngã xuống mặt đất. Một loại nhạy cảm đối với nguy hiểm khiến cho Trương Dương khẩn trương lên, Hắn từ trên mặt đất kéo tang bối bối, không khỏi phân trần đem cô ấy ra trạm điện thoại, đón một xe taxi, đem cô ấy nhét vào ghế sau, hắn cũng ngồi xuống, xe taxi chạy ra một khoảng, Trương Dương quay đầu lại nhìn lại, đã thấy ba chiếc xe có rèm che màu đen vây quanh trạm điện thoại, trên xe bước xuống bảy tám gã mặc đồ đen. Trương Dương nhìn tang bối bối bên cạnh, mặt của cô ấy tái nhợt, bi thương cực độ tràn ngập mặt cười của cô ấy, bởi vì bị Trương Dương điểm huyệt đạo, cho nên cô ấy không phát ra bất luận tiếng động nước mắt liên tục tuôn ra, Trương Dương tin tưởng cái này cũng không phải giả bộ, nhất định là tâm tình chân thực của tang bối bối lúc này. Hắn vươn cánh tay, ôm thân thể của tang bối bối, phát hiện thân thể của tang bối bối bởi vì thống khổ cực độ mà không ngừng run lên. Căn cứ tình trạng vừa rồi, Trương Dương có thể suy đoán ra, triệu quân và tang bối bối tám chín phần là quan hệ anh em, bằng không tang bối bối sẽ không biểu hiện ra thân thiết và bi thương như vậy. Hiện tại triệu quân rất có thể bị bất, Tang bối bối và Triệu Quân hẹn 12 giờ gọi điện thoại là vì xác nhận Triệu Quân có bình an hay không. Triệu Quân tiếp điện thoại hẳn là đã bị người khác khống chế. Đối phương sau khi xác định vị trí của Tang bối bối thì giết chết Triệu Quân, sau đó đi tới trạm điện thoại. Nếu như không phải mình kéo Tang bối bối rời đi đúng lúc, có thể sẽ bị đám người bắt gặp. Vì cẩn thận, Trường Dương giữa đường lại thay đổi hai xe taxi, lúc này mới mang theo Tang bối bối về tới Hương Sơn Biệt Viện. Mở cửa lớn biệt viện. Thấy trong phòng có đèn, Trương Dương lập tức đoán được hẳn là Trần Tuyết quay trở về kinh thành. Quả nhiên, không qua bao lâu thì thấy Trần Tuyết cầm đèn pin từ trong phòng đi ra. Trần Tuyết mặc áo khoác lông màu xanh, vừa cắt tóc ngắn, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là cái dạng lạnh lùng như xưa, thấy Trương Dương ôm một người con gái trở về, đôi mắt đẹp nhìn quét trên mặt Trương Dương một chút, ngay cả chào hỏi cũng không nói, xoay người lại trở về phòng. Trương đại quan nhân xấu hổ a Trần Tuyết 89 phần là hiểu lầm đem mình trở thành một người thâu hương thiết ngọc, hơn nửa đêm mang con gái về nơi đây lêu lồng. Trương đại quan nhân vô cùng hiểu biết đối với tính cách của Trần Tuyết, Trần Tuyết là cô gái có thể đem bất luận chuyện gì để ở trong lòng, cho nên hắn cũng không đuổi theo đi giải thích, ôm tang bối bối trở lại phòng của mình, đem cửa phòng đóng lại, tang bối bối khóc như mưa. Thằng nhãi Trương Dương này có một bệnh, cũng là không thể gặp gái khóc, thấy tang bối bối khóc thành cái dạng này, tâm đã mềm hơn phân nửa, đem chuyện cô ấy đi bom nổ mình, dùng súng bắn mình tất cả đều quên, trước khi giải huyệt đạo của tang bối bối, hắn thấp giọng nói tôi hiện tại giải huyệt cho cô, cô bình tĩnh lại, ngàn vạn lần không nên khóc lớn tiếng. Tang bối bối dương dương gật đầu. Trương Dương đưa tay giải huyệt đạo của cô ấy, tang bối bối cảm giác thân thể buông lỏng, nhất thời khôi phục tự do, cô ấy che môi lại khóc lên. Trương Dương thở dài nói, đã nói đừng khóc, cô khóc như thế, người khác còn không biết tôi đã làm gì cô. Hắn vừa nói như thế, Tang Bối Bối càng khóc ra lớn tiếng. Trương Dương biết mình khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể cho cô ấy tiếp tục khóc. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một âm thanh lạnh lùng nói, hơn nửa đêm rồi, có cho người ta ngủ không? Trương đại quan nhân xấu hổ ho khan một tiếng, không ngờ rằng chọc giận Trần Tuyết, hắn lên tiếng nói, tốt rồi, lập tức tốt rồi. Nói xong lại cảm thấy những lời này của mình kỳ quái, cái gì mà lập tức tốt rồi. Mình và Tang Bối Bối không làm gì cả. Tang Bối Bối cuối cùng cũng ngừng khóc, cô ấy đỏ mắt nhìn Trương Dương. Trương đại quan nhân bị cô ấy nhìn có chút không được tự nhiên, hắn phát hiện ánh mắt của Tang Bối Bối nhìn mình cũng không có nhiều thành phần cảm kích ở bên trong, ngược lại tràn ngập oán hận và nghi vấn, Trương Dương ho khan một tiếng nói, vậy thì có cái gì nói muốn nói với tôi sao? Tang Bối Bối nói, nếu đã rơi vào trong tay của anh, tôi không có gì để nói. Cô ấy ngẩng cổ, làm ra vẻ muốn giết thì cứ tự nhiên. Trương Dương thở dài nói, cô và Triệu Quân rốt cục là quan hệ gì? Nói ra chuyện này nước mắt của tang bối bối lại chảy ra. Trương Dương nói, thật ra từ chuyện cha Tấn Bắc, tôi cũng đã đoán được cô là đặc công quốc an, võ công cô không kém, còn. Trương Đại Quan Nhân vốn định nói vẫn là xử nữ, nhưng nói đến bên môi lại nuốt trở vào, loại thời điểm này hình như nói cái này không phù hợp. Trương Dương nói, tôi rất phiền muộn, cô đi vương phủ hội quán ẩn núp, rốt cục mục đích ở đâu tang bối bối chỉ yên lặng rơi lệ. Trương Dương nói, tôi đã từng ở tại quốc an một thời gian, triệu quân là lãnh đạo trực tiếp của tôi, sau đó bởi vì lão hình xảy ra sự tình, chúng tôi mới gián đoạn liên lạc, đêm nay tôi ngẫu nhiên thấy hắn tại kinh đông nhất hào, vốn định đi qua chào hỏi, lại không ngờ rằng gặp phải cô ở bên cạnh hắn. Tang bối bối căm tức nói, cho nên anh theo dõi tôi. Trương Dương nói, cô không phải đã bị lửa thiêu chết sao? Tôi thấy cô chết mà phục sinh đương nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng không ngờ rằng theo dõi cô đến chỗ đó, cô trực tiếp rút súng bắn tôi. Nói đến đây Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới lúc hắn đi ra thang máy nghe được hai tiếng tiếng súng, có phải là có người mai phục trong phòng của của. Cô đắc tội với ai? Tang bối bối nói, Trương Dương, anh có nhớ mục đích đến biệt thự của cha Tấn Bắc hay không? Trương Dương nói, cô trước tiên phải nói cho tôi biết, cô và Trương Bích Quân rốt cuộc là quan hệ gì? Tang bối bối nói, tôi thuộc cục người quốc an, trương bích quân là thủ trưởng của tôi tất cả quả nhiên không ngoài sở liệu của trương dương trương dương thấp giọng nói triệu quân đâu tang bối bối nói anh ấy là anh của tôi chúng tôi từ nhỏ đã mất cha mẹ lớn lên tại cô nhi việt sau đó có người thu dưỡng chúng tôi bồi dưỡng chúng tôi đến trường tiếp thu giáo dục cao đẳng sau đó gia nhập vào quốc an tang bối bối nói anh của tôi có thể gặp nạn trương dương thấp giọng nói khi hỏa hoạn cô lựa chọn mất tích cô từ biệt thự của cha tấn bắc chiếm được cái gì tang bối bối nói một ít tư liệu về cha tấn bắc và tư liệu giao dịch còn có một vài thứ quan hệ đến cá nhân cha tấn bắc trương dương nói đêm nay đối phó cô rốt cuộc có phải là quốc an không tang bối bối lắc đầu tôi không biết tôi thật sự không biết cô ấy điều chỉnh tâm tình của mình một chút một lát sau mới nói từ khi hình chiêu huy bị điều tra anh tôi không giải thích được đối với cái này anh ấy vẫn đều tại len lén điều tra chuyện này anh ấy, biểu tình của Tang Bối Bối có vẻ có chút do dự. Trương Dương thấp giọng nói, có phải là hắn hoài nghi Trương Bích Quân, cho nên muốn đi qua cô điều tra tư liệu của Trương Bích Quân. Tang Bối Bối nhếch miệng, chậm rãi gật đầu. Trương Dương nói, đêm nay cô giao cho hắn cái gì? Tang Bối Bối nói, một phần tư liệu về cha Tấn Bắc. Bên trong ghi lại cái gì? Tang Bối Bối lắc đầu nói, tôi không biết, tôi thật sự không biết, anh tôi nói qua đêm nay anh ấy đi đến hong kong tôi không ngờ rằng anh ấy lại rơi vào trong tay của người khác trương dương nói tuy rằng trong điện thoại nghe được tiếng súng thế nhưng chưa chắc hắn gặp bất chắc nếu như vậy đám người muốn uy hiếp cô sẽ không đơn giản giết chết anh cô cho nên cô hiện tại thương tâm có thể có chút quá sớm tang bối bối dương dương nói tôi không biết nên làm cái gì bây giờ trương dương nói nếu trương bích quân là thủ trưởng của cô vì sao cô không đi tìm bà ấy kiếm trợ giúp biểu tình của tang bối bối có vẻ vô cùng thống khổ, một lát sau mới lấy đủ dũng khí nói, trước khi anh truy kích tôi, có hai người trốn trong phòng của tôi, sau khi bị tôi phát hiện bắn chết, lúc trước bọn họ đều là thành viên của chúng tôi. Trương Dương thấp giọng nói, Trương Bích Quân muốn giết cô. Trong đầu của hắn nhanh chóng sắp xếp manh mối. Tang bối bối gật đầu, chuyện đêm nay, tôi vốn dự định rời khỏi đây, thế nhưng tôi thật không ngờ bọn họ sẽ tới nhanh như vậy. Cô ấy lập tức cắn cắn môi nói, tôi nhất định phải tìm được bà ấy để hỏi rõ ràng. Trương Dương nói, cô hiện tại tìm bà ấy khẳng định sẽ chết. Tang bối bối thống khổ nắm tóc, thấp giọng nói, tôi không biết nên làm như thế nào. Cô rốt cuộc chiếm được cái gì từ chỗ cha tấn bắc. Tang bối bối ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Trương Dương nhìn thẳng con mắt của cô ấy nói, Tang bối bối, hiện nay có thể trợ giúp cô chỉ có tôi, cô tin tưởng tôi, nếu như tôi muốn giết cô đã sớm ra tay với cô, căn bản sẽ không mạo hiểm đem cô đến nơi đây. Hắn nói thật, với bản lĩnh của hắn giết chết tang bối bối thật sự là quá dễ. Nội tâm của tang bối bối giấy rụa kịch liệt, rốt cuộc cô ấy hạ quyết tâm gật đầu, từ trong lòng lấy ra liễu một cái đĩa CD, bên trong có một chút tư liệu, về cha tấn Bắc. Trương Dương tiếp nhận cái đĩa, trong lòng có chút buồn bực, vừa rồi mình lục soát một lần trên thân thể của cô ấy, lại có thể không có phát hiện cô ấy đem đĩa CD giấu ở nơi nào, xem ra đặc công quốc an cũng không phải là ngồi không. Tang bối bối nói, tôi đi. Trương Dương lắc đầu, bỗng nhiên vươn tay đi, điểm trúng huyệt đạo của Tang bối bối, Tang bối bối không kịp kêu một tiếng ngã xuống. Trương 1331, trời đã định trước. Một, sau khi thu xếp cho Tang bối bối, Trương Đại Quan Nhân đi tới trước phòng của Trần Tuyết, phát hiện phòng đã tắt đèn, Trương Dương do dự một chút vẫn gõ cửa phòng. Lần đầu tiên không người lên tiếng trả lời, lần thứ hai vẫn là không người lên tiếng trả lời, trương đại quan nhân chưa kịp gõ lần thứ ba, trên đời này mọi việc sợ nhất hai chữ nghiêm túc, Trần Tuyết mở cửa phòng, trên mặt cười phủ một tầng xương lạnh lùng nhìn Trương Dương nói, anh không ngủ, cũng muốn người khác không ngủ, có phải là có bệnh? Trương đại quan nhân biểu môi nói, đêm dài vắng vẻ, trống rỗng tịch mịch. Dầm một tiếng, Trần Tuyết để hắn lại ngoài cửa, nửa câu nói của Trương đại quan nhân đã tới bên môi bị nuốt trở lại, thằng nhãi này thở dài, vung tay lên chuẩn bị gõ cửa, không ngờ rằng Trần Tuyết chủ động mở cửa phòng, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn nói, chỉ biết anh sẽ lại gõ, nhắc tới giày độ ra mặt, thật đúng là không ai có thể theo kịp anh. Trương Dương cười hắc hắc nói, cô hiểu tôi rồi. Trần Tuyết nói, chuyện của anh xong chưa? Nói cho hết lời, cô ấy cũng thấy những lời này nói không được tự nhiên, mặt cười có chút phát nóng. Trương Đại Quan Nhân nói, xong xuôi. Khi trả lời, hắn cũng nghĩ sao không được tự nhiên, mình chuyện gì cũng không làm, đơn giản cũng là thu xếp cho tang bối bối nghỉ, trương đại quan nhân ho khan một tiếng, biểu tình có chút xấu hổ. Tại trong mắt Trần Tuyết, hắn là trột dạ, có tật giật mình. Trần Tuyết nói, anh còn không đi ngủ, đã khuya rồi. Trương Dương nói, không ngủ được, có việc muốn trò chuyện với cô. Trần Tuyết gật đầu, nhẹ giọng nói, vào phòng sách nói đi. Hai người tới phòng sách, Trần Tuyết lại có thể chủ động rót trà cho Trương Dương, trương đại quan nhân thật ra có chút khát nước tiếp nhận tách trà ép uống một hơi cạn sạch trần tuyết lẳng lặng nhìn hắn mệt lắm hả trương đại quan nhân thiếu chút nữa bị sặc liên tục ho khan vài tiếng mới hồi phục tôi nói sao hôm nay cô có vẻ âm dương quái khí có sao trương dương cười nói có cô có phải là rất quan tâm đến người tôi dẫn tới chỗ nơi này qua đêm hả trần tuyết mặt cười nóng lên cô ấy ý thức được biểu hiện của mình đêm nay quả thật mất đi thái độ bình thường lòng của cô rất ít bị chuyện bên ngoài nhiễu loạn. Trần Tuyết nói thiên trì tiên sinh đem căn nhà này tặng cho anh không có nghĩa là anh có thể tùy tiện. Trương Dương nói tôi không tùy tiện, nhà đầu kia tên là Tăng Bối Bối, đêm nay muốn giết tôi, tôi điểm huyệt đạo của cô ấy mang đến đây, cũng là muốn giáo huấn cô ấy một chút, chuyện gì cũng chưa từng làm. Trần Tuyết mới biết mình hiểu lầm Trương Dương, trên mặt bầy biện ra một chút biểu tình ngượng ngùng, cô ấy nhẹ giọng nói, đang yên đang lành, cô ấy vì sao muốn giết anh. Trương Dương thở dài nói, nói ra thì dài lắm. Hắn đem chuyện của mình trong khoảng thời gian này từ đầu tới đuôi nói cho Trần Tuyết. Tại trước mặt Trần Tuyết hắn cũng không có tận lực giấu giếm cái gì, thậm chí đem chuyện văn linh xuất hiện tại hắn thành, cướp đi ẩm huyết kiếm kể lại. Trần Tuyết nghe đến đó, biểu tình trở nên cực kỳ ngưng trọng, cô ấy thấp giọng nói, thanh ẩm huyết kiếm này là bội kiếm của Kim Nguyên Mậu sao. Trương Dương gật đầu nói, căn cứ theo như lời của Kim Đấu La, hẳn là từ Kim Nguyên Mậu truyền xuống tới, Phan Linh trước đó lại cho rằng tôi biết bí mật của nghịch chuyển Càn Khôn, lẽ nào bí mật chân chính giấu ở trong Ẩm Huyết Kiếm? Trần Tuyết nói, trong bí mật lớn nhất của nghịch chuyển Càn Khôn cũng là sinh tử ấn, tu luyện sinh tử ấn phải có thân thuần âm mới có thể làm được, nhưng bên trong cũng đề cập qua một việc, có người nói trong hoàn cảnh thích hợp có thể đột phá sinh tử ấn tu luyện, đáng tiếc trong bản dập chúng ta nắm giữ cũng không có nói rõ. Trương Dương nói, với võ công hiện tại của cô ấy không thắng được tôi, tôi chỉ là lo lắng cô ấy sẽ tìm tới cô trần tuyết thản nhiên cười nói sinh tử căn bản không có cái gì khác nhau đơn giản là trạng thái tồn tại khác biệt trên thế giới này mà thôi trương dương nói chết tử tế không bằng lại sống cho cô lựa chọn cô là muốn muốn là một cô gái đẹp hay là trở thành một bộ xương khô trần tuyết nói tôi và anh thương lượng không ra kết quả anh còn chưa có nói chuyện của tang bối bối trương dương lúc này mới tiếp tục nói hắn đem chỉnh sự nói xong Trần Tuyết nói, theo lời của anh, Tăng Bối Bối rất có thể nắm giữ một ít bí mật, mà những cái bí mật này sẽ mang đến họa sát thân. Trương Dương nói, vấn đề khó khăn nhất tôi hiện tại gặp phải không nhỏ, xử lý cô ấy thế nào, tôi có biện pháp khiến cho ký ức của cô ấy biến mất, thế nhưng tôi cuối cùng cảm thấy cô ấy hình như còn có chuyện gạt tôi, nhà đầu kia không đơn giản, lời của cô ta có thể tin, lại không thể tin toàn bộ. Trần Tuyết nói, nếu như chuyện tình quả đúng như lời của anh, có nhiều âm mưu như vậy, Tang bối bối ở kinh thành càng lâu, nguy hiểm cũng càng lớn. Trương Dương nói, tôi phải nghĩ một biện pháp đưa cô ấy rời kinh thành. Trần Tuyết nói, tôi thấy anh nên nói chuyện với cô ấy. Tang bối bối sau khi thức tỉnh, phát hiện vẫn đang là ban đêm. Trương Dương cười tủm tỉm ngồi ở bên thân cô ấy. Tang bối bối đầu tiên nhìn một chút quần áo trên người có hoàn chỉnh hay không, vững tin mình không có bị xâm phạm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trương đại quan nhân thấy biểu tình như chút được gánh nặng của cô ấy trong lòng có chút phiền muộn, thật sự coi mình thành sắc lang, hắn tuy rằng háo sắc, nhưng còn chưa tới loại tình trạng này. Trương Dương nói, cô sờ sờ hai bên ngực cùng lúc, cố sức nhấn xuống. Tang bối bối tìm được chỗ, cố sức nhấn xuống, chỉ cảm thấy chỗ đó đau đớn như kim đâm, cô ấy hoảng sợ nói, anh làm cái gì với tôi? Trương Dương nói, tôi đặt một cây châm trong thân thể của cô, cây châm nhỏ như lông trâu, tiến vào trong cơ thể của cô sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi di động. Mỗi nửa năm, cô phải tìm tôi trị liệu một lần. Nếu như không trị liệu, một năm sau, cây châm sẽ từ cột sống tiến vào não, kết quả không cần tôi nói. Tang bối bối nhìn Trương Dương thở dài nói, tôi không để ý sống chết từ lâu rồi, anh dùng thủ đoạn như vậy với tôi có chút dư thừa. Trương Dương nói, giang hồ hiểm ác đáng sợ, tôi phải chừa chút chuẩn bị ở sau. Tang bối bối nói, anh không tin tôi. Anh Hoài nghi tôi là một quân cờ do Trương Bích Quân phái tới." Trương Dương nói, "Cô và Trương Bích Quân, tôi tình nguyện tin tưởng cô, Triệu Quân là người tốt, nếu như cô là em gái của hắn, tôi nghĩ bản tính hẳn là sẽ không quá xấu." Đến bây giờ, Trương đại quan nhân đối với Tang Bối Bối cũng không có tin toàn bộ. Nghe được Trương Dương nhắc tới tên của Triệu Quân, vành mắt của Tang Bối Bối lại đỏ. Trương Dương nói, "Thật ra chuyện này cô cũng không cần để ở trong lòng." chỉ cần sự thật chứng minh cô thật tình hợp tác với tôi, tôi tự nhiên sẽ không hại cô, cái châm này cũng sẽ không tạo thành bất luận thương tổn gì đối với cô. Tang bối bối nói, anh muốn tôi làm thế nào? Trương Dương nói, tôi nghĩ cô tạm thời không nên đi tìm Trương Bích Quân, căn cứ suy đoán của tôi, phía sau của Trương Bích Quân còn có cá lớn, tôi không muốn cô rút dây động rừng. Tang bối bối nói, tôi hiện tại nếu như đi tìm bà ấy, chỉ có một đường chết, anh yên tâm, tôi không ngốc như vậy. Trương Dương nói, có tính toán gì không? Tang Bối Bối nói, tôi sẽ tạm thời rời đi, né qua. Theo Trương Dương xem ra cái này vẫn có thể xem là một cách làm thông minh, hắn nhắc nhở Tang Bối Bối nói, nếu như chuyện đối phó anh em các người thật là Trương Bích Quân bày ra, như vậy cô muốn từ kinh thành đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Tang Bối Bối nói, tôi có biện pháp. Trương Dương nói, nếu không cô theo tôi đi đến Bình Hải, tới Bình Hải tôi an bài cô suốt cảnh tang bối bối lắc đầu nói không phiền phước anh cô ấy nhìn thời gian một chút mới là 2 giờ sáng nhỏ giọng nói tôi muốn yên tĩnh một chút trương đại quan nhân cả đêm cũng không có nghỉ ngơi trong lòng nghĩ chuyện tối hôm qua tang bối bối cho hắn đĩa cd rốt cục có bí mật thế nào phía sau của trương bích quân rốt cục là ai ánh bình minh vừa đến trương dương đẩy cánh cửa đi đi ra ngoài thấy trần tuyết đã dậy mặc đồ vận động màu xanh ở trong sân chậm rãi đi bộ trương dương đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Phát hiện Trần Tuyết tản bộ tiết tấu vô cùng kỳ quái, mỗi một bước nhìn như tương đồng, nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn khác biệt, tiết tấu hô hấp của Trần Tuyết thông thả, hô hấp của cô ấy và tiết tấu của bước chân tựa hồ tồn tại quan hệ nào đó. Trương Dương biết Trần Tuyết bước đi nhìn như tùy tâm sở dục, thật ra là tu luyện nội công, cho nên không có quấy nhiễu cô ấy, thấy bước chân của Trần Tuyết càng đi càng nhẹ, đi qua một mảnh tuyết động trên tuyết không có để lại dấu chân, khóe môi của Trương Dương lộ ra nụ cười hiểu ý trong khoảng thời gian này không gặp, Trần Tuyết không chỉ hoàn toàn khỏi hẳn nội thương, hơn nữa công lực càng tiến một tầng. Phía sau truyền đến tiếng ho khan liên tiếp, Trương Dương quay thân lại, đã thấy từ trong phòng đi ra một bà già tóc hoa dâm, Trương Đại Quan Nhân dường như rơi vào trong sương mù, hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra trong sơn trang có thêm bà già lúc nào, không cần hỏi, bà già này khẳng định là tang bối bối không thể nghi ngờ. Nhưng từ cử chỉ bên ngoài của cô ấy căn bản không tìm được một chút tương đồng với tang bối bối. Trương Dương nhìn từ trên xuống dưới, nhất cuối cùng từ trên con mắt nhìn ra kẽ hở, bà già với tuổi tác như vậy, không có khả năng có hai mắt sáng như thế, cái loại mắt to và sáng này cũng không phải ai có thể miêu tả ra. Bà già mở miệng ra, nhất thời lộ ra sơ hở, âm thanh mềm mại uyển chuyển căn bản là của một người thiếu nữ, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua. Trương đại quan nhân cười nói, chưa thấy qua bà già nào trẻ tuổi như thế. Tang bối bối lấy ra một viên thuốc ngậm trong miệng, không bao lâu âm thanh của cô ấy trở nên khàn khàn, cô ấy thấp giọng nói tôi đi. Trương Dương cũng không có ngăn cản cô ấy, với dáng dấp hiện tại của Tang Bối Bối, có thể nhận ra cô ấy mới là lạ, không ngờ rằng Tang Bối Bối lại có thể am hiểu dịch dung, có lẽ tối hôm qua cô ấy chủ quan, nếu không làm sao bị mình theo dõi. Tang Bối Bối đi tới trước cửa, nghe được Trương Dương ở phía sau nói, đi đường cẩn thận, chờ thoát khỏi nguy hiểm đừng quên gọi điện cho tôi. Tang Bối Bối dừng chân, cô ấy xoay người nhìn hướng Trương Dương một chút nói, có một số việc, anh đừng tham dư. Nói xong cô ấy mở cửa đi ra ngoài, từ đầu đến cuối cô ấy cũng không có nhìn hướng Trần Tuyết. Trần Tuyết cũng không để ý đến cô ấy, dường như trước mắt căn bản không có nhìn thấy qua người này, tang bối bối chưa từng có xuất hiện qua tại Hương Sơn Biệt Viện. Trường 1332, trời đã định trước. 2. Trương Dương ở đến trưa mới rời khỏi Hương Sơn Biệt Viện, hắn đi xe đến nhà văn quốc quyền, thứ nhất là chào từ biệt cha nuôi mẹ nuôi, thứ hai là muốn nhìn văn linh rốt cuộc có trở về hay không. Trong nhà chỉ có la tuệ chữ, văn hạo nam đã đi đến Đông Giang báo danh, văn linh đi Hàn Quốc du ngoạn, đến nay không về. Trương Dương cũng không có nhắc tới chuyện mình ở tại Hán Thành gặp Phan Linh, cùng mẹ nuôi La Tuệ Chữ Hàn Nguyên, vẫn là La Tuệ Chữ chủ động nhắc tới chuyện trên công tác. Trương Dương, mẹ nghe nói hướng đi của con đã định ra. Trương Dương gật đầu nói, con cũng nghe nói, bất quá bộ tổ chức còn chưa có tìm con. La Tuệ Chữ nói, bí thư huyện ủy huyện Tân Hải, bước này không nhỏ. Trương Dương cười nói, huyện lệnh thất phẩm, vẫn là chỗ cấp, từ tỉnh Thành Lăn đến trong huyện, dựa theo cách nói cổ đại cái này gọi là dáng chức đi đầy. La Tuệ Chữ cười nói, một ngụm không thể ăn thành người mập, dù sao con còn trẻ, có cơ hội. Trương Dương gật đầu, giúp con cảm ơn cha nuôi la tuệ chữ nói người một nhà có cái gì mà cảm ơn bất quá hạo nam đi đông giang bên này con ngược lại muốn từ đông giang đi mẹ vốn đang nguồn hai anh em tụi con chiếu cố lẫn nhau trương dương nói anh hạo nam không cần con chiếu cố nhưng thật ra sau này con phải dựa vào anh ấy chiếu cố la tuệ chữ nói chờ xuân về mẹ đi bình hải gặp mấy đứa trương dương cười nói tốt tôi mời mẹ đi ăn hải sản la tuệ chữ oán trách nói con đó không nên cả ngày nghĩ ăn uống, thừa dịp trẻ tuổi làm chút chuyện, lần này nhiệm kỳ Tân Hải đối với con rất quan trọng, nếu như biểu hiện xuất sắc, sau này con đường làm quan của con sẽ thuận buồm xuôi gió. Trương Dương liên tục gật đầu, giả khiêm tốn thụ giáo, thật ra điểm xuất phát của hắn cũng không phải vì thăng quan sau này, mà là cảm giác công tác tại khu vực của cha vợ tương lai thật sự là không được tự nhiên. Tuy rằng đi đến Tân Hải vẫn trong phạm vi quản hạt, nhưng vẫn tốt hơn tại Đông Giang. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, cái gì cũng truyền tới cái lỗ tai của ông ấy lúc nói chuyện tiết vĩ đồng và cha vi trước sau gọi điện thoại đến đây bên này cúp điện thoại không bao lâu khâu phượng tiên cũng gọi điện thoại đến đây mấy cú điện thoại rõ ràng cắt đứt hứng nói chuyện của hai mẹ con chờ trương dương bên này dừng lại là tuệ chữ thở dài nói trương dương có câu mẹ phải nói với con trương dương gật đầu nói mẹ nuôi mẹ nói đi con và yên nhiên đã xác định quan hệ tâm cũng nên thu lại mẹ biết con trẻ tuổi, mê hoặc bên ngoài nhiều lắm, cô gái đẹp cũng thật sự nhiều lắm, thế nhưng một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa, con không thể đem toàn bộ cô gái tốt trên thế giới lấy về nhà. Trương đại quan nhân trong lòng nói, con là chìa khóa vạn năng. Lời này hắn ở trước mặt la tuệ chữ vô luận như thế nào đều không dám nói ra của. Nếu như nói ra, vị mẹ nuôi này sợ là muốn tát vào miệng của hắn, Trương Dương nói, mẹ nuôi, những người này đều là bạn của con, không có quan hệ mở ám la tuệ chữ nói mẹ chỉ là nhắc nhở con trên quan trường đối với quan hệ nam nữ vô cùng mẫn cảm thật ra cho dù con không suy nghĩ vì tiền đồ của mình cũng phải suy nghĩ vì yên nhiên cô ấy đối với con tốt như vậy nỗ lực nhiều như vậy nếu như con trần trừ của không phải làm thất vọng người ta sao trương dương cung kính nói mẹ nuôi con biết nên làm như thế nào la tuệ chữ đổi đề tài gần đây đỗ thiên giã thế nào trương dương cười nói vẫn như vậy thường ủy, bất quá vẫn là bí thư thị ủy Giang Thành. La Tuệ chữ nói, con biết mẹ hỏi không phải cái này. Trương Dương nói, vấn đề tình cảm cá nhân à, con thật không rõ ràng. La Tuệ chữ bất mãn chừng mắt liếc hắn nói, quan hệ của hai người thân thiết như thế. Con không biết. Trương Dương cười xấu hổ nói, mẹ nuôi, đỗ thiên giá mẹ cũng không phải không biết, trên tình cảm là một kẻ ngốc. Nói đến đây, Trương Dương đưa tay tát miệng mình một cái, con nói bậy tự mình và miệng. La tuệ chữ cười nói, được rồi, đừng ở chỗ này diễn trò với mẹ, mẹ hỏi con tình trạng của hắn. Chỉ là xuất phát từ quan tâm, không có ý khác. Trương Dương nói, thật không có ý khác. La tuệ chữ rồi lại thở dài nói, Trương Dương, mẹ không dối gạt ngươi, trong phòng của chị Linh con phát hiện ảnh chụp của Đỗ Thiên Giá còn có những bức thư năm đó bọn họ viết, tất cả đều được nó cất đi, mẹ vốn tưởng rằng nó với Đỗ Thiên Giá tình duyên đã xong nhưng không ngờ rằng trong lòng nó thì ra vẫn cũng không có quên hắn. Trương Dương thật ra đối với chuyện này vô cùng rõ ràng, lúc trước tại ngọn núi phía sau khách sạn Tuệ Nguyên, Văn Linh muốn giết Tô Viện Viện, từ khi đó hắn nhìn ra Văn Linh lần này sau khi tỉnh dậy đồng thời khôi phục tình cảm của cô ấy đối với Đỗ Thiên Giã. La Tuệ Chữ nói, thiên ý trêu người, Tiểu Linh lần đầu tiên thức tỉnh đã quên Đỗ Thiên Giã sạch sẽ, còn tức chết cha của hắn, nếu như vẫn để nó ngủ cũng tốt, nhưng ông trời cho nó lần thứ hai thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy lại nhớ tới chuyện giữa nó và đỗ thiên giã trương dương thở dài nói mẹ nuôi mẹ nói không sai thiên ý trêu người ông trời đối với hai người bọn họ quả thật tàn nhẫn bất quá hắn dừng một chút mới nói con nói một câu không nên nói chuyện này con quả thật hỏi qua đỗ thiên giã hắn nói như thế nào trương dương nói thật ra tôi cũng có thể nhìn ra tình cảm chưa dứt của đỗ thiên giã đối với chị linh Thế nhưng bởi vì chuyện của cha ổng đã thành một ngăn cách vĩnh viễn không cách nào vượt qua, cho nên La Tuệ Chữ thần tình buồn bã nói, con không cần phải nói, mẹ rõ ràng. Trong lòng khổ sở vì tình cảm của con gái và Đỗ Thiên Giã kết thúc, bà cũng rõ ràng, giữa con gái và Đỗ Thiên Giã đã định trước không có khả năng quay về. Trương Dương có chút đồng tình nhìn La Tuệ Chữ, thương cảm cha mẹ thiên hạ, hiện tại sinh hoạt của văn hạo nam cuối cùng cũng trở về bình thường. Văn Linh vẫn đang là tâm tư lớn nhất của La Tuệ Chữ, chỉ là La Tuệ Chữ cũng không biết, Phan Linh hiện tại từ lâu không còn là Văn Linh, Trương Dương hầu như có thể kết luận, Văn Linh và mình đều từ Đại Tùy Triều đến đây, các loại dấu hiệu cho thấy, cô ấy rất có thể cũng là con gái của Kim Nguyên Mậu. Trương Dương nói, mẹ nuôi, có nghĩ tới hay không, tính cách của chị Linh đã hoàn toàn cải biến, cô ấy không còn là người của trước kia. La Tuệ Chữ tràn ngập thương cảm nói, vô luận nó biến thành bộ dáng gì nữa, từ đầu đến cuối đều là con gái của mẹ. Rời khỏi văn gia, Trương Dương trực tiếp đi chỗ bán xe, Tiết Vĩ Đồng đáp ứng muốn tặng cho hắn và Sở Yên Nhiên một chiếc ô tô làm lễ vật, hắn lần này đi chính là vì chọn ô tô. Tiết Vĩ Đồng đã chờ tại cửa hàng bán xe, thấy Trương Dương đến đây, vội vã ra cửa tam ca, sao giờ anh mới đến hả? Trương Dương cười nói, vừa đi anh qua chỗ mẹ nuôi chào từ biệt, hàn huyên một hồi. Hắn đưa cho Tiết Vĩ Đồng một bộ đồ trang điểm từ Hàn Quốc tặng kèm hai túi đồ chua tiết vĩ đồng nói vừa rồi em đại ca nhị ca bọn họ đến đây hai người bọn họ đều phải bàn sinh ý thật không có suy nghĩ trương dương cười nói em cho rằng người trong thiên hạ đều giống như anh không có việc gì tiết vĩ đồng ôm cánh tay của hắn nói trương bí thư hiện tại ngài có số làm quan sau này là người ngày đi ngàn dặm tôi làm em gái sợ rằng thấy mặt ngài cũng khó trương dương cười nói sao có thể em là em gái của anh lúc nào em đi Tân Hải, anh liều mạng công tác cũng phải gặp em. Tiết Phí Đồng nói, dối trá, các người làm quan nói không một câu có thể tin. Trương Dương cười nói, anh đã nói, chỉ cần lúc tôi nói thật, luôn luôn không người tin tưởng. Tiết Phí Đồng nói, đi phòng làm việc uống trà trước, quay đầu lại em mang anh đi chọn xe. Trương Dương gật đầu, hai người lúc đi qua quầy chiến lãm, thấy một cô gái mặc đồng phục màu đen cười với Trương Dương hô, xin chào Trương Thị Trường trương đại quan nhân nhìn chăm chú tiểu nha đầu kia chính là phùng lộ tiết vĩ đồng không quen thuộc với cấp dưới cô ấy cũng có chút kinh ngạc nhìn một chút từ bản tên của cô ấy mới biết được tên phùng lộ phùng lộ có chút sợ hãi hướng tiết vĩ đồng nói chào chủ tịch trương dương không khỏi nở nụ cười phùng lộ em không phải đang học đại học sao sao chạy đến đây bán xe phùng lộ nói nghỉ đông làm việc ngoài giờ tiết vĩ đồng lúc này mới nhớ tới bởi vì đầu năm thiếu người, trong cửa hàng có tuyển vài sinh viên đến làm người tiêu thụ, Phùng Lộ hiển nhiên cũng là một thành viên bên trong. Trương Dương nghỉ chân cùng Phùng Lộ Hàn Huyên hai câu, hỏi tình huống học tập gần đây của cô ấy, nữ lớn 18 thay đổi, Phùng Lộ trổ mã càng ngày càng đẹp còn hơn lúc ở phong trạch, thay đổi nhiều nhất vẫn là phương diện khí chất, theo nhãn giới và từng trải tăng lên, trên người của Phùng Lộ đã có phong phạm của thành phần mỹ nhân tri thức đô thị. Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng trở lại trong phòng làm việc, Tiết Vĩ Đồng hỏi chuyện của Phùng Lộ, Trương Dương mới đem chuyện ở Phong Trạch nói cho cô ấy. Tiết Vĩ Đồng nói Tiểu Nha đầu kia lớn lên không tồi, Tam Ca, anh không có ý xấu đối với người ta chứ? Trương Đại Quan Nhân thật sự là dở khóc dở cười, anh nói nhà đầu này, sao em không bao giờ nghĩ tốt về anh vậy? Anh chỉ nói hai câu với người ta, thì đại biểu anh có suy nghĩ đối với cô ấy sao? Tiết Vĩ Đồng cười nói, dù sao ấn tượng mà anh cho em là rất phong lưu. Trương Dương nói, hai ta trò chuyện cũng không ít, chúng ta sao có thể làm bạn bè. Tiết Vĩ Đồng nói, hai ta không giống, nguyên nhân chủ yếu trên người em, đừng nói là anh, những người khác cũng coi em như là đàn ông. Em đó, chẳng bao giờ nghĩ tốt về anh, thật ra đa số thời gian anh vẫn là rất thuần khiết. Tiết Vĩ Đồng nói, có chị dâu quản, sau này tâm gian xảo của anh khẳng định phải thu liếm. Trương Dương nói, lời này anh không ủng hộ, anh tuyệt đối là đại biểu. Đừng chém gió, cẩn thận bò sữa kinh thành đều bị anh thổi chết." Tiết Vĩ Đồng chế nhạo nói. Trương Dương cũng không nhịn được nở nụ cười, lúc này Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Chí hai người tới, hai người bọn họ là Trương Dương hẹn đến nơi đây gặp mặt. Trương Dương đem Triệu Thiên Tài giới thiệu cho Tiết Vĩ Đồng nói, "Em gái, đây là người anh nói với em, kỹ sư máy móc hạng nhất thế giới." Triệu Thiên Tài đưa tay đi qua, Tiết Vĩ Đồng cầm lấy, nhưng không nhịn được nở nụ cười. Triệu Thiên Tài bị cười đến không hiểu ra sao, lại không biết Tiết Vĩ Đồng vừa rồi mới chế nhạo qua Trương Dương vì chuyện chém gió, Tiết Vĩ Đồng sở dĩ cười là bởi vì cô ấy cảm thấy Trương Dương lại chém gió. Trương 1333, các hoa nhập các nhãn, một Triệu Thiên Tài nói, tôi cũng là một người sửa xe, cô ngàn vạn lần đừng nghe hắn nói. Tiết Vĩ Đồng nói, lời tam ca tôi nói trong lòng tôi đều biết. Ngũ Đắc Chí thấy Trương Dương không có việc gì, cũng vô cùng vui mừng, trước mặt của Tiết Vĩ Đồng, bọn họ đương nhiên không nói đến hành trình Bắc Triều Tiên, Trương Dương nói: "Đi, giúp tôi chọn một chiếc xe, em gái tôi muốn tặng cho tôi một chiếc ô tô." Đi vào cửa hàng, Trương Dương không khỏi mở to mắt, ở đây có hơn 20 danh xe khắp thế giới, đa số đều là xe cực kỳ xa hoa, Tiết Vĩ Đồng rất rộng rãi, hướng Trương Dương nói: "Tam ca, anh cứ việc chọn, coi trọng chiếc nào thì lấy chiếc đó ra lái." Nhà đầu này làm việc cho tới bây giờ đều sảng khoái như vậy. Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Trí liếc mắt nhìn nhau, em gái của Trương Dương thật là chuyên gia. Xe ở đây đa số đều trên cả triệu, quý nhất cũng có giá gần 10 triệu, tuy liền tặng, lông mày cũng không nhăn một chút, bởi vậy có thể thấy được tài lực của Tiết Vĩ Đồng không phải hùng hậu bình thường. Trương Dương dạo qua một vòng, nói thật, xe cũng không tồi, chỉ là không có một chiếc hợp mắt của hắn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, những chiếc xe này thật sự là quá rêu rao, cái này cũng khó trách, Tiết Vĩ Đồng mở cửa hàng bán xe này với ước nguyện ban đầu cũng là muốn trở thành khu vực tiêu tiền cao nhất của Kinh Thành. Trương Dương dừng chân một hồi trước một chiếc Mercedes Benz trị giá 5 triệu, vẫn lắc đầu, chuyển hướng Tiết Vĩ Đồng nói, em gái, còn có cái khác không? Tiết Vĩ Đồng nói, sao? Nhiều xe như vậy, anh nhìn không hợp một chiếc. Trương Dương nói, nói thật tình, chiếc nào anh cũng đều có thể nhìn chúng, tất cả đều là xe tốt, rẻ nhất cũng cả triệu, nhưng anh là cán bộ quốc gia, em bảo anh lái một chiếc xe như vậy, anh làm sao mà lái ra khỏi cửa. Nếu như mỗi ngày lái đi làm, sợ không được vài ngày thì cột sống của anh đã bị sờ đến. Tiết Vĩ Đồng nói, sợ cái gì? Nói là em tặng. Trương Dương nói, ảnh hưởng quần chúng không thể không chú ý. Em gái, em có xe đại chúng không? Anh thích cúi thấp thôi, có chiếc nào có tính năng tốt mà không bị chú ý không? Tiết Vĩ Đồng suy nghĩ một chút, xe mới thật ra không có. Bất quá trong kho phía sau của em còn tồn vài chiếc xe do bạn bè thay thế, đều là dùng để đổi xe mới, em còn chưa kịp bán đi. Trương Dương nói, để anh xem. Tiết Vĩ Đồng gọi người mở cửa kho hàng phía sau, mang theo Trương Dương bọn họ đi tới trong kho. Bên trong có chiếc xe, Trương Dương bị một chiếc xe quân dụng Việt giã màu xanh hấp dẫn, xe này thoạt nhìn cũng không cúi thấp, trong vài chiếc xe này có vẻ bá đạo 10 phần, Trương Dương nói chiếc Jeep này có được không? Tiết Vĩ Đồng không nói chuyện, Ánh mắt hướng nhìn Triệu Thiên Tài. Triệu Thiên Tài nhìn ra tiết Vĩ Đồng có ý thử mình, hắn đi qua, mỉm cười nói, chiếc xe này không phải xe Jeep, là xe chuyên dụng của bộ đội đặc chủng Liên Xô, tiếng Nga phát âm là Gordon, chúng ta thường gọi nó là Định Hổ. Trương Dương đi qua vỗ vỗ thân xe, không dày lắm. Triệu Thiên Tài nói, chiếc xe này có động cơ VOTEC V8 có thể bộc phát ra động lực cường đại 340 mã lực. Ít hao xăng, thùng xăng chạy được 130 km tính năng việt dã rất mạnh, không đẹp như hamper, hình thể nhỏ hơn hamper một chút, sau khi liên xô giải thì cũng đã ngừng sản xuất, không ngờ rằng lại có thể nhìn thấy ở đây. Tiết Vĩ Đồng bắt đầu tin tưởng Triệu Thiên Tài đích thật là một người chuyên gia. Cô ấy đem chìa khóa tới, Triệu Thiên Tài mở cửa xe ngồi xuống. Mở mạch điện trong nguồn xe, cũng không có lập tức đánh lửa. Trương Dương dạo qua một vòng quanh chiếc định hổ, phía sau bốn ống dẫn khí nén, càng nhìn càng có cảm giác xe này uy phong lẫm liệt, càng xem trong lòng càng yêu thích. Thật ra cái xe này một chút cũng không điệu thấp, nhưng trương đại quan nhân đặc biệt thích loại xe Việt giá có vẻ cường tráng biêu hán, có câu là các hoa nhập các nhãn. Con mắt hắn đã nhìn lên trên rồi, ảnh hưởng không tốt cái gì đều đã sớm bị hắn ném đi đâu mất, chỉ cần tôi thích, đâu cần để ý người khác nói cái gì. Tiết Vĩ Đồng nói, chiếc xe này không đáng tiền, một người bạn gán nợ. Hắn nghĩ biện pháp làm thủ tục, đáng tiếc lái chưa được vài vòng ở Kinh Thành, trước đó hai ngày từ chỗ của em lấy đi một chiếc bó, trực tiếp đem chiếc xe này lại với giá trăm ngàn, thật ra cũng là mua sắt vụn bán, cái xe này nặng gần 3 tấn, xe tổng cộng chạy 5 ngàn cây em, tuổi thọ gần 9 năm rồi, không ít bệnh, bởi vì không tìm được linh kiện thích hợp, từ đầu đến cuối không có biện pháp khiến cho chiếc xe này khôi phục điều kiện tính năng tốt nhất. Triệu thiên tài đánh cháy, tiếng ầm ầm nặng nề của động cơ vang lên trong kho, cái này không phải là xe nữa rồi, nghe như là một cái máy kéo bốn ống dẫn khi nén liên tiếp nã pháo sau đó toát ra bốn cột khói đen tiết vĩ đồng ôm mũi chạy ra ngoài ngũ đắc trí cũng cùng đi ra trương dương chịu đựng khói dầu gây mũi hướng triệu thiên tài nói thế nào triệu thiên tài nhìn hắn vài cái thấp giọng nói nhặt được kho báu trương đại quan nhân nghe triệu thiên tài nói như vậy trong lòng nhất thời có vui mừng đi ra ngoài cửa hướng tiết vĩ đồng nói em gái anh lấy nó tiết vĩ đồng nói tam ca anh thật tình muốn tiết kiệm cho em à, chiếc xe này quá kém, anh đi chọn cái khác đi. Trương Dương tin tưởng trăm phần trăm đối với nhãn lực của Triệu Thiên Tài, không cần cái khác, là nó. Triệu Thiên Tài lái chiếc địa hồ từ trong kho đi ra, trong quá trình chạy, xe lại liên tục nã pháo, làm cho người ta không khỏi lo lắng chiếc xe này có thể tùy thời phát nổ hay không. Tiết Vĩ Đồng thấy Trương Dương nhìn chúng chiếc xe này, cũng chỉ có thể chiều theo hắn, Triệu Thiên Tài hạ cửa sổ xe xuống nói, Tiết Tiểu Thư, chiếc xe này có thể sửa chữa trang hoàng một chút, cô thấy thế nào? Tiết Vĩ Đồng nói, muốn làm sao thì tùy anh, tất cả linh kiện tôi cung cấp không ràng buộc, bất quá rất nhiều linh kiện có thể là mua không được. Triệu Thiên Tài nói, không có việc gì, hiện tại bắt đầu làm, bao gồm luôn cả sơn xe, một ngày giải quyết vấn đề. Trương Dương vốn đang dự định ngày hôm nay thì trở về Giang Thành, Triệu Thiên Tài xuống xe, đi tới bên cạnh hắn nói, sáng mai đi, cái xe này không chỉnh lý tốt một chút, không chạy về được bình hải trương dương nói tuy anh bất quá cần phải nắm chặt thời gian triệu thiên tài nói yên tâm nếu thuận lợi buổi sáng ngày mai chúng ta có thể xuất phát tiết vĩ đồng nói ngày mai đi cũng được lát nữa em làm thủ tục xe cho anh sang tên cho anh lấy bảng số quân đội cho anh luôn buổi tối em gọi đại ca bọn họ ra tiến đưa cho anh trương dương nói vậy kim vương phủ đi anh chuẩn bị cho bọn họ bất quá phải thế này bữa cơm này phải do anh mời Tiết Vĩ Đồng nói, em mới là chủ. Trương Dương cười nói, em tặng anh một chiếc xe, anh mời em ăn bữa cơm có gì đặc biệt. Trương Dương sở dĩ lựa chọn đi Kim Vương Phủ ăn, bởi vì ngày hôm nay Khâu Phượng Tiên gọi điện thoại đến đây, thay cha Tấn Bắc biểu đạt ân cần thăm hỏi đối với Trương Dương đồng thời còn biểu thị muốn mời hắn ăn. Trương Dương lúc đầu đã xin miễn, nhưng ngày hôm nay nếu không đi được, dù sao còn hẹn cha Vi buổi chiều gặp mặt, thẳng thắn đem mọi việc cùng làm, tất cả đều đi Kim Vương Phủ giải quyết. Cha Vi nghe nói Trương Dương ngày hôm nay không đi, buổi tối muốn đi Kim Vương phủ ăn, cũng vô cùng hài lòng. Từ sau khi biệt thự xảy ra hỏa hoạn, Cha Vi vẫn cũng không có gặp qua Trương Dương. Chú cha Tấn Bắc hỏi qua vài lần, nhắc tới phải biểu đạt ấy náy ngay mặt với Trương Dương. Nhưng Trương Dương trước đó không có tin tức, hiện tại mới một lần nữa hiện thân ở Kinh Thành. Trương Dương nhờ Cha Vi đặt phòng, lúc đầu hắn muốn mời triệu thiên tài và ngũ đắc trí cùng đi. Hai người bọn họ tình nguyện ở lại sửa xe, cũng không muốn đi cái tiệc ứng phó này, Trương Dương chỉ có thể tôn trọng ý của bọn họ. Có câu là đồ ăn dễ làm khách khó mời, Trương đại quan nhân mời khách cũng gặp vấn đề, Chu Hưng Quốc đêm đó có sinh ý cần, không cách nào có mặt, từ kiến cơ cũng có chuyện, tuy rằng đáp ứng muốn tới, thế nhưng thời gian không cách nào xác định. Trương Dương và Tiết Vĩ đồng đến Kim Vương phủ, bên kia cũng chỉ có Cha Vi đến đúng giờ, bất quá Cha Vi bên cạnh còn có Khâu Khải Minh, Trương đại quan nhân thấy Khâu Khải Minh trong lòng nhất thời có chút khó chịu, hắn tìm cơ hội nói khẽ với cha Vi nói, nhà đầu, không cần dẫn theo chứ, kích thích người không dứt con người anh dễ ghen lắm. Cha Vi mỉm cười, nhẹ giọng nói, anh mang bạn gái đến, không cho tôi mang bạn trai hả? Trương Dương nói, đó là em gái nuôi của tôi, tính chất hoàn toàn khác biệt. Cha Vi nói, tôi và hắn là bạn bè bình thường. Trương Đại quan nhân miệng đầy mùi chua nói, còn con mẹ nó bạn bè bình thường, cô xem ánh mắt của hắn nhìn em kìa, tràn ngập dâm loạn và hạ lưu, nước bọt đều con mẹ nó sắp chảy xuống đất rồi. Cha Vi không nhịn được nở nụ cười, nếu như không có người ở đây, cô ấy hận không thể ôm Trương Dương hung hăng hôn lên mặt hắn một cái, không biết vì sao, cô ấy cũng thích Trương Dương ghen vì mình, tâm tư con gái thật sự là phức tạp, cha Vi nói tôi không cho hắn theo, là hắn muốn theo, hơn nữa, chị không nhờ tôi hỗ trợ chiêu đãi một chút, người ta từ Đài Loan tới, tôi không thể không quan tâm hắn trương đại quan nhân nghiến răng nói chiêu đãi chiêu đãi cẩn thận đem mình chiêu đãi đi vào cha vi liếc hắn một cái đang muốn mắng hắn hai câu trong lòng nói anh có tư cách ghen hả ăn trong chén còn nhìn trong nồi em dựa vào cái gì phải nghe theo anh hả bên kia tiết vĩ đồng và khâu khải minh đã đi tới hai người các người trò chuyện cái gì mà hấp dẫn quá vậy trương đại quan nhân lập tức thay đổi bộ mặt cười tủm tỉm nói nói chuyện hỏa hoạn đêm đó cha vi khen tôi phúc lớn mạng lớn Khâu Khải Minh cười nói, vận khí của Trương Tiên Sinh quả thật tốt. Trương Dương nói, vận khí cho dù tốt cũng so ra kém Khâu Tiên Sinh, tôi thiếu chút nữa bị khói sặc chết, lông tóc ngài không tổn hao gì mới là tốt. Nụ cười của Khâu Khải Minh trở nên có chút xấu hổ, đêm đó phát sinh hỏa hoạn hắn cũng có mặt, bất quá Trương Dương liều lĩnh nhảy vào đám cháy cứu người, hắn lại khoanh tay đứng nhìn, thật ra đêm đó người đứng nhìn không chỉ là một mình Khâu Khải Minh, có rất ít người có dũng khí như Trương Dương. Cho tới bây giờ Khâu Khải Minh cho rằng, vì một người vũ nữ sẽ không để ý an nguy cá nhân nhảy vào đám cháy là một loại hành vi ngu xuẩn, Khâu Khải Minh đối với nhân sinh có giá trị tiêu chuẩn của mình, mặc dù là từ góc độ của những người đứng xem. Hắn cũng cho rằng tính mệnh của Trương Dương quan trọng hơn so với một người vũ nữ, hắn cũng không tán thành hành vi của Trương Dương, một người đã có thân phận địa vị nhất định không nên coi rẻ sinh mệnh như vậy. Đương nhiên Khâu Khải Minh không biết chuyện của buổi tối ngày đó chương 1334, các hoa nhập các nhãn, 2. Bọn họ đi tới trong phòng ngồi xuống, tiết vĩ đồng nhìn thời gian một chút, lập tức gọi một cú điện thoại cho từ kiến cơ, từ kiến cơ bên kia còn chưa có xong xuôi, trong điện thoại liên tục xin lỗi, nói một giờ sau mới có thể đến, tiết vĩ đồng gọi điện thoại cho Chu Hưng Quốc, bên kia tắt điện thoại, tiết vĩ đồng căm giận nói, sinh ý quan trọng hay là tình cảm quan trọng. Em thật sự là không hiểu bọn họ. Trương Dương cười nói, em gái, anh coi như đã nhìn ra, em hận không thể làm cho toàn bộ thế giới đều vây bắt em, nhưng mỗi người đều có chuyện của mình, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng, lý giải muôn năm đi. Lúc này cha Tấn Bắc và Khâu Phượng Tiên cùng nhau đi đến, tại Kim Vương Phủ hai người bọn họ có thể đồng thời đến cũng không nhiều lắm, Khâu Phượng Tiên thấy Trương Dương, một sóng mắt quyến rũ nhẹ nhàng đến đây, nũng nịu oán trách nói, chủ nhiệm Trương, cậu thật là không phúc hậu, tôi mời cậu ăn, cậu không nể tình, Tiểu Vi gọi cậu thì cậu liền tới trương dương cười ha hả nói không phải không để cho cô mặt mũi là bởi vì ngày hôm nay tôi có chuyện hơn nữa không phải cha vi mời tôi tới là tôi nhờ cô ấy hỗ trợ an bài một bàn cái bữa cơm này tôi mời cha tấn bắc bên kia nhíu mày trương dương nói cái gì vậy tới đây cũng là tôi làm chủ cậu còn lo tôi mời không nổi một bữa sao trương dương nói cái này thì không phải chuyện nào ra chuyện đó đêm nay tôi mời em tôi ăn ông làm chủ danh tiếng của tôi chẳng phải đều bị đoạt một đám người đều nở nụ cười, cha Tấn Bắc chào hỏi với Tiết Vĩ Đồng, Tiết Vĩ Đồng kêu một tiếng chú cha, cha Tấn Bắc lại xưng hô cô ấy là tiết gia. Tiết Vĩ Đồng kháng nghị nói, chú cha, ngài gọi như thế là không được, người khác đều cố ý ẩm ý với con, ngài tuổi lớn như vậy, không thể nói giỡn với con chứ. Cha Tấn Bắc cười nói, tứ cử thành chúng ta ai không biết đại danh Tiết gia của con. Tiết Vĩ Đồng cười nói, ngài còn gọi tiết gia, con sẽ đứng dậy đi về. Trở về nhà đem chuyện ngài chế diễu con nói cho ba con biết, để ba con tìm ngài tính sổ. Cha Tấn Bắc cười ha hả nói, được, chú không gọi, chú không gọi là được, tử lượng của ba con, 10 người như chú cũng không phải đối thủ. Từ đối thoại của cha Tấn Bắc và Tiết Vĩ Đồng là có thể đủ nhìn ra, bọn họ rất quen thuộc, Trương Dương bỗng nhiên ý thức được mình chẳng bao giờ gặp qua cha của Tiết Vĩ Đồng, ấn tượng đối với người này cũng chỉ là một nhà tư bản Tiết Thế Luân. Người này vào đầu thập niên 80, khi con đường làm quan một mảnh quang minh, đã bỏ chính theo thương, người khác hoàn toàn không biết gì cả. Tiết Thế Luân người này khác biệt với cái vẻ danh tiếng tại ngoại của cha Tấn Bắc, so sánh với cha Tấn Bắc, Tiết Thế Luân điệu thấp rất nhiều, thậm chí tại thương giới trong nước có rất ít người nhắc tới ông ta, thế nhưng từ hành động bình thường của Tiết Vĩ Đồng mà xem, thực lực của Tiết Thế Luân hẳn là không phải tầm thường. Cha Tấn Bắc nói, còn có khách nào chưa tới. Lúc nói ông ta nhìn Trương Dương, bởi vì Trương Dương vừa rồi nói qua ngày hôm nay là hắn mời khách, cho nên cụ thể mời khách gì chỉ có Trương Dương rõ ràng. Trương Dương cười nói, nên tới đều tới, chúng ta không đợi, lên đồ ăn, hắn nhìn Khâu Khải Minh một chút, trong lòng nói không nên tới cũng tới. Khâu Phượng Tiên nói, vậy lên đồ ăn, chủ nhiệm Trương, cậu và cha tổng trò chuyện trước, tôi đi ra ngoài bắt chuyện khách khác. Trương Dương cười gật đầu, từ khi biệt thự lễ cung của cha tấn bác cháy, hắn và cha tấn bắc vẫn là lần đầu tiên gặp mặt tuy rằng cha tấn bắc biểu hiện ra dường như không có việc gù nhưng trương dương biết trong lòng của ông ta khẳng định không bình tĩnh tang bối bối từ lệ cung trộm đi một phần tư liệu cơ mật tối hôm qua đã đem đĩa cd giao cho mình tuy rằng trương dương còn chưa có xem nội dung của đĩa cd thế nhưng tin tưởng cha tấn bắc nhất định có không ít bí mật ở bên trong trương dương cảm giác được cha tấn bắc hẳn là sản sinh hoài nghi đối với mình nếu không ông ta sẽ không mời mà đến tuy rằng kim vương phủ là sản nghiệp của ông ta thế nhưng ngày hôm nay mời khách cũng không phải ông ta tuy rằng ông ta cũng rất muốn mời khách đáng tiếc trương dương không cho cơ hội này mà cha tấn bắc vẫn đang kiên trì ngồi ở chỗ này chứng minh chỉ có một nguyên nhân ông ta có hứng thú với người ngồi ở đây người kia không có khả năng là cha vi không có khả năng là tiết vĩ đồng chỉ có thể là trương dương vài ly rượu qua đi cha tấn bắc nâng ly rượu chủ động tìm tới trương dương ngày đó lệ cung cháy làm cậu bị thương thật sự là rất ngại trương dương cười nói cha tổng quá khách khí tôi không bị thương chỉ là bị khói làm hôn mê bất tỉnh may mà đội phòng cháy chữa cháy tới kịp không để lại di chứng cha vi nói đều nói anh đừng thể hiện rõ ràng biết bên trong nguy hiểm còn xông vào cứu người trương dương nói lúc đó còn có người ở bên trong tôi cũng không suy nghĩ nhiều vọt đi vào hiện tại hồi tưởng lại thật đúng là có chút nghĩ mà sợ cha tấn bắc nói lửa lớn dẫn đến phát nổ, nếu như cậu chậm một ít, sợ rằng thật sự bị vây trong đám cháy. Những lời này nói vô cùng uyển chuyển, thật ra đêm đó đường hầm dưới mặt đất xảy ra nổ, đã tra rất rõ ràng, cha tấn bác cho rằng Trương Dương là bị nổ hôn mê bất tỉnh, mà không phải bị khói làm hôn mê như lời của hắn. Trương Dương nói, đáng tiếc người nào tôi cũng không có cứu được, đúng rồi, cha Tổng, tôi vẫn chưa hỏi qua, trận hỏa hoạn này mang đến cho ngài bao tổn thất nghiêm trọng không? Thằng nhãi này rõ ràng là cào vào vết sẹo của cha Tấn Bắc. Cha Tấn Bắc thở dài nói, tiền tài là vật ngoài thân, chỉ cần mọi người bình an vô sự, tổn thất kinh tế là chuyện nhỏ. Trương Dương cố ý nói, có tin tức của Tang Bối Bối hay không? Cha Tấn Bắc nội tâm ngẩn ra, tên nhóc này thật sự là khó thể tưởng được, tôi chưa hỏi cậu, cậu đã nhắc đến trước, cha Tấn Bắc nói, ai là Tang Bối Bối? Trương Đại Quan Nhân trong lòng thầm khen, cha Tấn Bắc suốt cuộc là một người từng trải. Biểu diễn của ông ta rất cẩn thận, biểu tình mê hoặc của ông ta làm cho người ta thật sự cho rằng ông ta là lần đầu tiên nghe được tên Tang Bối Bối. Trương Dương nói, là cái người cùng nhảy với tôi. Cha Tấn Bác nhíu nhíu mày, làm ra hình dạng trầm tư suy nghĩ, sau đó lắc đầu cười nói, đêm đó khách rất nhiều, có vài người cũng không phải tôi mời tới, tôi thật sự nhớ không nổi người này. Lời này một câu hai ý nghĩa, một là cho Trương Dương thấy mình không nhận ra Tang Bối Bối, hai là hàm xúc nhắc nhở Trương Dương mình đêm đó căn bản không mời hắn trương dương là theo cha vi qua giúp vui cha vi nói tôi nhớ kỹ có một cô gái khiêu vũ với anh cha tấn bắc cười nói chuyện không vui không nói ra nữa buổi tối hôm ấy là vạn hạnh trong bất hạnh cũng là không có thương vong chỉ cần mọi người bình an là tốt rồi cha tấn bắc những lời này càng như là tại nhấn mạnh không có bất luận kẻ nào bị chết trong vụ cháy trên thực tế ông đã đem chuyện đã xảy ra che giấu cha tấn bắc nói vì chuyện này tôi đã đi thỉnh giáo tuệ không đại sư, tuệ không đại sư nói, đây là chuyện tốt. Trái chính là tài vận hành thông hiện ra, năm nay sự nghiệp của tinh toàn khẳng định sẽ náo nhiệt lớn. Trương đại quan nhân giả mù sa mưa cười nói, cha tổng nói có lý, vì tinh toàn các người làm ăn náo nhiệt làm một ly. Tiết phí đồng nói, đúng là khó nghĩ, thật sự có chút đạo lý, trận hỏa hoạn ấy lại thành tài vận của chú cha, thuận tiện còn thành tựu vận làm quan của một người tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía Tiết Vĩ Đồng, Tiết Vĩ Đồng cười hì hì nhìn Trương Dương nói, tam ca, anh thăng quan đại khái toàn bộ cũng nhờ vào đám cháy đó. Trương Dương biết Tiết Vĩ Đồng nhanh mồm nhanh miệng, căn bản sẽ không trông cậy cô ấy có thể giữ bí mật, cười nói anh thì tính thăng quan cái gì. Bình điều mà thôi. Cha Tấn Bắc cười nói, Trương Dương, đây là cậu sai, chuyện vui như thế, vì sao không nói ra chia sẻ một chút, đồng đồng nói đúng, cậu thăng quan cũng nhờ vào trận lửa nhà tôi. Cha Vi chừng mắt nói, thật sự thăng quan, hèn chi, hiện tại là mũi hướng lên trời, ngạo khí nghiêm nghị nha. Trương Dương cười khổ nói, tôi nói cha Vi này, cô không chế giễu tôi là cô nghẹn chết. Bất quá chỉ là điều động công tác bình thường, lãnh đạo cấp trên xuất phát từ công tác đem tôi từ Đông Giang điều đến huyện Tân Hải thành phố Bắc Cảng. Cha Vi nói, vậy chẳng phải là đến nông thôn. Cha Tấn Bắc cười nói, huyện Tân Hải không phải là nông thôn, Bắc Cảng có cảng lớn, trong cả nước cũng có thể xếp vào hàng 10. Bắc cảng cách biển của Nhật Bản, Hàn Quốc là một trong cảng thành phố mở ra sớm nhất trong nước. Tiết Vĩ Đồng nói, nhưng tình trạng kinh tế của Bắc cảng vẫn đều không được tốt lắm, Con đi qua Bắc cảng vài lần, đối với tình huống của chỗ đó cũng có quen thuộc, tài nguyên Bắc cảng không tồi, thế nhưng nói tới thực lực tổng hợp lại của thành phố, vẫn là đếm ngược ở Bình Hải. Trương Dương nói, tại trong mắt lãnh đạo, tôi cho tới bây giờ đều là đội viên cứu hỏa, cảng thanh khẩu của Tân Hải xảy ra hỏa hoạn trong Tết âm lịch, chết rất nhiều người, bí thư huyện ủy cứu thế kiệt đứng ra chịu trách nhiệm, dưới tình huống như vậy, trong tỉnh mới quyết định đem tôi phái đến chỗ đó. Cha Tấn Bắc nói, nói như vậy thật đúng là lửa cháy lớn làm cậu lên chức, nào. Chúng ta mọi người cùng nhau kính Trương Dương một ly, ngoặc kép. Trương Dương nói, không dám nhận, không dám nhận, lần thứ hai thanh minh tôi không phải lên chức, vẫn là bình điều, vẫn là một cán bộ cấp xử như cũ, không có gì tiến bộ, cô phụ kỳ vọng của mọi người. Lúc này cửa phòng mở ra, cũng là Khâu Phượng Tiên cùng Từ Kiến Cơ đi đến, Khâu Phượng Tiên cười nói, chuyện gì vui vẻ như thế, nói ra cho tôi cũng hưởng chút không khí vui mừng. Từ Kiến Cơ đã biết chuyện Trương Dương muốn đi đến huyện Tân Hải đảm nhiệm bí thư huyện ủy, cười nói, Trương Dương thăng quan, tôi tới đúng lúc, tam đệ, tôi kính cậu một ly. Tiết Vĩ Đồng không vui ý, nhị ca, anh còn không biết xấu hổ à, mọi việc đều phải có quy củ tới muộn như thế, trước phạt anh ba ly rồi nói. Trương Dương lập tức ồn ào theo, từ kiến cơ không chịu nổi mọi người làm ồn, nâng ly uống ba lần, bên này hắn uống xong, Chu Hưng Quốc cũng tới, từ kiến cơ đỏ mặt nói, phạt rượu cũng phải đối xử bình đẳng, đại ca tới, hắn càng phải làm gương tốt. Vì vậy Chu Hưng Quốc cũng bị phạt ba ly, cha tấn bắc chờ bọn họ ngồi xuống, nói chuyện hai câu liền tìm cớ cáo từ, dù sao nơi này là thế giới của người tuổi trẻ, làm trưởng bối, ông sẽ không theo vô giúp vui. Khâu Phượng Tiên cũng không ở lâu, sau khi kính rượu với các vị khách đang ngồi xong, cô ấy cáo từ rời đi. Chương 1335, nhớ lại chuyện xưa. 1. Cha tấn Bắc ngụm một điếu thuốc, sai lâu châm điếu thuốc lá, tựa trên ghế, đầu gối dựa vào mặt ghế, sau đó phun ra một ngụm khói, thấp giọng nói, tên nhóc này không đơn giản. Khâu Phượng Tiên ngồi trước bàn công tác Ánh mắt nhìn cha Tấn Bắc nói, ông hoài nghi chuyện buổi tối là hắn làm. Cha Tấn Bắc nói, không biết, ông ta dừng lại một hồi mới nói, cho dù hắn không có trực tiếp ra tay, cũng nhất định có tham dự chuyện này. Khâu Phượng Tiên nói, đối với hắn có chỗ tốt gì? Cha Tấn Bắc lắc đầu nói, tôi không biết, từ Đông Giang, hắn đã bắt đầu sản sinh hứng thú đối với chuyện của chúng ta. Khâu Phượng Tiên thở dài nói, hiếu kỳ hại chết mèo yêu tôi vốn tưởng rằng chỉ có lòng hiếu kỳ của đàn bà mới có thể nặng như vậy. Cha Tấn Bắc nói, hắn tuy rằng là một phiền phức, thế nhưng không đủ nguy hiểm. Bất luận phía sau chuyện gì đều có một mục đích rõ ràng, tôi không tin trên đời này sẽ có nhiều chuyện ngẫu nhiên như vậy. Khâu Phượng Tiên nói, có chuyện tôi từ đầu đến cuối không hỏi ông, đêm đó ông rốt cục đã mất vật gì. Cha Tấn Bắc không nói chuyện, đầu ngón tay của ông run nhẹ nhẹ một chút, chính là cái động tác lơ đãng này, khiến cho tàn thuốc rơi trên mặt bàn, cái biến hóa này cũng không có tránh được con mắt của Khâu Phượng Tiên, thế nhưng Khâu Phượng Tiên không có tiếp tục truy vấn, nhẹ giọng nói, "Tôi đi." Xoay người sang chỗ khác, cô ấy dừng chân nói, "Ông có lưu ý đến ánh mắt của Tiểu Vi nhìn hắn hay không?" Cha Tấn Bác vô cùng kinh ngạc nói, "Cái gì?" Khâu Phượng Tiên nói, "Chỉ có một cô gái rơi vào bể tình mới có thể lộ ra ánh mắt như vậy." Ông không hiểu. Tiệc tối kết thúc, Tiết Vĩ Đồng muốn đi chơi, nhưng trong nhà gọi điện thoại đến đây nói cha cô ấy tìm cô ấy có việc tiết vĩ đồng vừa đi mọi người cũng không có tiếp tục dự định đi chơi chu hưng quốc và từ kiến cơ ngày hôm nay đều là rút ra thời gian sinh ý hai người gần đây đều bề bộn nhiều việc bận cả ngày mệt mỏi trương dương bởi vì kế hoạch ngày mai trở về bình hải cũng muốn sớm trở về nghỉ ngơi một chút mọi người chia tay tại cửa kim vương phủ trương dương vốn định tự mình đón xe trở lại nhưng này vừa đưa tay ra đón xe taxi cha vi lái chiếc xe của cô ấy đi tới trước mặt của hắn lên xe tôi đưa anh trương dương cười nói tôi không phải đã nói rồi sao không cần các người đưa cha vi có chút bất mãn nói anh cho rằng tôi muốn đưa anh hả tôi là ái tâm kính dân trương dương nói nếu như cô thật sự dự định hiến ái tâm thẳng thắn đem hiến hết cho tôi luôn đi cha vi nói anh nghĩ tôi ngốc hả đem bản thân chủ động đưa đến trong miệng sói trương dương cười nói đây mới là ái tâm kính dân cao nhất Cô nghĩ đi, tôi là một con sói lang đói bụng. Đi bộ trên đường cái như thế, vậy còn không bắt người cắn người. Cô cho tôi ăn no rồi, tôi sẽ không đi cắn người khác, cái này cũng là một loại xá thân cứu người, cô nghĩ đi, hy sinh một mình cô, cứu lại trăm ngàn chị em khác. Đây là một loại tinh thần cách mạng không biết sợ. Giác ngộ như vậy, cũng chỉ có cán bộ nữ sinh ra trong thời kỳ cách mạng Trung Quốc mới có thể có được. Cha Vi cười mắng, Trương Dương ơi là Trương Dương anh nói như vậy mà không biết xấu hổ à? Rõ ràng một chuyện rất đê tiện rất vô sỉ, còn nói ra vẻ đường hoàng, làm như mình chịu nhiều ủy khuất. Anh chính là một phần tử lưu manh lẫn vào trong đội ngũ cách mạng, anh có thù với toàn thể chị em của giai cấp vô sản, cho anh ăn no. Tôi không cái bản lĩnh kia, anh là một kẻ biến thái, bắt người cắn người. Cắn một cái làm người ta đau, chảy máu, quay đầu bỏ chạy, nếu chỉ là một ngụm đem người khác cắn chết còn không sợ, chỉ sợ bị anh cắn thành nửa chết nửa sống tư vị này không dễ chịu. Trương Dương nói, chỉ cần khiến cho tôi nhớ thương, tôi sẽ một ngụm cắn chết cô ấy. Ngay cả khớp xương cũng đều nuốt đi vào. Hắn nhìn Cha Vi, rất khoa trương nuốt nước bọt, mở lớn cái miệng, làm bộ muốn cắn cái cổ Cha Vi, Cha Vi cười đưa tay đánh hắn. Trương Dương bỗng nhiên nói, đèn đỏ, hai người chỉ lo ẩm ý, Cha Vi không lưu ý, tông vào đuôi xe phía trước. Phía trước là một chiếc Mercedes, bị xe của Cha Vi đụng phải, cũng may cha vi lái xe tốc độ không cao, tuy rằng như vậy, phía trước chiếc xe và phía sau chiếc me đều bị móp vào, Trương Dương cuống quyết mở cửa xe, chuyện này là toàn bộ trách nhiệm của bọn họ, Trương Dương đang chuẩn bị xin lỗi, đã thấy Trung Tân Dân từ trong xe trước mặt đi ra, Trung Tân Dân vốn là vẻ mặt vẻ giận dữ, nhưng nhìn thấy Trương Dương, gã không khỏi nở nụ cười, chủ nhiệm Trương, chúng ta đã lâu không gặp, phương thức chào hỏi của cậu có phải là kịch liệt quá hay không? Trương Dương nhận ra chủ xe là Trung Tân Dân cũng nở nụ cười, xin lỗi, xin lỗi, nhà đầu kia lái xe tệ quá. Cha Vi cũng xuống tới, nghe Trương Dương nói cô ấy lái xe không được, tức giận trừng mắt, nếu như không phải Trương Dương chủ động quấy giày cô ấy, lần này sự cố tông vào đuôi xe cũng sẽ không phát sinh. Nếu đều là người một nhà đương nhiên không có gì, Trương Dương nói, chuyện này là trách nhiệm của tôi, Trung Tổng, tiền sửa xe ngài cứ tính trên người tôi. Trung tân dân cười nói, khách khí không phải, chỉ là đụng một ít, ngược lại là xe của các người bị nặng hơn. Như vậy đi, tôi còn có việc, đêm nay không thể ôn chuyện cùng chủ nhiệm trương, chúng ta tự sửa xe nha, chủ nhiệm trương, cậu dự định ở Kinh Thành bao lâu, sáng mai tôi mời cậu ăn. Trương Dương cười nói, ngày mai tôi phải đi rồi, lần sau đi. Trung tân dân quả thật còn có chuyện muốn xử lý, cùng Trương Dương hàn huyên hai câu, lập tức lên xe rời đi. Trương Dương và Cha Vi cũng lái chiếc xe bị móp đầu đi, Trương Dương dự định đi xem Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Trí hai người, trên đường còn mua bữa ăn khuya cho bọn họ. Đi tới xưởng sửa chữa, thấy trong phân xưởng vẫn đang sáng đèn, Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Trí hai người chỉ dẫn hai gã công nhân kỹ thuật ở đàng kia làm việc khí thế ngất trời. Xung quanh còn theo hơn 10 người công nhân kỹ thuật vây xem. Bọn họ đi tới trước chiếc địa hổ, Triệu Thiên Tài đang nằm dưới sàn xe, nghe được âm thanh của Trương Dương, hắn từ sàn xe bỏ ra, cởi cái bao tay nói coi như cậu có lương tâm, mua đồ ăn cho tôi. Trương Dương đầy hứng thú dạo qua một vòng quanh chiếc địa hổ, tuy rằng lái xe không ít năm, thế nhưng Trương Dương đối với bộ phận máy móc của ô tô vẫn là một người thường, giới hạn lý giải của hắn chỉ ở vẻ ngoài. Nước sơn trên thân xe đã bị cạo xuống, thân xe được sơn lót, ngũ đắc chí nói, dựa theo yêu cầu của cậu, xe được thành màu đen. Triệu thiên tài rửa tay xong, cầm hộp ăn khuya lên ăn, vừa ăn vừa hướng Trương Dương nói, mạch điện dầu đường cơ bản hoàn thành, chiếc xe này quá nặng, tôi tiến hành làm nhẹ hóa thân xe, bỏ đi không ít thép không cần thiết, hiện tại trọng lượng của chiếc xe được giảm bớt 700 kg, tổng trọng lượng 2 tấn 2, các bộ phận khác trải qua sự cải tạo của tôi, lượng dầu sẽ giảm xuống đến khoảng 120 cây em, tốc độ cao nhất cũng được nâng lên thêm 15 cây em. Trương Dương cười nói, vẫn bằng một con cọp. Triệu Thiên Tài nói, xe bằng thép mà, muốn nhẹ cũng không thể nhẹ hơn được nữa, tính năng việt giã của cái xe này không tồi, phương diện giảm sóc tôi cũng không có tiến hành cải biến quá lớn, căn cứ tiến độ hiện nay, mấy giờ nữa cải tạo chủ thể có thể hoàn công, có thể tiến hành sơn xe. Trương Dương gật đầu, biểu thị thỏa mãn đối với tiến độ của triệu thiên tài. Cha Vi đem xe của cô ấy giao cho công nhân sửa chữa xong cũng đi tới đây, thấy chiếc xe này Cha Vi cũng cảm thấy kỳ, cái xe này quá hiếm, bình thường căn bản không thấy ai lái bất quá vẻ ngoài của chiếc xe thật sự là vô cùng thê thảm chavi nói ở chỗ tìm được đống đổ nát này vậy trương dương cười nói một chiếc xe thiết giáp từ nga buôn lậu về chavi mở cửa xe nhìn một chút ghế ngồi bên trong cũng bị phá sạch sẽ không gian thật sự rất lớn chavi nói đây là xe sao triệu thiên tài cười nói bây giờ còn không tính gắn bánh xe vào thì phải triệu thiên tài suốt đêm cải tạo địa hồ đêm đó tất cả công nhân kỹ thuật đều chủ động lưu lại tăng ca, những người này thật ra đều là bị kỹ thuật cao siêu của triệu thiên tài hấp dẫn, chiếc địa hổ này bởi vì đã dừng sản xuất, bên trong xe có rất nhiều linh kiện đều là triệu thiên tài tự tiến hành gia công, về phần cải tạo kết cấu thân xe, phần lớn là đám người này học được những điều chưa học, thấy những điều chưa hề thấy. Buổi chiều ngày hôm sau, chiếc địa hổ dưới sự cải tạo của triệu thiên tài đã rực rỡ hẳn lên, tiết vĩ đồng trong phương diện làm bảng số xe đã ra năng lực cực lớn, vừa hoàn tất việc sơn xe thì giấy phép lái xe và bảng số quân đội kinh thành cũng về đến, cải tạo vẻ ngoài vẫn là thứ nhì, khi ô tô nổ máy, tiếng động cơ trầm thấp mà dâng trào làm cho phấn chấn, không còn có nhiều âm thanh nã pháo, trong các bài ống dẫn khí nén cũng không còn phun ra các cột khói đen. Tiết Vĩ Đồng lúc này đã tin lời của Trương Dương, Triệu Thiên Tài tuyệt đối là cao thủ sửa xe, Tiết Vĩ Đồng đặc biệt nhớ kỹ số điện thoại của Triệu Thiên Tài, sau này nếu như xe cậu có vấn đề, có thể vì thời thỉnh giáo. Trương Đại Quan Nhân ngồi lên vị trí lái, tay cầm tay lái, nhìn chung quanh rực rỡ hẳn lên, nội tâm chỉ có thể diễn tả bằng một chữ khoái. Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Chí bận việc cả một đêm, hai người lúc này không có tinh thần, chạy đến ghế sau kéo dài ra, nằm xuống nói: "Kiềm chế chút, chúng tôi ngủ, bây giờ cậu đã thỏa mãn, đúng rồi, chưa về đến nhà thì đừng đánh thức chúng tôi." Nói hết lời, hai người đã ngủ khò khò. Ở kinh thành và bán đảo Triều Tiên 10 ngày thời gian, Trương đại quan nhân rốt cục bước trên đường về nhà. Cho tới bây giờ, bộ tổ chức tỉnh ủy vẫn chưa có ra thông báo, Trương Dương hỏi qua Tần Thanh, Tần Thanh bảo hắn đợi, hiện tại chuyện hỏa hoạn của Bắc Cảng còn chưa có kết thúc, trong tình tuy rằng làm ra xử lý đối với cứu thế kiệt, thế nhưng không có nghĩa là chuyện này ông ta có thể thoát can hệ, ông ta phải đem chuyện này xử lý xong mới có thể rời đi, cái này cũng là vì không để lại cho cán bộ đến tiếp sau nhiều vấn đề. Dựa theo cái nhìn của Tần Thanh, Xử lý như vậy đối với Trương Dương mới có lợi, sau khi hắn đến nhận chức không cần tốn nhiều tinh lực. Trương Dương quyết định đêm nay tới Giang Thành, cha mẹ đã trở về Xuân Dương, có thể qua đi xem thăm, chúc Tết mừng tuổi cho người nhà, dù sao thì 15 vẫn còn là Tết mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1335.